Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 136. Vi Thanh nói, đừng quên chúng ta có Yết đại nhân, huống chi trong bảo bình của bổn tọa cũng có nhiều binh khí sát lục để dùng. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, mấy thứ của ngươi tuy mạnh nhưng là lực lượng trong cuộc chiến hai giới, cố gắng tránh xung đột với bọn họ đi. Chờ ngươi và ta rút kết giới này thì xông hướng đại điện trung ương với tốc độ nhanh nhất. Vi Thanh đồng ý. Được. Vi Thanh bắt đầu đánh ấn quyết vào tứ phương thu cờ nhỏ về. Lý Vân Tiêu cũng rút về tất cả thanh kiếm, kết giới lôi quang đầy trời tan ra thành các đốm sáng màu tím, tan biến. Hai người nháy mắt hóa thành ma quang lao đi đại điện chính giữa. Đám người nguyên quận canh giữ bên ngoài hơi bất an, thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá chính giữa. Hai thánh sử đứng trên trời từ xa quan sát không chớp mắt cái nào, e sợ xảy ra chuyện gì, thì khó báo cáo. Mãi khi kết giới lôi quang tan biến, hai tia sáng đen độn không bay lên mọi người mới hoảng hồn. Một người quát to. Ở lại đây. Điều lo lắng nhất đã xảy ra, hai thánh sử lòng thiết chặt vội đuổi theo. Cường giả nguyên quận ở vòng ngoài phản ứng lại. Nguy rồi, bọn họ bắt cóc giật thiếu gia, đuổi theo mau. Đám người co giò chạy như điên đuổi theo hai luồng độn quang. Bất đắc dĩ mấy người bay đi trước tốc độ độn quang quá nhanh, chớp mắt đã không thấy đuôi ánh sáng. Có thể vào hành lang phù đồ đều là cường giả, bọn họ dọc theo dao động ma lực cường đại tiếp tục tìm kiếm. Hai thánh sử ở phía sau hét to. Đứng lại, các ngươi dám bắt cóc giật thiếu gia, không muốn sống nữa sao? Các ngươi có biết thân phận của giật thiếu gia không? Hai thánh sử hết hồn. Hai người bay phía trước không tầm thường, thực lực như bọn họ mà rượt theo mãi không bắt kịp. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Vì biết nên mới bắt, ta khuyên các người hãy đứng lại đi, nếu đuổi theo thì chúng ta sẽ giết giật thiếu ra ngay, chờ xem các ngươi làm sao ăn nói với ma thủ. Hai thánh sử ngây người, dùng mình, nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì hai người khỏi phải sống nữa. Ngươi dám, mau đứng lại. Nhưng hai người ngẫm lại nếu giật thiếu gia bị cướp đi thì bọn họ vẫn không có hy vọng sống sót, đối phương đã bắt cóc con tin, hơn phân nửa cũng là kiểu ném chuột sợ vỡ đồ, không dám giết thật. Nghĩ thông điều này, hai người biết không có đường lui nên đuổi theo càng gắt gao hơn. Trên vai Vi Thanh lại nở ma hóa biến ra đầu yết nhìn chằm chằm chủ điện chính giữa ngay trước mặt, trầm giọng nói. Tốt nhất hãy giải quyết rắc rối sau lưng trước khi vào chủ điện, vì quanh chủ điện dễ dàng tụ tập ma mạnh nhất. Cũng trở thành thứ như thủ hộ. Nếu bị chúng theo dõi thì rắc rối, sẽ trước sau gặp địch. Vi Thanh nhíu mày hỏi. Làm sao bây giờ? Vi Thanh nhìn hướng Lý Vân Tiêu như đang trưng cầu ý kiến. Lý Vân Tiêu nói. Đã là ma vật bảo vệ thì chắc công kích với tất cả, bây giờ chúng ta dừng lại mới thật sự rắc rối. Hai thánh sử dường như mạnh hơn ta phỏng đoán, nếu bọn họ cộng với người nguyên quận thì chúng ta rất khó đấu lại. Bây giờ có lẽ có thể nhờ vào những lực lượng bảo vệ đối phó bọn họ. Yết nhướng mày nói. Cách nghĩ rất tốt nhưng hiện thực rất buồn, sơ sẩy một cái sẽ là chơi với lửa có ngày phỏng chim. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Cứ thử xem, dù sao không có đường khác để đi. Hai người lập tức tăng tốc xông hướng đại điện. Đằng trước hiện ra một tòa cung điện hùng vĩ, màu xám trắng, vách tường còn giữ nguyên vẹn, mơ hồ thấy dấu vết nứt rạn, cổ xưa mà bí ẩn. Trải qua vô số năm tháng điêu khắc. Đằng trước đại điện có một tượng đá to đứng thẳng, tay trái đặt lên bội kiếm bên hông, tay phải bắt ấn, mắt khép hờ hỗn độn. Đó là... Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nét mặt y như thật. Yết nói. Không ai biết đó là ai nhưng đoán chắc là chủ nhân của Thánh Ma Điện. Lý Vân Tiêu nói. Có lẽ vậy. Độn quang đáp xuống trước pho tượng, chỉ chiêm ngưỡng một cái rồi chạy vào trong điện. Đừng đi. Hai thánh sử rượt theo không bỏ, lướt qua pho tượng gắt gao đuổi theo. Yết đảo tròng mắt nhìn quanh, quát. Cẩn thận. Một luồng ma quang sắc bén bắn ra từ trong điện thẳng hướng hai người. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh sẽ không bị loại công kích này tổn thương, hai người lơ lửng trên cao né tránh. Đòn công kích xoay vòng trên không trung như có ý thức tiếp tục bắn hướng hai thánh sử. Một thánh sử sầm mặt xuống, trong lòng vốn đã khó chịu bực bội. Gã chút hết cảm xúc vào trưởng vỗ ra ngoài. Bùm! Ánh sáng đen bị trưởng của thánh sử vỗ chúng nổ tung thành đoàn ma khí tan biến. Trong khoảnh khắc từ đại điện bắn ra hàng trăm ma quang như có cái mồm to phun chúng ra, nhiều như hạt mưa bao trùm bốn người. Có chuyện gì thế này?
Lý Vân Tiêu vung tay lên, ánh sáng dịu dàng rực rỡ không ngừng xoay tròn quanh người hắn, cuối cùng thành áo giáp nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Các ma quang bắn trúng giáp thì tán đi, là tuyền quang kính lấy từ nguyệt bộ. Phi Thanh giơ tay lên, âm dương nhị khí bình từ từ bay lên, phạm vi 10 trượng trở nên mông lung, tất cả công kích bị cái bình hút vào. Hai thánh sử thực lực khá mạnh nhưng chỉ có thể gầm lên đánh quyền tung trưởng đập nát mưa ma quang, quanh thân hỗn độn. Sau lưng có tiếng nhóm phi hét to. Hai vị thánh sử đại nhân, chúng ta đến hỗ trợ đây. Chúng ta cũng tới. Ai nấy đằng đằng sát khí xông lên. Nguy rồi, là ai xúc phát đại trận thủ hộ đại điện. Khi đám người nguyên quận lục tục chạy tới thì cường giả băng vực khác cũng đến nơi. Bọn họ nhìn ma quang đầy trời sắc mặt đều khó xem. Đợt ma quang bắn xong đại điện lấp lóe ánh sáng, thỉnh thoảng có các loại ma tộc hình dáng khác nhau từ bên trong tràn ra. Chủng loại ma tộc rất nhiều, có nhiều ma tộc hình dáng kỳ lạ đầu người mình khủng long nhưng xem khí thế đều siêu mạnh. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh thu lại bảo kính, bảo bình, hai người xoay người đứng trong góc đại điện, vừa quan sát đại điện biến đổi vừa cảnh giác nhìn người nguyên quận. Vì người không ngừng kéo đến, các bộ nguyên quận không muốn gây chú ý nên chỉ lặng lẽ bao vây Lý Vân Tiêu, Vi Thanh chứ không tấn công ngay. Hai thánh sử sắc mặt hết sức khó coi, trong đó một người lạnh giọng hỏi. Giật thiếu ra đâu? Lý Vân Tiêu cười tà. Nếu ta nói đã chết thì hai vị có cảm tưởng gì? Chết tiệt. Hai thánh sử tức giận, không nhịn được nữa bay lên vỗ trưởng đập xuống. Sóng khí như biển, nửa bầu trời phát ra tiếng nổ như sắp sập. Lý Vân Tiêu đứng yên tại chỗ, xoay eo vung tay, năm ngón khép hờ, ma khí trong phạm vi mấy chục trưởng kéo đến, cũng giơ trưởng nghênh đón. Bùm. Hai trưởng va nhau. Linh áp khủng bố khuếch tán, đại điện rung rinh. Lý Vân Tiêu không kiềm được thụt lùi mấy bước mới ổn định thân hình. Thánh sử thì bị đánh bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất được đồng bạn đỡ mới đánh tan lực phản chấn. Hai người vừa đánh nhau liền khiến những người khác giật mình, đặc biệt người phi bộ đều biến sắc mặt. Bọn họ dòm ngó được đôi chút thực lực của thánh sử mạnh cỡ nào, trong lòng có ước lượng. Hai nam nhân trước mắt thì mạnh còn hơn thánh sử. Mặt dao trắng bệch. Mối hận trong lòng biến mất, thay vào đó là kinh hoàng. Chợt một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiểu tử, là ngươi. Trên bầu trời có một ngọn núi xẹt qua xuất hiện đằng trước đại điện. Ma tôn chỉ ngồi trên ngọn núi, khí thế bất phàm, mắt bắn ra tia sáng lạnh tràn đầy sát khí nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Bên dưới có tiếng kinh kêu. Là người của thánh ma thế gia. Mọi người cẩn thận thụt lùi giữ khoảng cách với ngọn núi kia. Phi bộ và hai thánh sử hết sức ngạc nhiên, không rõ tại sao thánh ma thế gia cũng biết nam nhân này. Đám người phi đã thấy nhiều sóng to gió lớn, lúc này thành thật lùi sang một bên yên lặng nhìn thánh ma thế gia và Lý Vân Tiêu, Vi Thanh. Lý Vân Tiêu thầm la hỏng rồi, hắn cố nặn nụ cười nói. Cái gì là ta, ta và đại nhân chưa từng gặp mặt, có phải đại nhân đã nhận sai người không? Mặt chỉ lạnh băng nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Hừ. Dù tiểu tử nhà ngươi hóa ra cho ta cũng nhận được, ngươi là người của thiên vũ giới, không ngờ lẻn vào ma giới ta. Chỉ nhe răng cười nói. Nhưng đã bị lão phu phát hiện thì ngươi đừng hòng trở về. Cái gì, người của thiên vũ giới? Bốn phía giật mình, mọi người nhìn nhau, cảm thấy hơi khó tưởng tượng. Hai thánh sử và đám người nguyên quận kinh ngạc. Phi Thanh thầm truyền âm. Chuyện gì vậy, ngươi có mâu thuẫn với ma tôn này? Lý Vân Tiêu đáp, trong khe hở thiên đãng sơn mạch đã từng gặp mặt một lần, sinh ra chút ma sát nhỏ. Vi Thanh tức giận nói, sao tiểu tử nhà ngươi đi đến đâu cũng có người truy sát vậy hả, khắp nơi táp bậy gây thù, người vào biển ma hành lang phù đồ này hơn một nửa đều muốn giết ngươi. Lý Vân Tiêu buồn bực nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn lắm sao, sao ta xui xẻo như vậy? Vi Thanh tức giận xanh mặt. Theo tâm thể lúc trước thì hai người có nạn cùng chịu, cùng nhau tiến lùi, bây giờ gã hối hận thắt ruột. Vẻ ngoài Lý Vân Tiêu bình tĩnh, mắt lạnh lẽo nhìn chỉ. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia trào phúng cười nói. Vậy sao, trong khe hở thiên đãng sơn mạch đúng là ta từng thấy một số người ma tộc, nghe nói toàn là rùa rút đầu núp trong khe hở 10 vạn năm không dám ra, khó khăn lắm mới gặp cơ duyên muốn ra tay nhưng bị đánh trở lại, chẳng lẽ là đại nhân? Chỉ tức giận mặt xanh mét. Ngây người, mấy lời này chỉ thừa nhận không được, mà chối cũng khó, người cứng ngắc tại chỗ.
Khanh hừ lạnh nói. Đương nhiên không phải chúng ta. Chúng ta bế quan tu luyện trong băng vực hơn 10 vạn năm chưa từng rời đi thì sao có ở Thiên Đãng Sơn Mạch được? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Vậy thì kỳ, mấy vị làm sao biết ta là người của Thiên Vũ Giới? Khanh cứng họng, nghẹn mặt đỏ rực, trán chảy mồ hôi lạnh không biết nên giải thích thế nào. Chỉ phản ứng lại, lạnh lùng nói. Hừ, nguyên băng vực đều có tai mắt của chúng ta, bất cứ người lạ tiến vào đều sẽ bị tra rõ thân phận. Người tự cho là bí ẩn nhưng thật ra đã bị chúng ta theo dõi từ lâu. Đúng, đúng là vậy. Khanh quát to. Nên bây giờ không tha cho các người được, giết hai người này. Khanh dẫn đầu nhảy ra khỏi núi, dẫn theo một đám cường giả bay qua, sát khí lan tràn khóa lại Lý Vân Tiêu, Vi Thanh. Nhưng Khanh mới bay một nửa thì khựng lại, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng mỗi người. Không chỉ bọn họ, Lý Vân Tiêu, Vi Thanh, tất cả ma tộc đều biến sắc mặt. Vì những ma vật chạy ra từ đại điện dường như bị lực lượng nào đó tác động, toàn thân bốc khói đen, khí thế âm trầm lạnh lẽo phát tán. Các ma vật mắt sáng như bảo thạch, phản chiếu tia sáng lạnh sắc bén. Đó là... Mọi người giật mình kêu lên. Mắt của những ma vật này, giống thánh băng ngọc. Làm gì có nhiều thánh băng ngọc vậy, đây chỉ là biểu hiện giả dối. Xem ra trong đại điện thật sự có thánh băng ngọc tồn tại. Nhiều tiếng nói vừa kinh sợ vừa kích động vang lên, nhiều người trông thấy cơ hội đến, mắt sáng rực. Lý Vân Tiêu cũng giật mình, những ma vật toát ra hơi thở cực kỳ giống với công pháp Bắc Minh Thế Gia tu luyện. Bỗng một con ma thú gầm lên. Growl. Tựa như vua sói triệu hoán đàn sói, cùng với tiếng ra lệnh, ma vật rầm rộ xông hướng mọi người, chúng nó dương nanh múa vuốt, khí thế khiếp người. Vi Thanh mắng. Ở chung với ngươi luôn xui xẻo. Giờ thì trước sau đều gặp địch. Lý Vân Tiêu cười ha ha. Đưa vào chỗ chết thì mới sống được. Lý Vân Tiêu lắc người hóa thành lôi quang bỏ chạy, một con ma vật tấn công nhưng vồ hụt. Vi Thanh chỉ cào nhau một tiếng, biết chửi người cũng không giải quyết được gì, đành tập trung tinh thần ứng đối với đám ma vật. Thánh ma thế gia và người nguyên quận không rảnh lo phía hắn, bọn họ cũng rơi vào đàn ma vây công. Đằng trước đại điện chìm vào hỗn loạn. Những ma vật biến ra mang đến trùng kích rất lớn cho mọi người. Lực lượng ma nguyên cường đại nổ tung. Nhiều ma tộc cáo ghìa không muốn đi đầu làm vật hy sinh, bọn họ đổ dồn ra sau. Chỉ ở trên ngọn núi ánh mắt sắc bén nhìn đám ma quân lùi ra sau, mặt lạnh lùng nói. Không ai được trốn, kẻ nào trốn thì mọi người hợp sức chu. Nhưng tình hình đã chìm vào hỗn loạn, nhiều người đã trốn mấy trăm trượng xa còn lâu mới chịu về. Đột nhiên một luồng kiếm khí từ hậu phương xé gió bay tới, mấy ma quân trốn đằng trước nhất hét thảm chết, thanh âm thê lương. Những ma tộc chạy trốn bỗng khựng lại, mặt trắng bệch nhìn đằng trước. Một bóng người đáp xuống hậu phương, là Thương Quân. Thương Quân cầm kiếm to đứng thẳng, gã nhìn đám ma tộc chạy trốn. He he, chỉ huynh cứ giao việc xử lý đào binh cho ta. Đám ma tộc toàn thân lạnh lẽo, nỗi lòng sợ hãi buộc phải quay về. Nét mặt chỉ xa sầm, hừ lạnh. Có thời gian rảnh đó thì mau ra tay pham quái đi. Thương Quân cười nói. Cũng nên có người làm giám sát mới được. Gã liếc qua chiến trường đằng trước đại điện, tạm dừng giây lát trên người Lý Vân Tiêu, gã hừ lạnh. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh giật nảy mình, đại địch chưa lùi thì một đại địch khác tới nữa. Nếu lúc này không có đám ma vật gây hỗn loạn thì hai người rất nguy hiểm. Chỉ lớn tiếng nói. Mọi người hãy buông xuống ân oán riêng, thanh trừ hết đám ma vật này đã. Nếu có ai muốn nhặt của hời thì trách ta không khách sáo. Chỉ bay lên cao hơn dụ đám ma vật ập đến chạy đi nơi khác, cũng đứng ở vị trí thích hợp giám sát mọi người. Biểu tình Thương Quân nghiêm túc nói. Trước kia chưa từng thấy nhiều ma vật như vậy, không lẽ lần này có biến? Chỉ huynh, thánh ma thế gia các ngươi chắc hiểu rõ hành lang phù đồ này nhất, hay lần này xuất hiện thánh băng ngọc? Không thì tại sao dẫn tới nhiều ma vật như vậy đi ra? Mọi người nghe xong thầm mừng. Chỉ biến sắc mặt, quét mắt mọi người nhắc nhở, hừ lạnh. Sao ta biết, dù thật sự có thánh băng ngọc đi ra thì đám lâu la các ngươi không thể nhúng chàm. Nhưng đúng là ma vật khác lạ chắc có nhiều hóa lân ma cốt yêu chất xuất hiện, tuy các ngươi đừng mơ nhúng chàm thánh băng ngọc nhưng có thể thu nhiều hóa lân ma cốt. Mọi người nghe mà lòng cảm xúc ngổn ngang. Nhưng nghĩ đến thật sự sẽ xuất hiện thánh băng ngọc thì cực kỳ hưng phấn. Báu vật có linh chủ, tuy rằng thực lực càng mạnh thì xác suất có được càng lớn,
nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Sẽ có nhiều cường giả ma tôn cảnh chết trong hành lang phù đồ, không thì tại sao xuất hiện nhiều hóa lân ma cốt được. Nên bọn họ không để bụng lời chỉ nói, dù gã là ma tôn cũng không thể đánh lại nhiều người. Lý Vân Tiêu liên tục giết mấy con ma vật, kinh ngạc phát hiện những con ma vật đã chết đều hóa thành ma khí lần nữa bị đại điện hút vào. Những người khác cũng phát hiện tình cảnh như vậy, người bị ma vật giết thì phơi thây tại chỗ, ma vật chết đi hàng giải thành ma khí bị đại điện hấp thu lại. Chuyện gì đây? Mọi người kinh ngạc không hiểu ra sao. Yết trầm giọng nói. Đúng là hơi kỳ lạ, vốn sau khi người thủ hộ chết cũng sẽ hóa thành xác chết, e rằng trong điện xảy ra biến đổi khác với dĩ vãng. Chẳng lẽ Thánh Băng Ngọc sắp xuất thế thật? Lòng Lý Vân Tiêu máy động, hắn nhớ đến Thánh Băng Ngọc trong người mình, còn là ba loại kỳ chân tuyệt thế dung hợp làm một. Không biết có phải vì hắn đến khiến hành lang phù đồ thay đổi không? Luân phiên chém giết một trận mới giết hết đám ma vật, nhưng không để lại xác chết nào, đều chuyển hóa thành ma khí bị đại điện hấp thu. Mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm đại điện đen ngòm, không biết bên trong có cái gì, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn tiến lên dò đường cho người khác. Chỉ cũng ngừng lại, từ đỉnh núi bay xuống trước cửa đại điện, nhìn đăm đăm. Thương Quân bay lên đứng một bên ngọn núi, mắt liếc qua Lý Vân Tiêu rồi cùng nhìn trong điện. Chỉ huynh, thế ra các người đã từng lấy được Thánh Băng Ngọc trong này, bàn về hiểu biết hành lang phù đồ thì chỉ có chỉ huynh. Tuy Thương Quân có nhiệm vụ giết Lý Vân Tiêu, nhưng nếu Thánh Băng Ngọc thật sự ngay trước mắt thì gã tuyệt đối không bỏ qua. Huống chi giá trị của Thánh Băng Ngọc to lớn không thấp hơn thù lao viện cho gã. Chỉ trầm giọng nói, đó là chuyện của tiền bối bao nhiêu vạn năm trước, sao ta biết được. Nếu thật sự có Thánh Băng Ngọc thì cũng nằm trong đại điện này, Thương Quân không biết tự đi vào xem sao. Chẳng lẽ chân Thương Quân bị què? Ha ha, không, nhưng con người của ta thích làm việc đoạn hậu hơn, chuyện xung phong thì nên để. Thương Quân đảo trong mắt chỉ ra sau chúng ngay một ma quân. Dễ ngươi đi đi. Ma quân hết hồn liên tục thụt lùi vài bước. Cái gì? Ma quân này dường như là trưởng bộ tộc thế lực lớn nào đó, có hai thuộc hạ cường giả đi theo. Ba người cảnh giác mà tức giận chừng Thương Quân. Thương Quân cười tà. Hy vọng ba người có thể đi đầu thăm dò xem. Ma quân chừng Thương Quân, gầm lên. Dựa vào cái gì? Thương Quân cười lạnh. Nếu ta nói dựa vào nắm tay thì ngươi có phục không? Ma quân hừ mũi. Dù ngươi là ma tôn thì ba người chúng ta liên hợp lại trong thời gian ngắn chưa chắc ngươi thắng được. Thương Quân nhìn ngọn núi, cười khẽ. Chỉ huynh thấy sao? Chỉ gật đầu, nhướng mí mắt lên miễn cưỡng liếc ba người kia. Ba người đi đi. Ba người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ma quân dẫn đầu giận dữ nói. Chỉ đại nhân có biết là trên biển ma, Thương Quân giết hết đệ tử của thế gia các ngươi ở lại trông chừng không? Cái gì? Chỉ, Khanh, Nhiễm, nhóm người rung động, trừng mắt Thương Quân. Chỉ lạnh lùng hỏi. Có thật không? Vẻ mặt ma quân đắc ý cười châm chọc. Mọi người có mặt đều thấy, Thương Quân muốn chối cũng không được. Mặt Thương Quân lạnh lùng, cảm nhận khí lạnh và địch ý phát ra từ thánh ma thế gia. Thương Quân gãi mũi. Đúng là có, nhưng những người này chỉ là chút tiểu lâu la. Chỉ huynh muốn vì những lâu la này mà trở mặt với ta ngay phút then chốt này sao? Nên biết cường giả khắp nơi chỉ có tiểu đệ là người duy nhất có thể kiềm chế chỉ huynh. Mặt chỉ càng lạnh, chừng Thương Quân một lúc mới dần dịu lại, chậm rãi nói. Chờ rời khỏi biển ma rồi bàn lại, bây giờ giải quyết cảnh khó trước mắt đã. Chỉ giơ tay chỉ vào ba người kia. Ba người đi dò đường. Ba người mắt bốc cháy lửa, mặt vặn vẹo, ánh mắt tàn nhẫn thà làm ngọc nát. Cái gì, vẫn bắt chúng ta dò đường. Khinh người quá đáng. Chỉ không để ý, hừ lạnh nói. Dò đường vẫn còn cơ hội sống. Thậm chí là cơ duyên. Nếu không dò đường thì chỉ có chết, sau mấy chục vạn năm trở thành cơ duyên của người khác. Các ngươi hãy suy nghĩ đi. Ba người bất đắc dĩ, sau khi đắn đo đành cứng ra đầu vào đại điện, khi đi qua hung tợn lườm Thương Quân, dường như đã kết thù. Thương Quân xì cười, không để bụng. Ba người cắn răng, toàn thân dâng lên ma khí ngập trời, lao vào điện. Làn sóng ánh sáng đen chợt lóe, ba người biến mất trước đại điện. Hơi thở cũng cắt đứt, không cảm ứng được. Đám người biến sắc mặt, yên lặng đợi nửa nén hương. Thương Quân mất kiên nhẫn nói. Xem ra họ sẽ không đi ra trong thời gian ngắn, không biết là cơ duyên quá tốt hay đã chết trong đó rồi.
chỉ nói. Dù là tình huống nào thì chúng ta phải tự mình đi vào điều tra, đi thôi. Biết chờ tiếp không có kết quả, chỉ trên ngọn núi xuống dưới, thu ngọn núi lại, dẫn mọi người trực tiếp nhảy vào trong điện. Mí mắt Thương Quân co giật nhìn quét bốn phía, đột nhiên cười tà. Mời các vị đi trước. Mấy ma quân muốn đánh trống rút lui nhưng chỉ là số ít, đa số do dự một lúc rồi nối đuôi đi vào, đông người thêm can đảm. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh cũng đi vào. Ánh mắt Thương Quân luôn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, mãi khi hắn vào trong gã không chờ người khác nữa mà nhảy vào theo. Trong đại điện lớn hơn tưởng tượng, một không gian hình tròn có đường kính mấy chục vạn trượng, nhưng nó trống rỗng. Ma tộc đi vào trước nhanh chóng kiểm tra nguyên không gian, chưa phát hiện bất cứ thứ gì làm bọn họ thất vọng. Mỗi người biểu tình kỳ lạ, bọn họ không tin cảnh tượng trong đại điện sẽ đơn giản như điều thấy trước mắt. Lý Vân Tiêu mới vào trong, thần thức quét nhanh khắp đại điện, cũng lộ vẻ nghi ngờ. Sao có thể không có gì được? Vi Thanh lạnh lùng nói. Lúc trước những ma vật thay đổi ít nhất có nguyên nhân. Yết nói. Cẩn thận chút, càng kỳ lạ thì càng nguy hiểm. Trong đại điện này dù có tranh phù đồ cũng không bảo vệ ngươi được, mọi chuyện phải dựa vào thực lực của bản thân. Đột nhiên đại điện không chút báo trước đã rung rinh, một cơn gió ma khí từ chính giữa nổi lên, phạm vi lớn nửa mẫu. Mọi người giật nảy mình vội giạt ra bốn phía. Con người Lý Vân Tiêu co rút kinh ngạc kêu lên. Hả, là thứ này. Gió lốc ma khí yếu dần biến ra một thân hình to lớn, một con bạch tuộc hơn trăm cái xúc tu. Xúc tu giống y như cái đã bị Thương Quân đánh lui trên biển ma. Thì ra là ngươi. Thương Quân kinh ngạc cười nói. Nhiều năm không gặp sao ngươi tự tiện chạy vào đại điện này. Miệng bạch tuộc mấp máy thanh âm kỳ lạ, hai tròng mắt liếc bốn phía rồi ngừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Tim Lý Vân Tiêu rớt cái bịch, mắt con bạch tuộc lạnh băng như nước bắn thẳng vào lòng hắn. Tuy chưa chắc bạch tuộc nhìn ra thánh băng ngọc có trên người Lý Vân Tiêu nhưng hơn phân nửa là cảm ứng được cái gì. Các ma quân thầm lấy làm lạ, bọn họ phát hiện con bạch tuộc chỉ nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, tất cả rất tò mò. Vi Thanh biến sắc mặt tức giận nói. Nhà ngươi có kẻ thù khắp thiên hạ, chắc không phải con bạch tuộc cũng có thù với ngươi đi. Lý Vân Tiêu cười mắng. Sủa bậy bạ gì đó, ta mới thấy thứ này lần đầu. Vi Thanh cười hắc hắc nói. Vậy tại sao nó chỉ nhìn ngươi chằm chằm, xem bộ dáng quyết tâm hấp diêm ngươi? Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Hắn mới nói xong bạch tuộc nhúc nhích, chăm xúc tu quất bốn phương tám hướng, khai chiến với mọi người. Bùm! Lý Vân Tiêu lắc người, mặt đất dưới chân bị một xúc tu đập thủng cái lỗ to cỡ nắm tay. Bùm 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 bùm. Vô số xúc tu đánh bốn phương tám hướng, mặt đất trở nên gồ ghề, tuy thanh thế làm cho người ta sợ hãi nhưng cái hố lớn nhất chỉ cỡ trái dưa hấu. Từ đó thấy được trong điện cứng rắn không giống bình thường. Có người khinh thường hừ lạnh. Con bạch tuộc này bị điên sao, muốn đấu với tất cả chúng ta. Người đó bắt đầu phản kích, chém một nhát đao vào xúc tu đập tới gần. Xoẹt. Nhiều người tấn công con bạch tuộc, chặt đứt xúc tu. Nhưng khoảnh khắc xúc tu đứt thì nhiều mực đen phun ra, mực nước hóa thành lưới phô thiên cái địa đổ xuống. Ấu chỉ. Mọi người vội vàng biến hóa chiêu thức lao vào lưới đen. Nhưng tất cả ma khí đụng vào cái lưới thì xuyên qua, không làm rách lưới được. Con bạch tuộc chu môi hút hết công kích đầy trời vào bụng rồi phun ra hàng trăm cái lưới to. Bà nội nó, chuyện gì vậy? Mọi người luống cuống, không thể công kích cái lưới to được, nó trực tiếp xuyên thấu công kích ập xuống, trói nhiều ma tộc lại. Mọi người vùng vẫy, chợt thấy những cái lưới to như tác động vào nhau chậm rãi kết thành một thể. Nguyên đại điện rậm rạp lưới ma, mọi người, bao gồm Lý Vân Tiêu đều bị lưới trói chặt. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ thì lưới đen là ma khí ngưng tụ thành, có chất dính rất mạnh, khi chúng dính vào người thì không thoát ra được. Nhưng loại lưới này dường như chỉ có tác dụng bắt giữ chứ không thể phong tỏa ma nguyên của Lý Vân Tiêu, nếu cần thiết thì tùy thời có thể tấn công, nhưng rất khó nhúc nhích. Vi Thanh cũng thử, phát hiện lực lượng ma nguyên không bị ngăn cản thì mới bình tĩnh lại. Mắt Vi Thanh hấp háy giao lưu tới Yết, tham khảo dùng âm dương nhị khí bình có thể thu những cái lưới lại không? Yết nói không biết, bảo 50% và 50%. Đám Thương Quân, chỉ cũng treo trong lưới, mọi người tuy kinh hoàng nhưng không sợ, vì một con bạch tuộc không thể diệt sạch cả đám. Đồ ngu, người muốn làm gì? Thương Quân trầm giọng quát.
Có tên chết tiệt nào ở sau lưng sai khiến ngươi? Bạch Tuộc không biết nói, miệng phát ra tiếng ục ục không biết đang nói gì. Trán Bạch Tuộc nhô ra một cục đá to đen thui tỏa ánh sáng dịu dàng. Cục đá to như hình người tính tọa, giống y như thật không ngừng chuyển động trước cái trán của Bạch Tuộc. Đám người xoe tròn mắt nhìn, kinh kêu. Hóa Lân Ma Cốt. Nhưng Hóa Lân Ma Cốt này rất quỷ dị, không chỉ hơi thở siêu mạnh còn lấp lóe linh quang như có sự sống. Đây là... Người chỉ rung mạnh, hét lên. Ma Lâm Ngọc, đây là Ma Lâm Ngọc. Cái gì, Di Hài Thánh Ma? Mọi người biến sắc mặt nhìn ma thạch hình người, ngơ ngẩn lơ lửng trên lưới không biết nên làm sao. Lý Vân Tiêu cau mày, ma thạch hình người này dường như khác hẳn với Ma Lâm Ngọc, nhưng chỉ đã thấy Ma Lâm Ngọc rồi, không thể nhìn lầm. Chẳng lẽ Ma Lâm Ngọc có hình dạng khác nhau? Đang lúc Lý Vân Tiêu thắc mắc thì một luồng ma quang xẹt qua cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chỉ không kiềm được ra tay, bay vọt lên chộp hướng ma thạch hình người. Nhưng chỉ còn treo trên cái lưới, chưa vùng thoát khỏi lưới trói buộc, chỉ có thể kéo theo lưới to lao lên. Đột nhiên ma thạch hình người lóe linh quang chói lòa, vươn một tay ra bắt ấn đánh vào chỉ. Cái gì? Biến cố khiến mọi người hết hồn. Chỉ cũng hoảng, gã không chút đề phòng, vội vàng chuyển chộp thành trưởng va chạm vào trưởng của ma thạch hình người. Bùm! Một đoàn ma quang nổ tung, chỉ bị đánh bay ra ngoài. Bạch Tuộc lại phun ra một đoàn ma quang hóa thành lưới đen mảnh hơn hoàn toàn bao trùm chỉ. Ma thạch hình người ra tay xong một tay bắt ấn biến đổi ấn quyết, trạng thái bắt đầu hóa linh. Trước bao cặp mắt nhìn nó biến thành hình dạng nam nhân. Nam nhân khuôn mặt bình thường, có cặp sừng trên trán, đôi mắt lạnh băng. Nam nhân từ từ quét mắt qua mọi người, khóe môi cong lên nụ cười tà dị khiến người khó chịu. Người vi thanh run lên, giọng yết điên cuồng vang trong cơ thể gã. Hóa linh, là Hóa Lân Ma Cốt trực tiếp hóa linh thành ma. Vi thanh giật mình kêu lên. Thế này cũng được, vậy thực lực của ma này. Yết trầm giọng nói. Rắc rối to, người này khi còn sống ít nhất là đẳng cấp ma tôn, mới rồi nghe chỉ nói thì rất có thể là thánh ma. Vi Thanh biến sắc mặt, kinh hoàng vội truyền tin tức này cho Lý Vân Tiêu, hai người cùng giao lưu. Lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy bức bối và cay đắng, lúc nam nhân này hiển hiện thì ánh mắt hữu ý vô ý liếc hướng hắn. Mọi người cảm thấy đó là động tác vô tình nhưng Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng tuyệt đối là cố ý, chắc chắn ma này phát hiện Thánh Băng Ngọc hoặc Ma Lâm Thạch trong cơ thể hắn. Lý Vân Tiêu thầm cảnh giác, báo cho Vi Thanh phải cẩn thận. Chỉ vùng vẫy trong lưới ma rậm rạp thò cái đầu ra, tức giận quát chói tai. Ngươi là ai? Khóe môi ma cong lên, cười khùng khục. Mới rồi ngươi đã nói, ta là Ma Lâm Ngọc. Chỉ giật mình hét chói tai, biểu tình kinh hoàng. Ma Lâm Ngọc, ngươi quả nhiên là Ma Lâm Ngọc biến ra. Các ma tộc cũng hết hồn, xoay tròn mắt nhìn nam nhân, khuôn mặt thẫn thờ. Nam nhân cười khẽ, liếm môi dưới, cười quái dị. Mới đi ra đã có nhiều đồ bổ bồi bổ cho ta, chắc không lâu sau sẽ phục hồi đến thánh ma. Nam nhân lắc người đạp trên đầu Bạch Tuộc, hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua từng người. Ăn ai trước đây? Người nào bị ánh mắt của nam nhân nhìn đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân tê dại. Chỉ cố nén lòng lạnh lẽo đột nhiên quát to. Người này là tu vi nửa bước thánh ma. Mọi người hợp sức công kích đi, không thì sẽ chết ở đây. Chỉ vùng vẫy kịch liệt, bất chấp trên người còn dính nhiều lưới mỏng dẫn đầu lao lên trước. Các ma tộc khác cũng liều mạng vùng vẫy. Ha ha ha, buồn cười, hợp sức thì khỏi phải chết sao. Ma Lâm Ngọc bỗng vỗ đầu Bạch Tuộc, nó ăn đau hét to, chu dài cái mỏ. Phụt phụt phụt, Bạch Tuộc phun ra nhiều mực nước bắn đi bốn phương tám hướng. Thân thể Bạch Tuộc nhanh chóng rút nhỏ, dường như vì phun mực làm cơ thể nó giống tuếch. Công kích của mọi người xuyên thấu qua những mực nước, Bạch Tuộc há mồm hút vào trong bụng, thân thể biến to mấy phần. Mực nước phun ra rơi vào thân thể mọi người, dính chặt bọn họ. Ma Lâm Ngọc cười to bảo. Ha ha ha, con Bạch Tuộc này là ma biến dị cực kỳ đáng sợ, ta còn phải e ngại nó vài phần. Ma Lâm Ngọc lắc người đáp xuống cạnh chỉ, vỗ một trường. Trường thế đánh tới trước mặt chỉ thì bị chỉ giơ tay ngăn lại. Nhưng vội vàng đón đỡ thì làm sao ngăn được một kích sốc hết sức của đối phương. Bùm! Nguyên nắm tay của chỉ nổ tung thành một đoàn ma khí, thân hình bay ngược ra sau, vì kéo lưới tơ đầy trời nên chỉ không bay quá xa. Chỉ hét to một tiếng. Đáng chết!
toàn thân chỉ tỏa ra ma khí bắn lên cao, lại hóa thành trường, lòng bàn tay gã ngưng tụ thanh trường mâu đâm tới. Cùng lúc đó, ma tộc xung quanh cắn răng tấn công, vì bọn họ hiểu rằng nếu chỉ chết thì xác suất bọn họ sống sót càng thấp hơn. Mặt ma Lâm Ngọc lạnh lùng, không đỡ trường mâu mà nhảy người lùi lại, bay về đỉnh đầu con bạch tuộc to. Trường mâu xé gió đuổi theo nhưng bị bạch tuộc hút vào người. Mặt bạch tuộc đen thui, dường như nó bị thương nhưng không đáng lo, nó từ từ tiêu hóa, sắc đen trên mặt cũng biến mất dần. Khóe môi ma Lâm Ngọc cong lên lạnh lùng, một tay bắt ấn. Nếu các ngươi đều không cam lòng bị ta ăn vậy chút nữa sẽ cho các ngươi cam lòng đi chết. Dường như bạch tuộc bị kích thích, người trướng phồng lên, hàng trăm xúc tu căng cứng ra quất bốn phương tám hướng. Mọi người hoảng hồn vội vàng vận công ngăn cản, nhưng tốc độ xúc tu quá nhanh còn bọn họ thì bị lưới tơ trói lại, nên nhiều người bị xúc tu cuốn lấy trói chặt người. Xúc tu của con bạch tuộc vừa cứng vừa dính, nó biến to ra theo ngươi vùng vẫy, càng cuốn càng chặt, rất khó tránh thoát. Trên xúc tu có ma lực không ngừng truyền từ người bạch tuộc lên để tăng mạnh lực lượng, mặt bạch tuộc nghẹn tím lịm. Bùm! Một ma quân không chịu nổi đã nổ tung, một đoàn ma khí mới phát tán đã bị xúc tu của bạch tuộc cuốn lấy hút vào người. Ui! Mọi người biến sắc mặt, hoảng sợ nhìn nhau. Thương quân trầm giọng quát. Đừng hoảng, con bạch tuộc này đang liều mạng dốc hết sức trói chặt chúng ta, chờ nó kiệt sức là có thể đi ra. Một đoàn kiếm khí quanh người thương quân tách mở xúc tu ra, nó không thể trói được gã, nhưng vì e ngại uy thế của ma Lâm Ngọc nên gã không dám tấn công. Ma Lâm Ngọc lạnh lùng liếc thương quân, dường như không thèm để vào mắt. Ma Lâm Ngọc nhìn Lý Vân Tiêu, cười khẽ, mắt hấp hái tia sáng lạnh. Lý Vân Tiêu cảm giác da đầu tê dại, cười ngại ngùng hỏi. Nhìn ta làm gì, mặt ta không nở hoa. Ma Lâm Ngọc cười khẩy nói. Ngươi nói xem. Ở trước mặt ta còn giả bộ, khúc ma Lâm Ngọc trên người của ngươi vốn lấy từ người ta, nếu không phải cảm nhận nó đến thì bổn tọa không định thức tỉnh lần này. Cái gì, trên người của hắn có ma Lâm Ngọc? Mọi người giật mình, cùng nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Dù là Vi Thanh cũng biến sắc mặt, tức giận quát. Ngươi có ma Lâm Ngọc? Ma yết trong người Vi Thanh hết sức rung động, truyền âm mắng. Tại sao không nói với ta? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta chỉ vừa mới biết không lâu thì làm sao nói cho các ngươi được. Huống chi ma Lâm Ngọc đó hơi lạ. Nghe Lý Vân Tiêu thừa nhận, các ma quân biến sắc mặt. Đặc biệt chỉ và thương quân đều lộ vẻ mặt tức giận lạnh lùng chừng Lý Vân Tiêu, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn. Ma Lâm Ngọc cười tà. Đúng là hơi lạ, vì khúc ma Lâm Ngọc đó vốn biến ra từ cánh tay của bổn tọa, nó còn nắm thánh băng ngọc. Sau này bị một ma tôn cướp đi luyện hóa hai thứ thành một thế là hình thành bộ dạng ngọc trên người của ngươi. Nhưng kỳ lạ là dường như bổn tọa cảm nhận lực lượng khá mạnh muốn ức chế hơi thở của ta, không cho ta phát hiện. Ha ha, thật là ấu trĩ, nó vốn là thân thể của bổn tọa thì làm sao tránh khỏi ta tra xét được. Đám người chỉ, khanh biến sắc mặt, kinh kêu. Song ngọc hợp nhất, nét mặt chỉ xa sầm, giống to. Huyền Minh Thạch ở trong tay ngươi. Lý Vân Tiêu cảm nhận lạnh lẽo và sát khí từ thánh ma thế ra, hắn gãi đầu cười nói. Thì ra Huyền Minh Thạch từ đó mà ra, ta hiểu rồi. Mọi người nhíu mày nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, trừ người thánh ma thế ra mặt đầy sát khí ra thì những người khác lộ vẻ khó hiểu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Để ta phỏng đoán xem, năm xưa có vị thánh ma đại hạn sắp đến, vì giảm chậm mệnh số nên tìm thánh băng ngọc. Xây dựng thánh ma điện hy vọng nương lực lượng thánh băng ngọc trốn thoát kiếp ngũ suy. Nhưng bất đắc dĩ đại đạo mờ mịt, sức người làm sao đối kháng được, dù kiếp ngũ suy chậm lại nhưng vẫn giáng xuống. Thánh ma tọa hóa trong thánh ma điện của mình, trước khi chết tay vẫn nắm thánh băng ngọc. Sau đó không ngừng có người vào thánh ma điện, cộng thêm đặc tính của điện hấp thu nhiều ma khí ngưng tụ ra vô số ma đầu khiến hoàn cảnh trốn này phức tạp hơn. Không biết bao nhiêu năm sau. Một ma tôn cơ duyên tình cờ thấy thánh ma tỏa hóa, muốn cướp thánh băng ngọc nhưng phát hiện không cách nào cậy ra được, vậy là chém cả cánh tay xuống, ma tôn đó chắc là tiền bối của chỉ đại nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vị tiền bối kia có được cánh tay và thánh băng ngọc rồi nóng lòng muốn luyện hóa, kết quả cơ duyên tình cờ dung hợp chúng lại. Khi đó cánh tay kia chỉ là cái xác chứ không phải ma Lâm Ngọc. Không thì tiền bối của chỉ đại nhân đã không chỉ lấy một cánh tay mà đánh cắp nguyên xác chết. Hoặc có lẽ còn tình huống nào khác xảy ra, chúng ta không biết.
Lý Vân Tiêu tiếp tục bảo. Cánh tay đó sau khi bị lấy đi trong quá trình tiền bối kia luyện hóa nó mới biến thành ma lâm ngọc, thế là có huyền minh thạch. Hai chí bảo hợp nhất, có thể tưởng tượng uy lực của nó. Vị tiền bối kia tất nhiên mượn nó xông vào thánh ma cảnh, khai sáng ra thánh ma thế gia trong băng vực. Mọi người hiểu ra, tuy là Lý Vân Tiêu suy đoán nhưng hắn nói y như sự thật. Sắc mặt chỉ âm trầm đáng sợ nhưng yên lặng nghe chứ không phản bác, 89 phần 10 là đúng sự thật rồi. Ma Lâm Ngọc cũng biểu tình bình tĩnh lắng nghe. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Theo lý thuyết vị tiền bối kia luyện chế thân thể thánh ma thành Ma Lâm Ngọc sẽ lại đến thánh ma điện tìm phần thân thể còn lại, nhưng chẳng biết tại sao không làm vậy. Hoặc từng đến nhưng thất bại, nên mới có người biến hóa ra. Lý Vân Tiêu nhìn Ma Lâm Ngọc trên đầu bạch tuộc như muốn nhận được sự khẳng định. Ma Lâm Ngọc nhẹ lắc đầu nói. Mấy chuyện đó thì ta không biết. Vì tuy ta là thánh ma hóa hình ra nhưng đã không phải thánh ma trước kia. Vị thánh ma đó đã chết, ta chỉ là Ma Lâm Ngọc biến ra, tuy biến ra từ hắn nhưng không phải hắn. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, hắn hiểu đạo lý này. Như bàn nghị tuy biến ra từ thân thể Hiểu Phong Tàn nhưng không phải Hiểu Phong Tàn. Lý Vân Tiêu tiếp tục bảo. Nhưng 10 vạn năm trước ma chủ đế đột ngột nổi lên, có lẽ đế nghe đến tin đồn về Ma Lâm Ngọc. Thánh băng ngọc nên trực tiếp giáng lâm thánh ma thế gia băng vực, cướp nó đi. Lý Vân Tiêu liếc hướng chỉ, thấy mặt gã xanh mét âm trầm nhưng không hé răng liền biết mình đúng. Lý Vân Tiêu tiếp tục suy đoán. Sau đó ma chủ đế chết trong thiên vũ giới, khối huyền minh thạch tất nhiên lưu lạc ở thiên vũ giới, bị tiền bối Bắc Minh thế gia vô tình lấy được. Tiền bối Bắc Minh thế gia xác nhận hòn đá này không phải thuộc thiên vũ giới nên thêm hai chữ thiên ngoại, biến thành thiên ngoại huyền minh thạch. 10 vạn năm trôi qua, hòn đá đổi chỗ nhiều lần cuối cùng rơi vào tay bản thiếu gia. Lý Vân Tiêu dứt lời đại điện lại tĩnh lặng. Ma Lâm Ngọc đột nhiên vỗ tay khen. Xuất sắc, phân tích rất hay. Ta cảm thấy hơn phân nửa đúng là vậy, quan trọng nhất là huyền minh thạch hiện tại đúng thật ở trong tay ngươi phải không? Mọi người cùng nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt trở nên nóng cháy. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói. Không chỉ ở trong tay ta. Hơn nữa cơ duyên tình cờ đã có chút thay đổi. Ma Lâm Ngọc nhíu mày nói. Thêm chút biến đổi. Sau đó chân mày Ma Lâm Ngọc giãn ra, lạnh lùng cười. Mặc kệ là biến đổi gì thì huyền minh thạch vẫn là huyền minh thạch, mau lấy ra cho bổn tọa. Ma Lâm Ngọc vươn tay hướng Lý Vân Tiêu, kích động nói. Bổn tọa đã cảm nhận được khúc tay đó kêu gọi, chỉ cần luyện hóa huyền minh thạch thì ta nhất định có thể trở về thánh ma cảnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi có thể trở về thánh ma cảnh hay không liên quan gì ta? Cục đá đó bây giờ là của ta. Ma Lâm Ngọc cười khẩy nói. Ha ha, tìm cái chết. Ma Lâm Ngọc bay xuống lao vào Lý Vân Tiêu. Mấy ma quân biến sắc mặt, tròn xoe mắt nhìn. Bọn họ không quan tâm sự sống chết của Lý Vân Tiêu mà là trốn về của huyền minh thạch. Chỉ và thương quân căng thẳng nhìn, hai người vô cùng hối hận. Nếu sớm biết huyền minh thạch ở trên người của hắn thì mình đã giết hắn trước. Còn một người cũng sắc mặt âm trầm đen như nhọ nồi, đó là Yết trong người Vi Thanh. Yết nằm mơ cũng không ngờ sau nhiều lần trắc trở, vất vả cực khổ muốn có được thứ đó lại ở trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn Ma Lâm Ngọc bay tới, cười khẽ, thân hình bỗng nhiên hóa thành lôi quang chợt lóe vùng thoát khỏi xúc tu và lưới ma. Cái gì? Ma Lâm Ngọc vồ hụt, rất là ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu hiện hình trên không trung, đi mấy bước đến trên trán bạch tuộc, xoay người nhìn Ma Lâm Ngọc. Quả nhiên có bản lĩnh, không ngờ là linh thể ngũ hành, hèn gì không trói được ngươi. Ma Lâm Ngọc cười khẩy nói. Dù là linh thể ngũ hành thì hôm nay cũng phải chôn vùi nơi đây. Ma Lâm Ngọc lắc người xuất hiện trên đầu bạch tuộc, vỗ trưởng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lắc người nhưng không né tránh, đáy mắt lóe tia sáng lạnh nói. Nếu ngươi muốn thì ta cho. Lý Vân Tiêu xoay người thuấn di vỗ trưởng vào Ma Lâm Ngọc, lòng bàn tay lóe đoàn sáng dịu dàng nhưng toát ra hơi thở lạnh lẽo. Trong ánh sáng có tinh thể nhấp nháy toát ra lực lượng cường đại mà khủng bố. Ma Lâm Ngọc kinh kêu. Huyền Minh Thạch, chỉ cũng hét lên. Trong phút chốc hơn 10 luồng sáng phá tan lưới ma và xúc tu trói buộc lao hướng đầu bạch tuộc. Ma Lâm Ngọc biến sắc mặt, cảm nhận khí thế cường đại xé gió ập đến từ bốn phía. Gã hừ lạnh, năm ngón co lại chộp hướng huyền minh thạch. So với lực lượng bốn phía thì huyền minh thạch đem đến uy hiếp càng lớn cho Ma Lâm Ngọc, hơn nữa mục tiêu của những người đó là hòn đá này.
Bùm! Năm ngón tay Ma Lâm Ngọc vừa chạm vào ánh sáng cục đá thì người gã cứng lại, lực lượng khủng bố phát ra từ cục đá hóa thành từng vòng ánh sáng đánh về phía bốn phương tám hướng. Hai bóng người nhấp nháy đen tối trong ánh sáng chiếu rọi, đám người từ bốn phía lao đến như thánh ma thế gia, Thương Quân, Vi Thanh, trưởng các bộ nguyên quận đều bị ánh sáng chiếu, cảm giác cả người đau nhức. Linh cảm nguy hiểm dâng lên trong lòng, bọn họ dứt khoát bay ra sau. Đàn ma đáp xuống các góc đại điện, khuôn mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đỉnh đầu Bạch Tuộc. Huyền Minh Thạch phát ra sức mạnh to lớn đáng sợ chiếu rọi không gian một màu tăm tối. Những người vừa xông tới toàn thân phủ lớp xương lạnh, hành động khó khăn, phải liều mạng thi triển ma công mới tiêu trừ được. Giờ phút này nguyên Bạch Tuộc như bị đóng băng, hoàn toàn hóa thành điêu khắc băng tinh, dị lực đáng sợ kia dọc theo xúc tu của Bạch Tuộc chút xuống, các ma bị xúc tu trói cũng bị đóng băng. Phi Bi Thương hét to. Nữ nhi. Phi bay đến phần cuối xúc tu, nhưng dao đã bị đóng băng, bộ dạng hoảng loạn sống động như thật. Phi cực kỳ bi thương vỗ vào xúc tu. Bùm. Xúc tu đứt đoạn, nhưng mảng lớn khí lạnh tản ra đóng băng tay gã, Phi hoảng sợ lùi nhanh. Tượng băng dao rơi từ không trung xuống vỡ nát, tứ chi nát vụn chỉ còn khúc mình hoàn chỉnh, nhưng nó kêu răng rắc nứt dạn li ti. Phi choáng váng mặt mày, bi thương vô bờ tràn ngập trong lòng gã, khóe mắt muốn nứt ra nhìn trên đỉnh đầu Bạch Tuộc. Nhưng trên đó ánh sáng quá chói đâm đau mắt người, Phi chỉ nhìn chốc lát đã cảm thấy đôi mắt đau nhói, gã không dám xem tiếp. Những người khác cũng vậy, chỉ có thể nửa che hai mắt, nhìn vài giây rồi nhắm mắt lại. Trong ánh sáng lam khủng bố kia, hai tay Lý Vân Tiêu và Ma Lâm Ngọc chạm nhau, Huyền Minh Thạch lơ lửng giữa lòng bàn tay hai người, từng đợt sóng lực lượng phát ra từ cục đá này. Thân thể hai người cũng hoàn toàn biến thành tinh thể màu lam, không rõ sống chết. Thương Quân kinh kêu, lòng vừa mừng vừa sợ. Đã chết sao? Mừng vì hơn phân nửa là hai người chết rồi, gã kinh vì lực lượng khủng bố, và nhiều cao thủ đang rình rập, Thương Quân không chắc có thể cướp được cục đá này. Khi mọi người suy đoán hai người đã chết chưa thì thân thể Ma Lâm Ngọc nhúc nhích, lớp băng màu lam toàn thân gã vỡ vụn lộ ra khuôn mặt dữ tợn và kích động. Ha ha ha, muốn mượn lực lượng Huyền Minh Thạch giết ta sao, quá ngây thơ rồi. Ma Lâm Ngọc mừng như điên cười to bảo. Không biết rằng một nửa Huyền Minh Thạch này là cánh tay của ta thì làm sao giết ta được. Ha ha, Ma Lâm Ngọc cười như điên. Ngươi không ngờ người chết là chính ngươi phải không, ha 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 ha. Các ma quân hoảng hồn, mặt trắng bệch, nếu Ma Lâm Ngọc có được Huyền Minh Thạch thì bọn họ đừng nói là cướp hòn đá, muốn sống cũng khó khăn. Khuôn mặt Phi Thanh hoảng sợ hét lên. Lý Vân Tiêu đã chết, chết thật rồi, mỗi lần hy vọng tiểu tử này chết thì hắn không chết, lần này không hy vọng thì hắn lại chết. Ma Lâm Ngọc bỗng cứng người lại, tiếng cười ngừng bặt, mắt bắn ra tia hoảng sợ, xoe tròn mắt nhìn đằng trước. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng dần bình thường trở lại. Lạnh lùng cười. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu kẻ muốn ta chết đều đi trước ta, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ma Lâm Ngọc kinh kêu. Sao có thể như vậy? Sao ngươi chống lại được lực lượng Huyền Minh Thạch? Ma Lâm Ngọc hét to. Không thể nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Trên đời này không có gì là không thể, chỉ có kẻ ngông cuồng vô tri và tự phụ không biết gì. Năm ngón tay Lý Vân Tiêu chộp. Năm luồng kình khí đánh vào Huyền Minh Thạch, lực lượng khủng bố từng đợt sóng lan tỏa đánh vào thân thể hai người. Người xung quanh đều cảm nhận được, kinh hoàng thụt lùi, gần như dán sát vách tường. Nhưng lúc này vách tường cũng dần hóa thành băng tinh. Ma Lâm Ngọc biến sắc mặt mấy lần, nhưng vẫn cười khẩy nói. Dù ngươi không chết thì làm được gì, Huyền Minh Thạch vốn là của ta, hiện tại bổn tọa thu nạp toàn bộ sức mạnh của nó rồi trùng kích thánh ma, sau đó giết hết các ngươi. Tay trái Ma Lâm Ngọc bắt ấn điểm vào Huyền Minh Thạch, thoáng chốc lực lượng màu lam hóa thành dòng lũ ập hướng cơ thể gã. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu đã thử các cách hòng rút đi lực lượng Huyền Minh Thạch nhưng đều thất bại, không ngờ Ma Lâm Ngọc dễ dàng rút đi lực lượng trong đó. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, cũng tay trái bắt ấn trực tiếp hấp thu dòng lũ, lạnh lùng cười. Ngươi hút được thì bản thiếu gia cũng có thể. Lý Vân Tiêu không cách nào trực tiếp hấp thu lực lượng từ Huyền Minh Thạch nên cướp dòng lũ lực lượng Ma Lâm Ngọc hút ra. Ma Lâm Ngọc tức giận quát. Ngươi, xúc sinh. Ma Lâm Ngọc trợn tròn mắt nhìn lực lượng mình lấy ra có một phần bị Lý Vân Tiêu giữa giường cướp đi.
Giờ phút này ánh sáng cường đại của huyền minh thạch trùng kích khiến hai người không rảnh tấn công đối phương, chỉ muốn nhanh chóng hút sức mạnh to lớn này vào người để nâng cao lực lượng cho mình. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đứng trên đỉnh đầu bạch tuộc không nhúc nhích. Huyền minh thạch tuôn ra lực lượng ồ ạt hướng Ma Lâm Ngọc thì giữa đường bị Lý Vân Tiêu rút đi một nửa. Cơ mặt Ma Lâm Ngọc co giật, ánh mắt lạnh băng. Ma Lâm Ngọc vốn là nửa bước thánh ma cảnh, thêm một bước là sẽ trùng kích đến thánh ma, khi đó gã sẽ hoàn toàn luyện hóa hấp thu người trước mắt thì hiệu quả cũng giống vậy. Nghĩ vậy tâm tình Ma Lâm Ngọc bình ổn lại, tập trung cố gắng thu nạp thật nhiều. Lý Vân Tiêu cũng có ý tưởng tương tự, hắn cố gắng tăng cao thực lực trùng kích ma tôn cảnh, nếu đối phương thật sự đến thánh ma thì hắn cùng mọi người chống lại, đây không phải chuyện của một mình hắn. Lý Vân Tiêu chẳng thèm lo lắng nhiều, hắn liều mạng chặn lại dòng lũ hút vào người mình. Lý Vân Tiêu vốn cách ma tôn cảnh chỉ một bức tường, bây giờ trong lực lượng hồng hoang của huyền minh thạch phá tan lớp chắn rốt cuộc bước chân vào ma tôn tạo hóa cảnh. Lý Vân Tiêu cảm nhận vạn vật biến đổi, dường như quy tắc trong thiên địa hơi thay đổi, hơi thở của hắn càng nhạy bén hòa vào hoàn cảnh bốn phía, như đến gần thiên đạo hơn nữa. Mọi người nhận ra ngay sự thay đổi của Lý Vân Tiêu, lòng hoảng sợ. Có một vị ma quân không cam lòng hét to bay lên muốn cướp lấy huyền minh thạch hoặc chia một chén canh. Nhưng ma quân mới xông vào ánh sáng, cách huyền minh thạch chừng một trượng thì người khựng lại nổ cái bùm, tan biến trên không trung. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, ngây dại không cam lòng nhìn. Chỉ tim như bị dao cắt, đây là huyền minh thạch của thánh ma thế gia bọn họ. Trên đỉnh đầu bạch tuộc, người Ma Lâm Ngọc đột nhiên run rẩy, biểu tình kinh khủng hét chói tai. Có chuyện gì, sao trong huyền minh thạch ẩn chứa một lực lượng quỷ dị, đó là gì? Ma Lâm Ngọc hoảng sợ nhìn huyền minh thạch chằm chằm, bề mặt cục đá lấp lánh xương lạnh như các vì sao vòng quanh cục đá, tỏa ra khí lạnh. Ma Lâm Ngọc kinh hoàng phát hiện lực lượng đang phá hoại thân thể gã phát ra từ những hạt xương nhỏ nhoi này, gã biến sắc mặt. Lý Vân Tiêu cười khẽ, châm chọc nói. Giờ mới phát hiện, thật chậm chạp, mới rồi bản thiếu gia đã nói huyền minh thạch có thay đổi nhỏ. Ma Lâm Ngọc khủng hoảng. Thay đổi nhỏ, hạt xương đó rốt cuộc là cái gì? Ma Lâm Ngọc phát hiện hút càng nhiều lực lượng vào thì trong hạt xương dường như ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ đáng sợ trùng kích cấu tạo thân thể của gã, phá hư hết thảy. Ánh sáng lạnh của huyền minh thạch chiếu rọi, biểu tình của Ma Lâm Ngọc cực kỳ khó coi, tràn đầy kinh khủng. Phi Thanh kinh kêu. Đó là, hồi ách tinh xương. Yết gật đầu, trầm giọng nói. Ma Lâm Ngọc sắp tàn đời. Hồi ách tinh xương ngưng tụ giới lực thiên vũ giới vậy mà hắn hút vào người, chật chật. Tâm kế Lý Vân Tiêu thật sâu, cũng rất gan góc. Vi Thanh biến sắc mặt, lập tức hiểu ngay. Bây giờ phá hoại Ma Lâm Ngọc lớn nhất không phải hồi ách tinh xương mà là giới lực thiên vũ giới ẩn chứa trong nó. Lý Vân Tiêu hoàn toàn miễn dịch giới lực của hai giới, hắn hút ba lực lượng vào cơ thể không có gì khác lạ. Sau khi Lý Vân Tiêu vượt qua tạo hóa cảnh thì lực lượng cường đại của huyền minh thạch vẫn liên tục tiến vào người hắn, lắng đọng lại. Tình cảnh hai người thay đổi nghiêng trời lệch đất, mặt Lý Vân Tiêu cười nhạt, đôi mắt bình tĩnh chất chứa sát khí và lạnh lẽo. Ma Lâm Ngọc thì càng lúc càng kinh khủng, gã phát hiện nước lũ bị gã dẫn động điên cuồng tuôn ra không cách nào ức chế lại, tuy có Lý Vân Tiêu hấp thu hơn một nửa lực lượng nhưng chúng nó gột rửa thân thể của gã. Giới lực thiên vũ giới xung đột với thân thể Ma Lâm Ngọc, phá hoại diện tích lớn. Ma Lâm Ngọc điên cuồng rít gào, tay trái liều mạng muốn đẩy huyền minh thạch đi. Không, không, mau dừng lại. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng lạnh, tay trái điểm nhẹ hóa thành tia chớp tím đen. Lý Vân Tiêu quát to. Tử hoàng phi vũ. Lý Vân Tiêu lao vọt đi, cân bằng trên huyền minh thạch trong phút chốc bị phá vỡ, lực lượng khủng bố oanh kích bắn tứ phía. Đại điện rung bần bật, bạch tuộc to dưới chân hai người vỡ vụn thành vô số hạt bụi. Ma Lâm Ngọc cũng bị trùng kích, gã rên rỉ bị đánh lui. Nhưng càng đáng sợ là Ma Lâm Ngọc mới hoàn hồn thì thấy một con tử long bay vút qua, vuốt rồng kết ấn đánh vào gã. Ma Lâm Ngọc kinh khủng kêu to một tiếng, vội vàng đánh ra hai tay. Không! Ầm 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 ầm. Lôi long màu tím nổ tung thành trăm ngàn lôi xả xuyên qua Ma Lâm Ngọc. Ma Lâm Ngọc thủng lỗ chỗ, kinh hoàng trợn to mắt khó tin nhìn trước mặt. Lôi quang lấp lánh ngưng tụ thành chân thân Lý Vân Tiêu. Không, thể, nào. Bùm. Ma Lâm Ngọc khó khăn thốt ra ba chữ rồi nổ cái bùm, tạc nổ đại điện vốn đã lung lay sắp sập,
vô số đá vụn bay đầy. Lý Vân Tiêu đứng trong hư không, đảo trong mắt nhìn huyền minh thạch dưới đất. Nơi cục đá rớt xuống phạm vi trăm trượng đóng băng, nhưng khí lạnh trên cục đá trở nên cực kỳ nhỏ bé. Lý Vân Tiêu thở dài, lực lượng khủng bố kia có một nửa bị Ma Lâm Ngọc rút đi, khiến gã triệt để bị giới lực nghiền nát nội tạng rồi bị hắn một trường đánh chết. Có một phần lực lượng bị Lý Vân Tiêu lấy được, còn lãng phí nhiều lực lượng sói mòn ra ngoài, tuy huyền minh thạch vẫn xứng là báu vật nhưng giá trị rớt xuống vực thẳm, thậm chí không đáng hắn ra tay cướp giật. Đám người chỉ kinh hoàng. Thương Quân hét to. Ra tay, nếu không chúng ta đều phải chết. Tất cả ma tộc lòng rung động, chợt hiểu ra. Bọn họ chưa biết huyền minh thạch đã phế, muốn giết người cướp cục đá. Thương Quân đoán được cục đá hơn phân nửa bị phế, nhưng gã có nhiệm vụ viện giao cho là phải giết Lý Vân Tiêu. Tất cả ma đầu vận chuyển ma nguyên, mỗi người tự động công kích Lý Vân Tiêu. Người sống sót toàn là đỉnh ma quân, những người thực lực hơi yếu trước đó đã chết. Trong phút chốc trừ vi thanh ra tất cả ma đầu cùng tấn công, lực lượng khủng bố rời núi lấp biển ập hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, hắn mới giết Ma Lâm Ngọc, chưa tiêu hóa xong nhiều lực lượng huyền minh thạch còn đang chạy trong kinh mạch. Hừ! Mặt Lý Vân Tiêu lạnh lùng, năm ngón tay xòe ra, một vòng kiếm khí dâng lên như lốc xoáy trong lòng bàn tay hắn. Một thanh bảo kiếm rộng lớn rực rỡ chậm rãi ngưng tụ. Lý Vân Tiêu vừa kinh vừa mừng, mở to hai mắt nhìn bảo kiếm, lực lượng trong người liên tục bị rút đi, cộng thêm số lực lượng huyền minh thạch chưa tiêu hóa bỗng chốc ngưng tụ chân thân của kiếm. Trong phút chốc tất cả ma tộc cảm nhận lạnh lẽo thấu xương, khí lạnh rất kỳ diệu rồi lại thật sự lạnh băng. Mọi người hút ngụm khí lạnh, lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Một vài người hối hận vì đã chọn tấn công chứ không phải bỏ chạy ngay. Một thanh âm lạnh lùng chậm rãi, rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi người. Hỏi đất đai mênh mang, ai chủ chìm nổi? Dứt lời hơi lạnh thấu xương và kiếm ý chút xuống. Thương Quân biến sắc mặt, kiếm trong tay gã run rẩy, kiếm linh sợ ngây người chẳng lộ chút linh quang nào. Nguy rồi! Thương Quân thấy tình hình không ổn liền xoay người bỏ chạy. Nhưng kiếm thế rời núi lấp biển như chém nát tứ cực. Ầm 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 ầm. Nguyên hành lang phù đồ phát ra tiếng nổ như sắp sụp đổ. Đám ma quân tấn công đều bị kiếm thế nuốt hết, Thương Quân mới chạy ra trăm trượng cũng bị kiếm quang truy kích chém nổ tung. Trong khoảnh khắc phạm vi mấy ngàn trượng toàn là biển kiếm khí cuồn cuộn lấp lóe. Vi Thanh kinh khủng đứng trong biển kiếm, mặt tái nhợt. Dường như Lý Vân Tiêu cố ý khống chế kiếm thế nên quanh thân thể Vi Thanh 10 trượng là trống không, kiếm ý mở nhạt xẹt qua cũng đủ làm gã run rẩy. Mặt Vi Thanh đờ đẫn, lòng bất lực rít gào. Đây rốt cuộc là, lực lượng gì vậy? Nhưng hồi âm rất yếu ớt. Ai? Ít khẽ thở dài. Cuối cùng cơ duyên lớn nhất vẫn bị hắn lấy được. Ma Lâm Ngọc cộng thêm Thánh Băng Ngọc, rồi hồi ách tinh xương của thiên vũ giới, có lẽ 1/3 đã bị hút vào người hắn. Lắng động những lực lượng này rồi thêm vào thanh kiếm kia thì dù gặp thánh ma cũng có sức chiến một trận. Lòng Vi Thanh chua xót. Chiến với thánh ma. Vi Thanh cứ tưởng chênh lệch giữa gã và Lý Vân Tiêu không ngừng rút ngắn nhưng lần này lại biến thành khác nhau một trời một vực. Yết nói. Dù lần này ngươi có thể vào ma tôn cảnh cũng không đánh lại hắn. Tuy hắn khống chế thanh kiếm kia còn yếu nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng từng bước tăng thêm. Chờ khi hắn có thể hoàn toàn kiểm soát thanh kiếm đó thì hầu như không khác gì thánh ma. Ngươi đừng buồn, trong huyền minh thạch còn một ít lực lượng, ngươi hấp thu chúng cộng thêm hóa lân ma cốt ma tôn cảnh trước đó thì xác suất vào ma tôn cảnh rất lớn. Vi Thanh gật đầu, tỉnh táo lại khỏi nỗi buồn. Giờ phút này đất đai hoang tàn, không còn dấu vết đại điện, mặt đất kéo dài lạch trời khủng bố. Tất cả ma tộc tấn công đều ra bã trong đòn công kích vừa rồi. Nét mặt Lý Vân Tiêu mệt mỏi. Tuy đã bước chân vào ma tôn cảnh nhưng hắn chưa thể kiểm soát kiếm này, trong người bị hút rỗng. Lý Vân Tiêu từ hư không chậm rãi đáp xuống, hai chân đạp mặt đất. Lý Vân Tiêu nhìn Vi Thanh. Đã chấm dứt. Mặt Vi Thanh vẫn trắng, không biết nên nói cái gì. Lý Vân Tiêu nhìn huyền minh thạch dưới đất. Lực lượng trong cục đá này không giúp được nhiều cho ta nữa, nhưng nó rất có hiệu quả với ngươi, hãy hấp thu nó đi. Vi Thanh phản xạ lên tiếng. Giơ tay chộp cục đá vào tay, cảm nhận lực lượng điên cuồng tuôn ra. Vi Thanh run người, biểu tình tràn đầy mừng rỡ. Đất đai hoang vắng, tất cả người vào đại điện đã thành mây khói, chỉ còn lại hai người.
Còn một số chưa vào đại điện khi cảm nhận chấn động kinh khủng bên này cũng không dám đến gần, bọn họ đi dạo trong rừng rậm kiếm chút lợi là thỏa mãn rồi. Yết lên tiếng. Ma khí nơi này cực kỳ đậm đặc, cộng thêm đám vật hy sinh mới chết tại đây, nếu tu luyện chỗ này một thời gian thì tốt hơn bên ngoài gấp mấy lần. Ta đề nghị hai vị ở lại đây một lúc. Yết chậm rãi chui ra khỏi người Vi Thanh, biến thành hình dạng nam nhân lơ lửng trong không trung. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ý kiến hay, lúc này ta đang yếu cộng thêm mới đột phá, cần thời gian nhất định để điều tiết. Vi Thanh nói. Tốt, vậy thì ta sẽ thử lại lần nữa trùng kích ma tôn cảnh. Vi Thanh cảm nhận lực lượng huyền minh thạch trong tay, lòng rất hân hoan, cộng thêm hóa lân ma cốt ma tôn cảnh có sẵn và hoàn cảnh nơi này thì nắm chắc rất nhiều. Thế là hai người trực tiếp ngồi xếp bằng. Biểu tình của Yết phức tạp nhìn hai người, gã trốn vào hư không, bay vào rừng cây phía xa tìm chút hóa lân ma cốt để ăn. Yết vốn muốn mượn cơ hội vào chủ điện cướp thánh băng ngọc, ai ngờ gặp kết cục này. Bây giờ muốn lấy thánh băng ngọc là không thể nào, vậy đành lùi một bước hy vọng sẽ tìm được một số hóa lân ma cốt tạm được để bổ thân thể. Mấy tháng sau, khu trung tâm hành lang phù đồ, biển ma vốn đóng kín đột nhiên rung bần bật. Lực lượng khủng bố từ trong biển ma bắn lên, rẽ đôi biển ra. Hai luồng sáng bay ra ngoài, đáp xuống đỉnh núi gần đó. Là Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, Yết đã trở vào âm dương nhị khí bình. Tuy Yết có thể biến ra nhưng bản thể không ổn định, ở trong bình tầm bổ thì ổn hơn. Trước khi Vi Thanh đi có thu nạp hơn một nửa ma khí trong hành lang phù đồ rồi mới đi ra ngoài với Lý Vân Tiêu. Giờ phút này mặt Vi Thanh lạnh lùng, đầu chân mày toát ra anh khí ngạo nghễ, khí thế hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Vi Thanh vốn là đệ nhất thiên tài của thánh vực, thủ đoạn siêu cao, giờ có nhiều tài nguyên vun đắp, gã cũng giống Lý Vân Tiêu đã trùng kích đến ma tôn tạo hóa cảnh. Tuy hai người cùng là tạo hóa cảnh nhưng Vi Thanh luôn cảm thấy Lý Vân Tiêu có khí thế mà gã không thể sánh bằng. Yết cảm ứng suy nghĩ của Vi Thanh, truyền âm cười nói. Có phải rất kiêng dè không? Tiểu tử này hút 1/3 lực lượng huyền minh thạch và hồi ách tinh xương, đã không phải cường giả ma tôn cảnh bình thường, người phải cẩn thận đừng xung đột chính diện với hắn. Vi Thanh biến sắc mặt, khẽ hừ. Yết thở dài thườn thượt. Các ngươi đi đường thần đạo xem như đến cuối rồi. Đến cuối. Vi Thanh, Lý Vân Tiêu nhướng mày, đồng thanh kêu lên. Chẳng phải còn có thánh ma giới vương cảnh tối cao sao? Ha ha ha, thánh ma cảnh. Yết bật cười. Đó không phải dựa vào cố gắng là được. Nếu huyền minh thạch ba hòn đá hợp nhất vẫn còn, các ngươi có thực lực đỉnh ma tôn, hấp thu hết lực lượng trong huyền minh thạch thì còn có thể. Nhưng đừng nói báu vật ba hòn đá hợp nhất, một tảng đá trong số đó đã không dễ có được. Lý Vân Tiêu chớp mắt hỏi. Nói vậy thì khối huyền minh thạch đúng là hơi lãng phí. Yết nói. Đúng vậy, thật là phí của trời. Nhớ đến làm Yết đau lòng, hầm hừ nói. Nếu cho ta thì ta đã sớm phục hồi bản thể, trở lại thánh ma cảnh. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Nếu đưa cho ngươi còn không bằng để ta lãng phí. Huống chi nó có báu vật ngưng tụ giới lực thiên vũ giới, ngươi có thể hấp thu sao? Kết cuộc sẽ giống ma lâm ngọc hóa linh, nên không có gì phải tiếc, mọi chuyện đều có sắp đặt hết rồi. Vi Thanh, Yết sửng sốt. Ngẫm kỹ lại câu kia thấy cũng đúng. Đại đạo mờ mịt, sức người sao có thể dòm ngó. Tất cả đều đã sắp xếp sẵn hết. Lý Vân Tiêu nói. Đi thôi, chuyến đi băng vực đã kết thúc, ta cần chạy đến thành Thiên Hàn theo lời hẹn với Ma Viện. Vi Thanh, người có thể đi cùng ta hoặc tự trở về thiên vũ giới, dù sao ước định giữa ngươi và ta đã chấm dứt. Vi Thanh biến sắc mặt, trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta cùng ngươi đi thành Thiên Hàn. Ta muốn xem uy của thánh ma rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lý Vân Tiêu hờ hững liếc qua Vi Thanh, cười khẽ, hắn không nói gì nhiều. Vậy đi thôi. Vi Thanh cảm giác như bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu, vừa lúng túng vừa tức giận. Trong thánh ma điện nhờ có Lý Vân Tiêu thành toàn nên Vi Thanh mới có cơ hội xông ma tôn cảnh, xem như gã đã nợ nhân tình rất lớn. Đi thành Thiên Hàn vừa muốn thể nghiệm hào tình của thánh ma nhưng Vi Thanh càng hy vọng có cơ hội trả lại nhân tình đó. Vi Thanh không ngờ bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu, khiến gã hơi lúng túng. Thế là hai luồng sáng bay nhanh đi Nguyên Quận. Nguyên Quận là một tòa ma thành cách hành lang phù đồ gần nhất, bên trong chỉ có một truyền tống trận loại nhỏ. Không lâu sau hai người trở về Nguyên Quận, bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Tường thành ngày xưa vững chắc uy nghiêm đã sụp đổ,
trong thành đầy đất hỗn độn, tàn phá không chịu nổi. Một số nơi thậm chí bị san bằng, đường cái rỗng tuếch, nhiều ma sát bay tứ tán, cảnh tượng tận thế. Đa số nhà cửa trong thành trống rỗng, trong không có ma tộc. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh liếc nhau, biểu tình trầm trọng. Sau khi ma tộc chết sẽ trực tiếp hàng giải nên không để lại xác chết. Khắp nơi là tiếng ma sát kêu oa oa chứng minh ma tộc những chỗ này đã chết hết. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Sao có thể như vậy? Xem thử có ai để hỏi thăm không? Hai người bay vào thành, đột nhiên trước mắt có một bóng ma tộc. Người Lý Vân Tiêu rung mạnh, còn tưởng nhìn lầm, hắn khựng lại ngay. Ma tộc cũng nhận ra hai người, chợt quay lại, biểu tình từ cảnh giác chuyển sang ngạc nhiên, sau đó mừng như điên. Lý đại nhân, Vi Thanh nhíu mày hỏi. Người quen, Lý Vân Tiêu gãi sống mũi, ngạc nhiên cười chào. Nguyệt đại nhân, tại sao là người? Nguyệt bay tới. Rốt cuộc tìm được Lý đại nhân, ta phụng mệnh của Tranh đại nhân đến có chuyện cần báo với Lý đại nhân. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ chẳng lẽ Tranh đã biết hắn vào ma tôn cảnh? Không thể nào. Nguyệt trầm giọng nói. Không biết Tranh đại nhân thu được tin tức gì mà đi thành thiên hàn của Việt, đại nhân cố ý kêu ta đến đây tìm Lý đại nhân, hy vọng Lý đại nhân cùng đi. Lý Vân Tiêu sửng sốt, chống cằm trầm ngâm hỏi. Tranh đi thành thiên hàn làm gì? Nguyệt lắc đầu nói. Không biết, nhưng hình như là việc rất gấp, tuy nhiên. Nguyệt lo lắng nói. Nghe nói viện đã bước chân vào thánh ma cảnh, nếu đúng vậy thì chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm. Lý đại nhân không phải người của Tranh bộ chúng ta, có thể không đi. Ánh mắt Nguyệt dịu dàng nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy quan tâm, ánh mắt đó muốn nói rằng hy vọng hắn đừng đi mạo hiểm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Nguyệt chủ động đến Nguyên Quận. Ý của Tranh là Nguyệt và Lý Vân Tiêu quen biết, hy vọng nàng thuyết phục hắn đi thành thiên hàn một chuyến. Nhưng Tranh không ngờ rằng lòng của nữ nhân hay thay đổi, Nguyệt xúi Lý Vân Tiêu đừng đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tranh đã hẹn thì ta thấy cũng nên đi một chuyến. Nguyệt kinh kêu. Đừng có đi. Vẻ mặt Nguyệt sốt ruột nói. Ta thấy sắc mặt của Tranh đại nhân rất lạ. Sợ là chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, Lý đại nhân hoàn toàn không cần đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đa tạ nàng nhắc nhở nhưng dù không có ước hẹn giữa ta và Tranh thì ta vẫn phải đi thành thiên hàn một chuyến. Nguyệt ngẩn ngơ. Tại sao vậy? Lý Vân Tiêu cười nói. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. Phải rồi, Nguyên Quận bị gì vậy? Sao bỗng thành đất hoang tàn? Nguyệt lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ta mới đến không lâu nó đã ra như vậy, hình như có nhiều ma tộc tụ tập ở phía Bắc Thành, phía Nam hầu như thành phế tích. Bắc Thành. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói. Chỉ có truyền tống trận loại nhỏ ở Bắc Thành, chúng ta mau qua đó đi. Ba người liền hóa thành độn quang chạy như bay. Mấy canh giờ sau, quả nhiên thấy nhiều ma tộc đang chém giết. Không nhiều ma tộc, chỉ khoảng 50 người nhưng giết rất thảm khốc, không ngừng có ma sát kêu oa oa như thanh âm không may. Lý Vân Tiêu hờ hững nhìn, tùy tay đè trưởng xuống. Gió mây nổi lên, hơn 50 ma tộc bị ức chế lực lượng không thể nhúc nhích. Đám ma tộc bàng hoàng, ngước lên nhìn, mắt tràn đầy kinh khủng. Vì bọn họ đều không thể nhìn thấu tu vi của ai trong ba người trên bầu trời. Hơn nữa người trẻ tuổi ra tay dễ dàng một trường áp chế nguyên chiến trường, khiến mọi người trái tim run rẩy, không dám sinh ra ý chống cự. Lý Vân Tiêu hỏi, tại sao các ngươi tranh đấu? Đàn ma sửng sốt, liếc nhau, dường như cảm thấy vấn đề này rất lạ. Một ma tộc thực lực hơi mạnh chút nói. Bẩm đại nhân, chúng ta là người của vi bộ, bọn họ là người của hỏa bộ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói. Bản thiếu gia đang hỏi tại sao các ngươi đánh nhau chứ không phải hỏi các ngươi thuộc về đâu. Còn nữa, tại sao Nguyên Quận ra nông nỗi này? Người đó kinh ngạc nói. Thì ra đại nhân mới đến Nguyên Quận, chuyện này nói ra thì dài. Người đó mất nửa canh giờ mới nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Thì ra mấy tháng trước sau khi xong vụ hành lang phù đồ thì cường giả Nguyên Quận tử thương gần hết tạo thành thế lực mới phân chia, sao động lớn lan tràn khắp Nguyên Quận. Không chỉ Nguyên Quận, đa số thành trì băng vực đều bị biến cố lan đến, đã chết nhiều cường giả, toàn bộ rơi vào hỗn loạn. Nguyên Quận là nơi khởi đầu cũng bị trùng kích mãnh liệt nhất. Trừ thế lực Nguyên Quận tranh đấu với nhau ra còn có thế lực từ bên ngoài can thiệp vào. Sau mấy tháng chém giết,
ba đại bộ tộc phi, quá, ba đã thành tro, chôn vùi trong sông dài lịch sử. Bây giờ là một số thế lực mới nổi cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, hoàn toàn rơi vào thời đại siêu hỗn loạn. Vi và hỏa bộ của nhóm người này là hai thế lực mới nổi. Lý Vân Tiêu nghe nhức đầu, cảm thấy quan hệ cực kỳ phức tạp, may mắn hắn nhiều lần nhắc nhở kể trọng điểm chứ không thì người này sẽ kể rõ mỗi lần thế lực nổi lên, sự thay đổi và tan biến. Rồi rồi, ta đã hiểu đại khái. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn hỏi. Truyền tống trận lúc trước phi bộ quản lý bây giờ còn không? Người kia sửng sốt, đáp ngay. Chắc còn trong tay thán bộ, bọn họ nhận gần một nửa tài nguyên của phi bộ. Thán bộ là thế lực từ bên ngoài tiến vào, cùng âm bộ phân chia tài sản của phi bộ lúc trước. Lý Vân Tiêu hỏi rõ vị trí thán bộ rồi mặc kệ nhóm người này, trực tiếp hóa thành độn quang rời đi. Sau khi ba người Lý Vân Tiêu đi thì 50 người này lại giết nhau. Nửa ngày sau, mấy luồng sáng bay ra từ thán bộ đến âm bộ. Lát sau, từ âm bộ bay lên mấy luồng sáng, tổng cộng 9 bóng người bay hướng Bắc Thành. Ở một nơi phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, 9 người đáp xuống. Là ba người Lý Vân Tiêu và tộc trưởng, cường giả của thán bộ, âm bộ. Thán ngượng ngùng cười nói. Đại nhân, sau khi tiểu nhân tiếp nhận truyền tống trận này thì phái 1/3 cường giả trấn thủ nơi đây mới tránh cho bị hủy trong lửa chiến. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ngươi làm rất tốt. He he. Thán cười ruồi, vẻ mặt nịnh nọt thăm dò. Không biết khi nào đại nhân trở về. Lý Vân Tiêu cười kỳ dị nhìn thán, xem gã nghĩ một đằng nói một nẻo. À, ngươi hy vọng ta trở về. Á, đương nhiên. Thán vội nói. Nhiều tài nguyên của phi bộ bị mất trong lửa chiến, đa số bị âm bộ cướp đi nên mới không có nhiều đồ hiếu kính đại nhân, thật là tiếc nuối và áy náy. Chờ lần sau khi đại nhân trở về chắc ta đã thống nhất nguyên quận, khi đó sẽ có thứ càng tốt dâng hiến cho đại nhân. Thán khốn kiếp kia. Âm tức giận quát mắng. Rõ ràng là nhiều tài nguyên của phi bộ bị các ngươi chiếm cứ, có phải giấu đi hết không chịu hiến dâng cho đại nhân nên mới đẩy lên đầu chúng ta. Đại nhân minh giám. Ta có thể thề với trời là một nửa tài nguyên của phi bộ đã bị thán bộ chiếm hết. Thán và hai cường giả biến sắc mặt, mắng sùm. Sau đó 6 người chửi qua chửi lại ngay trước mặt 3 người Lý Vân Tiêu, giống như đang diễn kịch, tuôn ra những lời khó nghe nhất. 3 người Lý Vân Tiêu nhíu chặt mày. Lý Vân Tiêu sầm mặt quát. Được rồi, không sủa nữa. Lý Vân Tiêu quét mắt 6 người, hừ lạnh nói. Hai bộ các ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Dâng lên đồ tốt ta cũng thích. Còn khi nào trở về thì tới lúc đó tính sau. Thán và âm vội cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Vâng vâng. Hai người lòng nhỏ máu, cái gọi là biểu hiện rất tốt, tức là hốt hết tài nguyên bọn họ lấy từ phi bộ, một chút vốn gốc của riêng bọn họ cũng bị lấy mất. Bây giờ nghèo nhất nguyên quận e rằng là hai bộ bọn họ. Nhưng hai người không dám bộc lộ bất mãn ra ngoài, ngược lại phải cung kính chờ hầu. Bởi vì mấy người kia biểu hiện ra thực lực rất khủng khiếp, giơ tay nhấc chân có lực lượng tiêu diệt nguyên bộ tộc bọn họ. Tài sản chỉ là vật ngoài thân, giữ được mạng già mới là quan trọng nhất. Núi xanh còn đó, đại trưởng phu co được giãn được. Lòng Lý Vân Tiêu đầy hân hoan, hắn và Vi Thanh đều thăng cấp ma tôn, còn lại tất cả tài nguyên đều đưa cho Tiểu Hồng, bao gồm hóa lân ma cốt lấy từ hành lang phù đồ, một đống vật tư phi bộ để lại đủ bồi dưỡng ra một cường giả ma tôn cảnh. Nếu đổi lại người khác thì rất khó thăng cấp ma tôn, nhưng Tiểu Hồng là hồng thạch hóa linh, con đường thăng cấp dễ hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần tích lũy đủ thì sẽ có ngày nàng bước vào ma tôn. Bây giờ điều Lý Vân Tiêu cần làm là không ngừng thu thập các loại thiên tài địa bảo trong ma giới dồn vào cho Tiểu Hồng. Thán và âm nhìn theo 3 người Lý Vân Tiêu vào truyền tống trận, cung kính đứng một bên cười nịnh nhìn ánh sáng truyền tống rực rỡ, mãi khi 3 người biến mất trước mắt. Chỉ khoảnh khắc. Tàn ảnh 3 người Lý Vân Tiêu còn chưa tán đi thán đột nhiên tấn công âm. Âm đã phòng sẵn, hừ lạnh giơ trưởng nghênh đón. Âm châm chọc. Chờ ngươi lâu rồi, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay tử chiến luôn đi. Hai bên đều đinh ninh đối phương còn tài nguyên, ngẫm lại mình đã thành kẻ khố rách áo ôm nên dứt khoát liều mạng cướp tài nguyên của bên kia. Không biết rằng hai bộ đều nghèo rất mồng tơi. Tiểu truyền tống trận của nguyên quận chỉ có thể đến thành tượng thương gần gió. Rồi từ thành Đô Quang truyền tống đến thành Thủy An khá lớn trong băng vực. Truyền tống lặp lại nhiều lần rốt cuộc đến đại vực khác, qua mấy lần di chuyển truyền tống trận cỡ chung,
Vài tháng sau bọn họ đến viện bộ, ngừng lại trong một ma thành tên gọi thành Đô Quang. Nguyệt xem tài liệu trong tay, kể tỉ mỉ cho Lý Vân Tiêu nghe. Thành Đô Quang này là thành duy nhất có truyền tống trận loại nhỏ trong mấy tòa thành cách thành Thiên Hàn gần nhất. 2-3 canh giờ là có thể đưa đi, nếu tự mình bay thì phải nửa năm. Trong mấy tháng này Nguyệt phát hiện Lý Vân Tiêu bước chân vào ma tôn cảnh, nỗi kinh sợ rất khó tả. Càng làm Nguyệt giật mình là Vi Thanh đi chung cũng đến ma tôn cảnh, loáng thoáng thấy gã nghe theo Lý Vân Tiêu. Nguyệt càng kính trọng, ái mộ Lý Vân Tiêu hơn. Mắt Lý Vân Tiêu hấp háy. Thành Thiên Hàn sao? Lý Vân Tiêu nhớ lại hơn nửa năm trước cảnh tượng trong Nguyệt bộ, thì thào. Viện, Phổ và Hoa Thiên Thụ, ta đến đây. Nguyệt trầm tư nói. Đã qua hơn nửa năm, những người kia thật sự đến sao? Nếu bọn họ đến viện bộ trước thời gian thì hơn phân nửa sẽ núp đi. Lý Vân Tiêu nói. Mong là vậy đi, hy vọng bọn họ không tự hành động. Khiến Lý Vân Tiêu khá yên tâm là nếu trong Ma Phổ và Hoa Thiên Thụ ai xảy ra chuyện thì hắn và Tiểu Hồng chắc chắn sẽ cảm nhận được. Hơn nửa năm nay chưa có cảm ứng nào về mặt này, chắc hai người kia vẫn bình an. Ba người hỏi thăm hướng có truyền tống trận rồi đi thẳng tới. Thành Đô Quang gần chủ thành Thiên Hàn của viện bộ nên cũng là một trong những thành trì rất phồn hòa, khu vực truyền tống xếp hàng dài đang chờ truyền tống. Nguyệt cau mày, nói. Lý đại nhân chờ chút, ta đi tìm người phụ trách trao đổi chút xem có thể chen tới trước không. Dù sao trong ma giới thì cường giả làm vua, hơn nữa hai vị đại nhân đẳng cấp ma tôn có đây, để bọn họ xếp hàng thì Nguyệt cảm thấy cực kỳ không ổn. Lý Vân Tiêu nhìn đội người, phỏng chừng phải xếp hàng mấy ngày, thế là hắn vui vẻ đồng ý. Đi đi, đừng lộ ra thân phận của chúng ta là được. Nguyệt lập tức đi tới trước. Lát sau Nguyệt và Ma Quân đến gần. Hai Ma Quân đánh giá Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, biến sắc mặt. Một người xác nhận hỏi lại. Là ba vị muốn đi thành Thiên Hàn. Nguyệt gật đầu nói. Đúng vậy, làm phiền mấy vị để chúng ta truyền tống trước. Hai ma quân nhìn nhau, một người nói. Đi theo chúng ta. Ba người theo hai ma quân đi vào một căn phòng hoa lệ. Một ma quân nói. Ba vị chờ ở đây một chút. Hai người định đi. Lý Vân Tiêu bỗng gọi lại bọn họ. Khoan đã, chẳng phải mang chúng ta đi truyền tống trận sao? Tại sao tới đây uống trà? Một ma quân biến sắc mặt, cười nói. Nếu muốn chen ngang thì chúng ta cần đi chuẩn bị một chút. Hy vọng ba vị đại nhân cứ bình tĩnh ở lại đây. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Bình tĩnh thì được nhưng sao ta thấy căn phòng này rất khó chịu, ẩn giấu 10 cấm chế, vừa khởi động liền thành một căn phòng tử tù đúng không? Nguyệt giật mình trừng mắt hai người kia. Cái gì? Hai ma quân biến sắc mặt, bỗng nhiên hóa thành độn quang định chạy. Lý Vân Tiêu cười khẽ, năm ngón chộp, hai người kia lập tức bị trấn áp trên không trung chẳng thể nhúc nhích, không rớt xuống được. Hai người vẻ mặt hoảng sợ, trong phút chốc trắng bệch. Lý Vân Tiêu hòa nhã nói. Hai vị biểu hiện rất lạ, nào nào, chúng ta hãy tâm sự từ từ. Hai người kia từ không trung vòng về, khi nhìn hướng Lý Vân Tiêu thì tinh thần rung động, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Mắt Lý Vân Tiêu lấp lóe phù văn quỷ dị thoáng chốc hút đi tinh thần của hai người. Lý Vân Tiêu hỏi. Tại sao muốn đối phó chúng ta? Một ma quân cất giọng bằng phẳng không chút tình cảm. Vì các người muốn đi thành Thiên Hàn. Ba người ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu lại hỏi. Tại sao muốn đối phó người đi thành Thiên Hàn? Ma quân đáp. Vì một tháng trước tất cả đường đi thành Thiên Hàn đã bị phong kín, cấp trên có lệnh không ai được đi thành Thiên Hàn, không thì sẽ tru sát hết. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt hỏi. Tại sao? Lý Vân Tiêu chợt nhận ra có cái gì không đúng. Ma quân lắc đầu nói. Ta cũng không biết, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Lý Vân Tiêu trầm sư, sắc mặt khó xem nói. Rắc rối rồi, e rằng thành Thiên Hàn xảy ra chuyện. Vi Thanh nói. Nếu ngươi và Tiểu Hồng có ma nguyên của ma chủ, không cảm ứng được khác lạ thì nên không có việc gì mới đúng. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta cũng không rõ, nhưng cứ thấy người bứt rứt, chúng ta mau đến thành Thiên Hàn ngay đi. Lý Vân Tiêu đứng dậy, bắt ép hai ma quân. Đi trước dẫn đường, đưa chúng ta đi thành Thiên Hàn. Hai ma quân lập tức xoay người đi đằng trước dẫn đường. Năm người đi hướng truyền tống trận. Đám đông ma tộc trong khu vực truyền tống đang bận rộn, một người thấy năm người đi đến thì quát. Làm cái gì? Một ma quân nói.
Ba vị đại nhân này muốn đi thành Thiên Hàn, kêu chúng ta đưa họ đi. Người kia biến sắc mặt, phát hiện ngay hai ma quân khác lạ, chưa kịp la lên thì Vi Thanh đã xông tới bóp cổ gã. Vi Thanh lạnh lùng nói. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn chút. Rất nhanh nguyên khu vực truyền tống chìm trong khủng hoảng, mọi người cúi đầu vội điều chỉnh trận pháp đi thành Thiên Hàn. Ba người Lý Vân Tiêu biến mất trong trận, đám ma tộc mới gào lên. Nguy rồi, có người đi thành Thiên Hàn. Mau, mau thông báo cấp trên. Cả khu vực hỗn loạn, người phụ trách lập tức ra hạ lệnh tạm dừng, phong tỏa truyền tống, những người bên ngoài bất mãn la ó. Mấy canh giờ sau, ba người Lý Vân Tiêu mới thấy lối ra không gian, nhưng dường như bị lực lượng cực mạnh phong tỏa, người bình thường không phá được. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói. Quả nhiên có biến cố, lực lượng phong tỏa con đường này không đơn giản. Hiện ba người đang ở trong đường hầm không gian, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lý Vân Tiêu vỗ một trường vào phong ấn. Bùm! Trường lực giáng xuống, vô số vết dạn lan tràn. Lý Vân Tiêu nhấn mạnh, nổ ra một cái khe. Ba người lắc mình xông ra ngoài. Khe hở rách ra chỉ vài giây tự động khép lại. Đây là... Ba người biến sắc mặt, bọn họ xuất hiện trong một tòa thành lớn, cả tòa thành hỗn loạn. Trên đường cái rộng rãi các loại ma tộc cúi đầu đi nhanh, có nhiều ma tộc đấu binh bày trận, mỗi người biểu tình tràn đầy cảnh giới, khí sát phạt. Nơi này là thành Thiên Hàn sao? Tại sao hỗn loạn vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu thầm lo âu. Hắn lập tức thả thần thức ra ngoài, càn rỡ tìm tòi trong thành. Nhưng tòa thành quá lớn, trong thời gian ngắn khó có thể điều tra ra cái gì. Nguyệt cũng không biết chuyện gì, nàng lắc đầu nói. Nơi này chắc là thành Thiên Hàn, chúng ta đi tìm người hỏi thử, ta liên lạc với Tranh đại nhân. Ba người lao ra đường hầm giáng lâm thành Thiên Hàn. Trong chủ điện thành Thiên Hàn, một vị trận pháp sư trên mặt lộ vẻ kinh khủng hét chói tai. Có người xông vào. Trận pháp sư vội đánh mấy ấn quyết vào trong trận, tìm hiểu được tọa độ kẻ xâm nhập, lấy hai tấm phù đen ra bắn vào tiểu trận bên cạnh. Một chỗ khác trong chủ điện, mật thất tối tăm, giữa hư không đột nhiên hiện ra tấm phù đen chậm rãi rơi xuống. Một bàn tay trắng nõn bắt lấy, tấm phù đen bốc cháy, một tin tức tiện truyền vào đầu. Chủ nhân bàn tay ngọc nhíu mày sau đó trở lại bình thường, không chút gợn sóng. Phía trước có một cái bóng đen mấp máy. Phát ra tiếng cười nhạt. Sao vậy, đại quân đã vào thành. Bóng người kia cực kỳ vạm vỡ nhưng bị xích sắt thô to trói lại, xuyên thủng nhiều huyệt vị của người đó, cỡ trăm cái, nhìn ghê rợn. Chủ nhân tay ngọc lạnh nhạt nói. Không có, chỉ là người có xâm nhập thành Thiên Hàn, không biết có phải là Lý Vân Tiêu không. Ngọn đèn trên vách tường mơ hồ tỏa ma quang đung đưa lộ ra khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, là ma viện. Hưm. Ngẫm lại thì cũng nên đến nơi, tiểu tử này thật là, đã nói sẽ gặp ở thành Thiên Hàn, bắt bổn tọa đợi hắn hơn nửa năm, không có chút tín dụng. Bóng đen bị trói lộ khuôn mặt tức giận nhìn ma viện chằm chằm, đó là ma chủ phổ. Viện nói, ta cũng không ngờ hắn kéo dài lâu như vậy, không biết là tốt hay xấu. Phi, ma phổ nổi giận nói, nếu không phải hắn đến muộn, bổn tọa một thân một mình thì sao có thể bị ngươi và Tranh hợp sức bắt giữ. Nếu tiểu tử này đến sớm nửa tháng thì giờ phút này người bị trói trên tường ma chính là ngươi. Viện ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Phổ. Nếu đúng vậy thì bây giờ không có đại quân vây thành. Phổ cười gằn. Ngươi tự làm tự chịu, không ngờ trong cổ vực còn có thánh ma tồn tại đúng không? Thánh ma sẽ không ngồi xem ngươi lớn mạnh. Viện cúi đầu, im lặng. Lát sau viện nhắm mắt lại, bắt đầu tính tọa điều tức. Các loại ma thạch xếp đầy bên cạnh viện. Ma khí kinh người hầu như hóa rồng bay ra chui vào cơ thể nàng. Phổ cười nói. Ha ha ha, bây giờ ngươi bị ta đánh bị thương, không có cả can đảm ăn ta thì làm sao đấu với Lý Vân Tiêu? Làm sao đấu với thánh ma của cổ vực? Ta khuyên ngươi hãy thả ta ra sau đó ta sẽ nuốt trọn ngươi rồi nuốt Lý Vân Tiêu, cuối cùng đi gặp cường giả thánh ma mới sinh ra thay ngươi. Viện vẫn im lặng dường như đã nhập định, trên mặt chẳng có một chút biểu tình, nàng bình tĩnh hút ma nguyên vào. Một góc thành Thiên Hàn, cách chỗ ba người Lý Vân Tiêu không xa bỗng xuất hiện một lá phù đen chậm rãi rơi vào tay một vị ma quân. Ma quân biến sắc mặt quát. Đi theo ta. Ma tộc đang bài binh bố trận bỗng chốc bay lên cao đi theo ma quân. Nguyệt đang thi triển bí thuật liên lạc với Tranh đột nhiên thấy một đống ma tộc bay tới. Lý Vân Tiêu nhướng mí mắt nói.
chắc không phải đến vì chúng ta đi. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, gần đây trừ ba người bọn họ ra không có ai khác. Đám ma tộc đáp xuống bao vây ba người, sát khí tứ tán. Dám can đảm xâm nhập thành Thiên Hàn, hãy báo thân phận ra. Ma quân dẫn đầu lạnh lùng chừng ba người, sát khí dâng lên, nhưng giây lát gã ngây người. Vì trừ Nguyệt gia ma quân này không nhìn thấu tu vi của Lý Vân Tiêu, Vi Thanh, quét mắt qua như vực sâu vô tận, sâu không thấy đáy. Ma quân thay đổi bộ mặt khác. Tại sao ba vị đến đây? Trong lòng ma quân hết sức buồn bực, Lý Vân Tiêu và Vi Thanh chỉ đứng đó đã đem lại áp lực lớn cho gã. Lý Vân Tiêu cười nói. Vừa lúc, ta đến theo lời hẹn, viện đại nhân của các ngươi có hẹn với ta. Có hẹn. Ma quân sửng sốt, vội cười nói. Thì ra là bằng hữu của viện đại nhân, mời đi theo ta. Ma quân cực kỳ khách sáo dẫn ba người Lý Vân Tiêu đi hướng chủ điện. Nguyệt hơi lo lắng nhưng nghĩ đến Lý Vân Tiêu, Vi Thanh đều là cường giả ma tôn cảnh thì thoải mái ngay. Thành Thiên Hàn to lớn không thua gì thành Xạ Tinh, đoàn người bay hơn nửa canh giờ mới đến trên bầu trời một tòa cung điện to lớn. Ma quân chỉ xuống dưới, cười cười. Viện đại nhân ở trong đó, thân phận của chúng ta không tiện đi vào. Mời ba vị đại nhân tự thông báo thân phận rồi hãy vào đi. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Làm phiền. Ma quân cười tâu. Đâu có, nên như vậy. Ma quân nhìn ba người bay xuống. Nụ cười đông trên mặt gã rồi mất dần, biến về trầm trọng. Ma quân ở bên cạnh lo lắng nói. Sao đại nhân dễ tin bọn họ vậy? Lỡ họ là kẻ địch thì. Ma quân đột nhiên xoay người chừng ma quân kia, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn chết sao? Ma quân đó run rẩy, dường như hiểu cái gì. Ma quân kia cười khẩy nói. Chẳng lẽ ta ngu hơn ngươi, không biết nghi ngờ thân phận của ba người kia? Nhưng ba người đó thực lực không kém gì ta. Nếu bọn họ thật sự là kẻ địch thì chúng ta đã thành cho. Bọn họ nói là bằng hữu của viện đại nhân, đây là cho chúng ta một con đường sống. Người ta cho đường sống mà ngươi không đi thì đúng là hết thuốc chữa. Ma tộc xung quanh nghe xong nghĩ mà run, cảm giác như mới từ quỷ môn quan đi một chuyến. Ma quân khịt mũi. Lát nữa nếu có chuyện thì các ngươi biết trả lời sao rồi đấy. Ba người đó cứ nhất quyết nói là bằng hữu của viện đại nhân. Đến theo lời hẹn nên chúng ta mới đưa bọn họ lại đây, hiểu chưa? Đám thuộc hạ liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Hiểu, chúng ta hiểu rồi. Ba người Lý Vân Tiêu nghênh ngang bay vào đại điện. Trước điện một mảnh không khí túc sát, có hai đội ma tộc luân phiên tuần tra. Nguyệt thấy bất an. Ma quân mang chúng ta đến hơi sơ suất, sao dễ dàng tin vào thân phận của chúng ta như vậy? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Không phải bọn họ sơ sẩy. Họ rất thông minh. Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hả, sao nói vậy? Lý Vân Tiêu chỉ cười không nói. Vi Thanh cười khẩy nói. Người thông minh mới sống lâu. Ba người đang nói chuyện thì bị đội tuần tra phát hiện bóng dáng. Ai đó? Hai đội ma tộc bị kinh động thoáng chốc bao vây từ lại, người người cầm trường mâu giằng co, đằng đằng sát khí. Lý Vân Tiêu nói. Ta và tộc trưởng của các người có hẹn, bây giờ đến theo cuộc hẹn. Người dẫn đầu sắc mặt âm trầm nhìn ba người chằm chằm, khuôn mặt lộ nét cực kỳ e ngại. Theo cuộc hẹn, hừ, nói miệng không bằng chứng, có chứng cứ gì không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không chứng cứ, kêu viện đi ra gặp đều biết. Người dẫn đầu trầm giọng quát, lập tức phất tay ra lệnh. Càn rỡ, viện đại nhân đâu phải ngươi muốn gặp là gặp, bắt lấy. Người ma tộc hai đội tuần tra giống to xông lên. Sát khí và ma nguyên bùng nổ kinh động nhiều ma tộc xung quanh. Lý Vân Tiêu nhìn Nguyệt, cười nói. Bây giờ nàng đã hiểu ma quân lúc trước thông minh rồi đi. Nguyệt sửng sốt, thế mới phản ứng lại, cười khổ nói. Người đó đúng là gian xảo. Lý Vân Tiêu giơ hai tay lên chộp, tiếu ngạo hồng trần phiến rơi vào tay hắn, biến to cỡ nửa người, hắn quạt mạnh bốn phía. Ầm 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 ầm. Đám ma tộc xông lên bị đánh bay. Hơn phân nửa nổ tung giữa không trung, tử thương một đống. Ngươi, người dẫn đầu hoảng sợ, vội vàng xoay người định trốn. Lý Vân Tiêu lại quạt một cái. Bùm, người dẫn đầu bị đánh bay vào đại điện. Cấm chế phòng ngự trong điện tự động kích phát, ánh sáng mãnh liệt bị lực lượng phong hỏa xoay chuyển, dù chưa bị đánh tan nhưng kiến trúc bên trong sụp đổ rầm rầm. Lý Vân Tiêu cười nói. Phòng ngự của đại điện này rất khá.
nhưng không biết có thể ngăn được ta quạt mấy lần. Lý Vân Tiêu giơ tay lên định quạt thêm cái nữa, đại điện chợt lóe sáng hiện ra bóng dáng Viện. Viện lạnh lùng nói. Dừng tay. Đám ma tộc giật mình lấy lại tinh thần, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại nhưng không dám đến quá gần, thấy Viện xuất hiện thì đều dừng lại bái kiến. Lý Vân Tiêu cầm cây quạt phe phẩy chơi, nhàn nhã hỏi. Viện đại nhân, rốt cuộc chịu gặp mặt. Con người Viện có rút lạnh lùng hỏi. Người bước vào ma tôn. Viện liếc sang Vi Thanh, gật đầu nói. Rất tốt, hai người đều có cơ duyên không nhỏ, xem ra thương quân đã bị ngươi xử lý. Lý Vân Tiêu cười nói. Đâu, ta chỉ tiễn hắn trở về căn nguyên thiên địa. Viện lặng im, biểu tình phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, nàng không nói chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Ta đến theo lời hẹn, viện đại nhân có gì chỉ giáo cứ nói đi. Viện lạnh lùng liếc Lý Vân Tiêu. Ngươi là người ta nhất định phải giết, nhưng có lẽ không phải hiện tại. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Viện đại nhân nghĩ mình là ai? Cái gì cũng theo đại nhân quyết định. Viện nói. Tuy hai ngươi là ma tôn nhưng tuyệt đối không đánh lại ta, sửa ước hẹn cuộc chiến giữa ta và ngươi đi. Sửa ước hẹn, nực cười. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sáng lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì đòi sửa hẹn với ta? Hoặc là tự phụ có thực lực thánh ma? Với đồng thuật của Lý Vân Tiêu nhìn ra ngay Viện bị thương, mặt ngoài hắn châm chọc nhưng trong lòng rất kinh sợ, đương thời người có thể bị thương nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mắt Viện lạnh lùng nói. Ngươi cũng hy vọng có thể giết ta đúng không? Nhưng nếu bây giờ đánh thì sẽ là ngọc đá đều nát để ngư ông đắc lợi. Ngư ông? Lý Vân Tiêu hỏi. Viện đại nhân nói, ngư ông, là người vây thành. Lý Vân Tiêu hỏi. Người của cổ vực. Viện biến sắc mặt. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi hiểu rất nhiều về ma giới. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó xem nói. Đánh bị thương viện đại nhân là ma thủ. Viện càng giật mình hơn. Ngươi biết cả ma thủ. Viện lắc đầu nói. Không phải, đánh bị thương ta là ma phổ. Phổ đại nhân. Lý Vân Tiêu giật mình hét chói tai. Phổ đang ở đâu? Viện nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, chậm rãi nói. Đã chết. Chết rồi, ha ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Đúng là nữ nhân ngu ngốc, mấy người chúng ta có ma nguyên của đế, cảm ứng với nhau. Nếu phổ đại nhân chết thì chắc chắn ta sẽ phát hiện. Đầu chân mày Viện lộ nét tức giận, lạnh lùng nói. Dù chưa chết thì cũng sắp rồi. Ta nói thẳng với ngươi, mục tiêu của ma thủ là giành lấy thiên vũ giới. Hiện giờ ta tiến giai thánh ma khiến ma thủ e ngại nên mới dẫn đại quân vây thành. Nếu ngươi cứ nhất quyết ra tay ngay bây giờ thì hai chúng ta đều chết dưới tay ma thủ, khi đó thiên vũ giới cũng thành mây khói. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên, mặt ngoài vẫn châm chọc bảo. Nói như thể ngươi tràn ngập hảo cảm với thiên vũ giới. Viện nói, tuy ta không có hảo cảm với nó nhưng cũng không có ác ý gì, dù sao là cố hương của Chọc Khôn. Mắt Viện mông lung dường như hơi buồn. Đầu óc Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh, trao đổi ánh mắt với Vi Thanh. Hắn thấy khó xử. Ma viện là tai họa lớn, không thể không trừ, nhưng ma thủ bí ẩn khó lường càng là tai họa hơn, còn là họa ngay trước mắt. Đắn đo hai bên thì đúng là nên hợp tác với viện kiềm chế ma thủ. Chợt một thanh âm quen thuộc vang lên. Lý đại nhân còn nhớ giao dịch mà ta đã nói với đại nhân không? Bên cạnh Viện chợt lóe ma quang, Tranh đột nhiên xuất hiện, mắt hấp háy tia sáng nói. Lý đại nhân quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thật sự có được thánh băng ngọc và bước vào ma tôn cảnh. Tuy Tranh đã chuẩn bị tâm lý nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ rung động. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Giao dịch cái gì? Tranh khoanh tay đứng. Là cùng ta đối phó ma thủ, nếu ta thắng thì có thể bảo đảm 10 vạn năm tuyệt đối không xâm chiếm thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, giật mình nhìn Tranh chằm chằm. Thật không? Tranh gật đầu nói. Nhưng phạm vi không lớn. Ta chỉ có thể kiềm chế bộ tộc mình quản lý, không thể làm gì bộ tộc khác, ví dụ như Viện. Việc này ngươi có thể đơn độc bàn bạc với nàng ta. Lý Vân Tiêu hơi động lòng, nếu Tranh bộ giữ trung lập thì áp lực cho thiên vũ giới sẽ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa ma thủ là vấn đề phải đối mặt, nếu mượn tay Tranh, Viện trừ khử ma thủ là có thể tiêu diệt tai họa lớn trước mắt. Viện lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Nếu ngươi trợ giúp ta tru sát ma thủ thì ta cũng có thể không tham gia cuộc chiến hai giới,
nhưng có ai ta gai mắt vẫn sẽ muốn giết cứ giết. Ta nhất định giết ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Có giết ta hay không đều không quan trọng. Một điều nữa, ma phổ ở đâu? Ta muốn người thả phổ ra, còn hoa thiên thụ đồ đệ của ta đâu? Mặt viện lạnh lùng nói. Không bao giờ thả ma phổ, người đừng nằm mơ. Còn đồ đệ phế vật của ngươi thì ta chưa từng để vào mắt, cũng chưa bao giờ thấy hắn. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn biết viện sẽ không nói dối việc này. Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ hoa thiên thụ đang ở đâu. Tranh nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu do dự, tiếp tục bảo. Giao dịch này thế nào? Hai bên đều cực kỳ có lợi. Bây giờ trong bảy đại vực trung bộ ma giới chỉ có ta và viện dám đối kháng với ma thủ. Màn âm thầm có động tác nhỏ nhưng không dám đối đầu ngay mặt. Nếu hai bộ chúng ta thất bại thì ma thủ sẽ thống nhất bộ tộc trung ương, khi đó đại quân xâm lăng thiên vũ giới, các ngươi không cách nào ngăn cản được. Tốt, ta làm giao dịch này. Không cần tranh nói thì Lý Vân Tiêu cũng hiểu lợi và hại trong đó, đúng là hợp thì cùng có lợi, phân thì thua cả đôi. Tranh mừng rỡ cười nói. Ha ha ha, ta biết ngay minh chủ thiên vũ minh không phải phàm nhân, chắc chắn sẽ đồng ý với ý kiến của ta. Vẻ mặt tranh đắc ý nhìn viện. Lý Vân Tiêu bổ sung thêm. Ân oán giữa ta và viện đại nhân có thể gác lại sau, nhưng không biết hai vị mấy phần nắm chắc có thể đối phó với ma thủ. Một câu hỏi làm không gian tĩnh lặng. Nửa ngày sau tranh cay đắng nói. Không có một chút nắm chắc. Lý Vân Tiêu nhướng mày liếc viện một cái, nói. Nàng không phải là thánh ma cảnh sao? Khuôn mặt viện hiện vẻ tức giận, hừ lạnh nói. Bổn tọa hiện tại bị thương trong người. Sợ là trong thời gian ngắn khó thể lành. Tranh gật đầu nói. Ta cũng bị thương không nhẹ, nhưng đã khỏe một chút, trước khi ngươi đến chúng ta vừa trấn áp ma phổ xong. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, hắn có thể tưởng tượng đại chiến kinh thiên động địa đó. Không biết ma phổ bây giờ ra sao, có vẻ chưa bị viện nuốt, không hiểu vì lý do gì. Nếu được thì Lý Vân Tiêu phải dốc hết sức ngăn cản viện nuốt trọn phổ, không thì sinh ra một thánh ma có thể khống chế lục đạo ma binh. Có 50% đem lại mối nguy hiểm không thua gì ma thủ. Phi Thanh lên tiếng. Ta đại khái hiểu ý của hai vị, tức là hai vị đều bị thương, cơ bản không phát huy tác dụng gì trong nhiệm vụ đối kháng ma thủ. Vậy xin hỏi hai vị, giá trị giao dịch của các người ở đâu? Chẳng khác gì tay không bắt sói trắng. Tranh và viện biến sắc mặt, lộ vẻ giận dữ. Lý Vân Tiêu gật gù nói. Phi Thanh nói đúng, đã là giao dịch thì phải hợp tác ngang hàng mới được. Hai người bây giờ là ma ốm, đó không phải hợp tác mà là cầu viện chúng ta, nếu là cầu viện thì phải có điều kiện phụ. Viện tức giận bật cười nói. Ha ha ha, lời này đúng là buồn cười nhất thiên hạ, người còn muốn điều kiện phụ gì nữa? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Thả ma phổ ra, ta có thể phụ trách thuyết phục hắn tạm thời không tìm người báo thù, thậm chí kêu hắn cùng đối phó ma thủ. Tuyệt đối không bao giờ. Viện tức giận quát. Biết ngay ngươi dở trò, việc này tuyệt đối không thương lượng. Tình thế bây giờ không phải ai cầu ai mà là không hợp tác thì chỉ có nước ngọc đá đều nát, các ngươi đừng hòng lấy việc này uy hiếp ta. Nếu không chịu thì cút, có thể thử ra tay với bổn tọa xem. Lý Vân Tiêu nhìn viện cảm xúc cực kỳ kích động thì biết để bắt được ma phổ cũng làm nàng trả giá đắt, thân ma cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó thuyết phục được nàng thả phổ. Nên Lý Vân Tiêu nói. Vậy được rồi. Tạm thời không nhắc lại chuyện này, các ngươi nói xem làm sao đối phó ma thủ, nếu không có phương án cụ thể mà chỉ kêu hai chúng ta trực tiếp xông tới thì miễn bàn. Tranh nói, tất nhiên là không, chúng ta vào điện rồi nói chuyện. Viện lập tức ra lệnh mở trận thủ hộ đại điện, đám người bay vào trong. Ma tộc trước đại điện thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp đồ đạc bị Tiếu Ngạo Hồng Trần phá hỏng. Sau khi vào đại điện thì thấy chính giữa đặt một cái bàn vuông to lớn. Bên trên có sa bàn nguyên thành thiên hàn, còn làm các loại dấu hiệu. Xem ra viện, tranh bộ chuẩn bị rất nhiều để đối kháng với ma thủ. Lý Vân Tiêu nhìn sa bàn, quanh thành chỉ bày đầy đánh dấu các loại kẻ địch. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Bao vây? Tranh gật đầu nói. Đúng là bao vây. Tranh chỉ vào đồ án trên bàn. Đây là cơ bộ, này là cung bộ, cái này. Tổng cộng đại quân 4 bộ tụ tập quanh thành thiên hàn phong tỏa tất cả đường lui. Lý Vân Tiêu hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người? Tranh đáp. Khó thể tính toán, cộng thêm các loại ma thú, ma cầm đáng sợ ít nhất lực lượng hơn chúng ta gấp 5 lần.
gấp 5 lần. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Các ngươi dù gì là hai đại bộ tộc hợp tác, bốn bộ này bị ta đánh lui lúc ở thành Hồng Nguyệt, đã tử thương nặng nề. Các ngươi không tham gia cuộc chiến thành Hồng Nguyệt thì lẽ ra nên nguyên vẹn mới đúng. Tranh thở dài. Bọn họ đến có chuẩn bị, chúng ta thì gấp rút tác chiến, hơn nữa các nơi truyền tống đều bị đối phương khống chế, khó có thể điều phối các bộ khác, cộng thêm lực lượng của cổ vực nữa. Phi Thanh lạnh lùng nói. Vậy là bây giờ chỉ có đường phòng thủ, nhưng cố thủ thành trì lâu sẽ bị phá. Tranh gật đầu nói. Đúng vậy, trước khi hai vị chưa đến thì ta và viện nghĩ cố gắng kéo dài thời gian, đợi chúng ta lành vết thương sẽ giết ra, khi đó dù không thể giữ toàn thành nhưng ít ra chính mình còn sống. Trong đại điện không có người ngoài nên Tranh không kiêng nể gì nói ra tính toán trong lòng. Lý Vân Tiêu hỏi. Bây giờ thì sao? Thêm hai chúng ta và Nguyệt dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sao có thể, Lý Đại Nhân khiêm tốn. Tranh cười nói. Hai vị là cường giả ma tôn cảnh, Nguyệt có 12 khôi lỗi kinh người, ba vị hợp sức thì thậm chí có thể đánh với thánh ma một trận. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt lạnh lùng hỏi. Chắc ngươi sẽ không kêu ba chúng ta đi nghênh chiến ma thủ đi. Ha ha ha, dĩ nhiên là không, Lý Đại Nhân nghĩ nhiều. Tranh cười nói. Có ba vị tham gia thì chúng ta ít nhất có sức đánh với bốn bộ một trận. Lý Vân Tiêu hỏi. Còn cổ vực thì sao? Mặt Tranh nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nói thật thì ta cũng không thấy mặt ma thủ bao giờ, chỉ gặp phân thân của hắn. Phân thân. Lý Vân Tiêu, Phi Thanh biến sắc mặt, ánh mắt giao nhau. Tranh thấy động tác đó nghi ngờ hỏi. Như thế nào, hình như hai vị. Lý Vân Tiêu phẩy tay nói. Không có gì. Tranh đại nhân nói tiếp đi. Dù lòng Tranh bất mãn nhưng không tiện nói gì thêm, tiếp tục kể. Tám bộ tộc trưởng chúng ta từng đi cổ vực mấy lần, mỗi lần đều là phân thân của ma thủ tiếp đãi. Theo tai mắt trong cổ vực báo về thì ma thủ có 6 phân thân, chưa hợp nhất. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói. Ý Tranh đại nhân là lúc này lực lượng của ma thủ chưa chắc là thánh ma cảnh, chúng ta không cần lo. Tranh gật đầu, nói. Chắc vậy. Từ lúc vây thành đến nay chưa từng thấy ma thủ xuất hiện, phân thân của hắn cũng không đến. Nếu ma thủ không bị gì thì hắn ra mặt một cái, vung tay hét một tiếng dẫn dắt người bốn bộ là trong khoảnh khắc công phá thành Thiên Hàn được ngay, không cần rằng có thế này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lời đại nhân nói rất có giá trị tham khảo, ta cũng tính vậy. Tranh ngẩn ra, thầm nghĩ ngươi suy tính cái con khỉ, còn là ta nói bây giờ ra vẻ bí ẩn. Tranh tươi cười nói. Vậy là phần thắng của chúng ta rất lớn. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy các ngươi tính sao? Biểu tình của Tranh nghiêm túc nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, nghiêm mặt nói. Cách nghĩ của ta là ta và viện cố gắng chữa thương, nguyên thành Thiên Hàn tiến lùi phòng thủ sẽ do Lý Đại Nhân tiếp nhận chủ trì. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Ta chủ trì. Lý Vân Tiêu nghi ngờ nhìn hai người, ngón tay chỉ vào ngực mình, buồn cười nói. Nguyên thành Thiên Hàn để người ngoài đến từ thiên vũ giới như ta chủ trì công phòng. Phi Thanh và Nguyệt đều thấy không tin được. Viện trao mày nhưng không phản đối. Tranh gật đầu nói. Đúng, toàn bộ giao cho Lý Đại Nhân, đây là cách tốt nhất. Chỉ cần kéo dài tới lúc ta và viện lành vết thương là có thể phản công chu sát bốn bộ, thậm chí thẳng hướng cổ vực. Viện chậm rãi nói. Ngươi là minh chủ của thiên vũ minh. Trong cuộc chiến Thương Huyền Sơn đánh nhau với bốn bộ rất nhiều, từng thành công đánh đuổi bọn họ thì chắc rất có kinh nghiệm, ổn thỏa còn hơn hai chúng ta chủ trì. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Vậy các ngươi cần bao lâu để phục hồi lực lượng? Tranh nói. Ta chỉ cần hơn tháng là được, nhưng viện thì. Trong mắt Tranh lộ tia dầu lo. Viện nói. Ít thì nửa năm, lâu thì mấy năm. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, cười giễu. Nửa năm đến vài năm, đùa sao? Viện trầm giọng nói. Ta không đùa, lúc này ta thật sự bị thương rất nặng, nhưng cho ta hơn tháng điều dưỡng thì có thể miễn cưỡng đối phó một ma tôn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Nếu bên ngoài có sức chiến đấu gấp 5 lần thành Thiên Hàn thì tuyệt đối không cách nào chống đỡ nửa năm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta và Vi Thanh chỉ có thể làm hết sức, nếu thành bị phá, đại thế đã mất thì hai chúng ta sẽ không ở lại. Càng sẽ không bỏ mạng tại thành Thiên Hàn. Viện hiểu điều đó, gật đầu nói. Đành vậy. Tranh hơi bi quan thở dài. Dù thành Thiên Hàn bị phá thì ma thủ truy sát chúng ta sẽ không dừng lại,
đã có kẻ thù chung thì hy vọng về sau còn cơ hội hợp tác. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Trước tiên vượt qua ải khó khăn này đã. Dù sao khiến ma tộc tự tàn sát, kiềm chế lẫn nhau thì Lý Vân Tiêu rất vui lòng được thấy. Đặc biệt là mượn sức mạnh viện, tranh bộ đối phó ma thủ càng là việc tốt ngoài ý muốn. Viện, tranh lấy tấm lệnh bài ra đưa cho Lý Vân Tiêu. Đây là điều lệnh của hai chúng ta, có thể điều động tài nguyên quan trọng trong thành. Lý Vân Tiêu không khách sáo nhận lấy. Hai vị lo nghỉ ngơi đi, mong các ngươi sớm khỏe lại rồi chúng ta cùng giết ra diệt ma thủ. Tranh cười khổ nói. Mong là vậy. Hai người lại dặn dò vài chuyện, triệu cao tầng hai bộ đến công bố cục diện hiện giờ cho họ. Tuy cả đống phản đối và bàng hoàng nhưng cũng dần bình ổn. Ma giới là nơi nói chuyện bằng nắm tay, ai có nắm tay to thì quyền nói chuyện lớn nhất. Nên khi Lý Vân Tiêu, Phi Thanh lộ ra thực lực ma tôn cảnh thì tập thể ngậm miệng, lập tức biểu thị sẽ phục tòng sắp đặt. Mấy ngày tiếp theo bình an vô sự. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh vui vẻ tu luyện trong thành. Lý Vân Tiêu ra mệnh lệnh thứ nhất là lấy hết các loại tài nguyên cất chứa trong phòng ra cung phụng cho họ tu luyện. Cao tầng thành Thiên Hàn choáng váng nhưng không dám cãi lệnh, viện và tranh đã bế quan, đành phải làm theo. Lý Vân Tiêu theo nguyên tắc ai thấy có phần, chia cho mỗi vị cao tầng một mớ, ai nấy mặt mày hớn hở. Rất nhanh nhóm Lý Vân Tiêu và mọi người thân thiết với nhau. Ngày thứ bảy. Trên bầu trời thành chỉ có tiếng gầm rú lớn, Lý Vân Tiêu và Vi Thanh tỉnh táo lại từ trong bế quan, bay ngay lên trời. Các lực lượng phòng thủ trong phòng tụ tập lại, lao đi đại điện. Lý Vân Tiêu ngước đầu lên, trên hư không cao mấy vạn trượng có bóng ma tối tăm bao phủ, nhiều ma vật ở trong đó bay tới bay lui, tập trung tấn công dồn dập vào một khối khu vực cỡ 10 mẫu. Vi Thanh nhìn chằm chằm đợt công kích một lúc, nhíu mày nói. Rắc rối to. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Sao nói vậy, ta thấy những công kích này rất bình thường, muốn phá trận sẽ mất chút thời gian. Lý Vân Tiêu cố ý kiểm tra đại trận hộ thành Thiên Hàn, đúng là rất mạnh mẽ. Đại trận hộ thành của thành Thiên Hàn có đặc điểm là cứng chắc và đơn giản nhất, hơn nữa có thể liên tục vận chuyển năng lượng. Không giống Thiên Vũ giới thích làm hoa hòe, trừ phòng ngự ra còn thích tăng thêm các loại thủ đoạn công kích, cách phòng ngự và công kích không chỉ một loại. Nên đại trận hộ thành của thành trì Thiên Vũ giới cực kỳ phức tạp. Vi Thanh nói, nếu vừa lên bọn chúng đã tấn công mãnh liệt tức là tâm tính bất ổn, tính tình nóng nảy. Bây giờ để đám ma vật vô dụng công kích đại trận hộ thành tức là đã có sách lược chiến đấu toàn diện, hiện giờ nhẹ nhàng nhưng rất nhanh sẽ trở nên kịch liệt. Quả nhiên không lâu sau tần suất công kích càng lúc càng mạnh. Chính giữa trận pháp thành Thiên Hàn có mấy trận pháp sư đang căng thẳng nhìn chằm chằm đại trận. Sợ xảy ra chút sai sót gì. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng, xoa hai tay bình tĩnh nhìn. Một đám cường giả đã tập hợp trong thành Thiên Hàn, họ đứng sau lưng Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, biểu tình căng thẳng chú ý tình huống xung quanh. Còn nhiều ma thú, ma cầm thành Thiên Hàn nuôi cũng được thả ra. Quyết chiến sao? Lý Vân Tiêu chắp tay sau lưng bình tĩnh nhìn đối phương tấn công trận pháp. Đúng như Vi Thanh nói, lực lượng từ yếu đến mạnh không ngừng một giây. Đã đánh 7, 8 canh giờ. Giờ phút này màu sắc kết giới cứ nhạt dần cho thấy lực lượng suy yếu, sắp hết sức chống đỡ. Trong lòng Lý Vân Tiêu không ngừng tính toán, hắn giơ tay lên ra lệnh. Kêu người rút trận pháp lại. Đám ma tộc biến sắc mặt nói. Cái gì, rút trận? Vi Thanh nhìn Lý Vân Tiêu, hiểu ý hắn. Ý của ngươi là đây không phải quyết chiến nên muốn giữ lại trận pháp, tránh cho lúc phá trận gặp phản phệ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không sai, đại trận hộ thành này dùng rất tốt, nếu bị phá hủy thì tiếc. Chúng ta không biết đây có phải là cuộc chiến cuối cùng chưa, nếu trận bị hủy mà chiến đấu chỉ mới bắt đầu thì sẽ cực kỳ bị động. Vi Thanh gật gù. Ta cũng đồng ý quan điểm giữ lại trận pháp, mọi người hãy có giác ngộ sẵn sàng đi, không ai có thể bảo đảm mình sống tiếp trong trận chiến này. Nhưng dù có chết cũng không để đối phương dễ chịu. Đối phương đã chọn khai chiến với chúng ta thì phải trả giá nên có. Vi Thanh là lãnh tụ của thánh vực, bẩm sinh có khí chất người bề trên nên cố gắng ủng hộ sĩ khí. Một ma quân hét to. Chúng ta tu luyện yên lành trong thành Thiên Hàn nhưng đám tạp chủng này dám đến cắn chúng ta, cho bọn họ có đi không có về. Tiếng hét sung trời, sát khí phóng lên cao. Ngay lúc này, bên chính giữa trận pháp ngừng vận chuyển đại trận hộ thành. Bầu trời bỗng chốc rực sáng. Nhiều ma vật công thành như mưa sao xa rơi xuống thành Thiên Hàn.
Mọi người chỉ nhìn ma vật đầy trời rớt xuống mà thấy nghẹt thở. Nhưng may mà chỉ là một số đẳng cấp không cao, không đem lại uy hiếp quá lớn. Lý Vân Tiêu lấy Tiếu Ngạo Hồng Trần ra liên tục quạt mấy cái trên trời, mỗi lần đều điều chỉnh sức tránh cho bị quạt rút đi nhiều sức mạnh. Ầm 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 ầm. Lực lượng khủng bố hóa thành từng luồng gió và lửa lớn bay lên trời, nháy mắt đánh tan tất cả ma vật. Bầu trời khoảnh khắc sáng sủa trong xanh, ma khí cũng bị quét sạch. A! À, đám ma tộc sau lưng Lý Vân Tiêu xoe tròn mắt nhìn, dụi dụi mắt, họ cứ tưởng là ảo giác. Vi Thanh cũng hết sức giật mình, tuy đã thấy Lý Vân Tiêu sử dụng cây quạt này vài lần nhưng trên chiến trường hiệu quả thế này thì thật là kinh người. Mấy cái quạt vừa rồi ít nhất khiến hàng ngàn ma vật chết trong tay Lý Vân Tiêu. Bầu trời tĩnh lặng, liên minh bốn bộ tròn xoe mắt. Mấy luồng sáng bay nhanh đến, khoảnh khắc hiện hình trên bầu trời đỉnh đầu nhóm Lý Vân Tiêu, là bốn ma tôn tự mình đến. Một đám ma quân kéo tới như vì sao lấp lánh trải rộng trên bầu trời. Mặt ma tộc thành thiên hàn trắng bệch, tất cả đều oán hận trừng to mắt, lộ ra vẻ hung ác. Trong tĩnh lặng cung hét to. Là ngươi. Cung hoàn toàn không tin được điều trông thấy, xoay tròn mắt như thạch lựu nhìn Lý Vân Tiêu đăm đăm. Ba ma tôn khác cũng thấy Lý Vân Tiêu, giật mình biến sắc mặt, trong óc nhiều suy nghĩ lướt qua, trăm ngàn dấu hỏi nổi lên trong đầu. Viêm lạnh giọng nói. Hèn gì ta cứ thấy cuộc chiến Thương Huyền Sơn có vấn đề, thì ra viện bộ, tranh bộ đã cấu kết với thiên vũ giới, bốn bộ lần này thảo phạt càng là lẽ đương nhiên. Xì. Lý Vân Tiêu bật cười nói. Kẻ thất bại luôn thích tìm lý do, các ngươi đã thua một lần trong thành Hồng Nguyệt, hôm nay sẽ thua lần thứ hai trong thành Thiên Hàn. Hừ, giọng điệu thật ngông cuồng. Lòng Hậu rực cháy lửa giận nói. Ta vốn còn băn khoăn việc trinh phạt viện, nhưng bây giờ xem ra viện thật sự nên chết. Cơ Cảnh Giác nói. Mọi người cẩn thận chút, người này đã là ma tôn cảnh, hơn nữa người bên cạnh hắn đã. Cơ chợt ngừng lời, nét mặt xa sầm, lòng dậy sóng thần. Tại sao có thêm hai vị ma tôn cảnh? Ba người khác biến sắc mặt, thế mới phát hiện tu vi của Lý Vân Tiêu, Vi Thanh ngang ngửa bọn họ. Cung giật mình kêu lên. Bọn họ làm sao vượt qua giới lực ma giới được? Cơ nói. Chuyện này thì không khó, chỉ cần luyện hóa vật giới lực ma giới ngưng tụ là được. Hai người này hơn phân nửa là luyện hóa nghê hồng thạch, nhưng tại sao tu vi của họ có thể trong thời gian ngắn bước vào ma tôn cảnh? Dù là ma tộc chúng ta cũng không thể suôn sẻ như vậy. Hậu lạnh lùng nói. Tóm lại càng không thể để bọn họ sống, thù mới hận cũ lần này cùng nhau thanh toán. Cung nét sắc mặt khó xem nói. Cẩn thận chút là hơn, còn viện, tranh trốn trong thành, tính ra là bốn vị ma tôn cảnh rồi. Viêm tức giận quát. Sao có thể tính vậy được? Hai tiểu tử này cùng lắm là mới đột phá gần đây, sao có thể đánh đồng với chúng ta? Một mình ta có thể diệt hai người bọn họ. Cung hờ hững liếc qua Viêm, cười khẽ. À, vậy ngươi cứ thử xem. Vừa lúc chúng ta mất mặt trong Thương Huyền Sơn, đang suy xét lần này nhặt lại đây. Khuôn mặt giận dữ của Viêm cứng ngắc, gã liếc Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, hậm hực nói. Chúng ta rõ ràng có bốn người, thắng rất dễ dàng, tại sao để một mình ta đi mạo hiểm? Có cần tranh nhau lời nói vậy không? Cơ nói. Chúng ta cần đề phòng viện và tranh nữa, đặc biệt là ma viện, nghe nói đã có lực lượng nửa bước thánh ma, nếu ngươi có thể một chọi hai thì chúng ta không lo gì nữa. Cơ mặt Viêm co giật nói. Nghe nói đại chiến khoáng thế lúc trước trong thành Thiên Hàn thì viện đã bị thương nặng, xem tình hình hiện giờ hình như đúng thật. Cung nói. Cẩn thận mới lái thuyền vạn năm được, đề phòng chút là hơn. Nếu ngươi sợ có gì sơ sẩy thì kêu một người lên, đấu đơn với nhau. Ký thêm giấy sinh tử. Chỉ cần tiêu diệt một ma tôn của đối phương thì chúng ta không chỉ chiếm ưu thế về lực lượng mà sĩ khí cũng nâng cao, lúc đó xua quân tràn xuống tiêu diệt bọn họ. Nét mặt Hầu quái dị nói. Cách của cung được đấy. Ba ma tôn cùng nhìn Viêm. Mặt Viêm nóng ran, miễn cưỡng nói. Tại sao là ta đi? Cung giả bộ kinh ngạc hỏi. Chẳng phải ngươi vừa nói hai người đó không đấu lại ngươi sao? Chẳng lẽ hiện tại khiêu chiến một người cũng sợ? Viêm trầm tư, nói là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Mặc dù Viêm không cho rằng mình sẽ thua nhưng mạo hiểm một mình thì gã không muốn chút nào. Cung nói, ngươi chỉ cần đi nghênh chiến một trận, giết một ma tôn của họ, ba tòa thành trì mà ta và ngươi tranh luận sẽ thuộc về ngươi hết. Ai,
vì đại cục thì hy sinh chút ích lợi cá nhân của ta chẳng là gì. Viêm Hầm hừ. Hừ, gì mà ích lợi cá nhân, ba tòa thành trì đó vốn là của ta. Bọn họ đang nói về địa bàn tranh giành sau khi Lam chết. Viêm trầm tư nhiều lần, nói. Được rồi, ta đồng ý. Lúc cuộc chiến Thương Huyền Sơn thì hai người trước mắt chỉ có thực lực ma quân, có biến thái cỡ nào cũng không đánh lại gã nổi. Viêm nghĩ vậy yên tâm đi xuống, quát to. Càn rỡ, các ngươi đã muốn làm vật hy sinh thay viện thì bổn tọa thành toàn các ngươi. Hiện tại có bổn tọa ở đây, trong các ngươi có ai dám tiến lên chịu chết? Viêm là một trong tám ma tôn, lâu nay luôn ngồi mâm trên nên khí thế khiến ma tộc trong thành Thiên Hàn thấp thỏm lo sợ, căng thẳng thần kinh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Là sao, một mình ngươi đơn độc khiêu chiến với tất cả chúng ta hay tất cả chúng ta đấu với một người? Viêm nổi giận nói. Một mình đấu với tất cả các ngươi thì có sao, nhưng hai ngươi cũng vào ma tôn cảnh, ta cho một cách công bằng, trong hai ngươi có ai đồng ý đi ra chiến với ta một trận? Xì, hóa ra là đấu đơn. Lý Vân Tiêu xì cười. Bây giờ hai quân đánh nhau, không phải lúc ngươi chạy ra xính anh hùng. Bùm! Khí thế trên người Viêm nổ tung, nửa bầu trời rách toạc làm đám ma tộc sợ mặt tái xanh. Viêm siết chặt nắm tay, lạnh giọng nói. Nếu không dám thì hãy quỳ xuống cho ta, chờ ta giết viện rồi sẽ xử lý các ngươi. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng nói. Tự tìm đường chết thì đúng là không thể không chết. Viêm nhận ra sát ý trên người Lý Vân Tiêu, khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói. À, ngươi đến chiến sao? Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình nói. Đã chiến thì ít ra nên có quy tắc nhất định, không thể để đánh nhau nửa ngày rồi ngươi cụp đuôi chạy trốn. Viêm thầm mừng, gã đang nghĩ cách nói ra vụ giấy sinh tử, không ngờ đối phương đưa ra quy tắc trước. Viêm nói. Đương nhiên không được, ngươi và ta hãy lập tâm thề ngay trước mặt mọi người, bắt đầu cuộc chiến sinh tử, dù dùng thủ đoạn hay cách gì, đến chết mới thôi. Lý Vân Tiêu cười gian, mắt hấp háy tia sáng. Xem ra ngươi đã sớm có tính toán, tốt thôi, vậy thì tiễn ngươi về chầu trời. Vi Thanh lo lắng hỏi. Ngươi có tự tin không? Lý Vân Tiêu nói. Giờ này khắc này dù không có nắm chắc cũng phải cứng rắn đánh một trận. Lý Vân Tiêu tiến lên trước, cực kỳ nhẹ nhàng, trên người không có dao động ma lực nào, như thể hắn chỉ là người bình thường. Nhưng Lý Vân Tiêu càng như vậy càng khiến người căng thẳng. Vi Thanh ra lệnh. Mọi người lùi 3.000 trượng, hãy kết trận bảo vệ thành Thiên Hàn. Tuân lệnh. Cao tầng thành Thiên Hàn lập tức điều động, mọi người chạy nhanh xuống. Hàng vạn người cùng ra tay kết trận, cơ hồ bao trùm nguyên thành Thiên Hàn, hiệu quả mạnh mẽ không thua gì đại trận hộ thành. Trên bầu trời chỉ để lại Vi Thanh và Nguyệt, hơn 10 cao tầng thành Thiên Hàn nhìn bóng lưng cô đơn chậm rãi bước lên trước. Lòng Viêm máy động, bỗng có linh cảm không may, nhưng gã rất nhanh xua tan cảm giác này, cho rằng mình quá căng thẳng. Hai người bay lên trời, ký giấy sinh tử trước mắt mấy vạn ma tộc. Thiên địa dường như đều có cảm ứng, trở nên âm trầm hơn. Cơ ra lệnh. Mọi người lùi lại 3.000 trượng. Vù 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 vù. Tất cả ma tộc bay ngược lại nhường ra mảng lớn không gian. Viêm cười gằn. Chuẩn bị chết chưa? Lý Vân Tiêu nói. Người sắp chết nói nhảm nhiều thật. Viêm tức giận quát. Càn rỡ. Viêm vung hai tay, hai luồng ma quang hình trăng khuyết chém tới kết thành thập tự trên không trung giáng xuống. Lý Vân Tiêu cười khẽ, thân thể nhạt dần biến mất ở đằng trước. Hai luồng trăng khuyết chém hụt. Ngay sau đó đằng sau lưng Viêm biến thành màu tím, một con lôi long tím xé gió bay tới cắn vào đầu Viêm. Viêm vụt ngoái đầu lại, ngọn lửa trên trán chợt lóe hiện ra một đóa sen to lớn, là băng sát tâm diễm ngưng tụ thành hỏa thuẫn trước mặt gã. Ầm 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 ầm. Lôi long màu tím lao vào ngọn lửa, khuấy động gió mây vần vũ, hút hết ma khí xung quanh vào trong. Sau đó hai lực lượng giằng co trên bầu trời. Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra, hai tay cầm rìu chiến chém xuống đầu Viêm. Viêm biến sắc mặt, lòng dâng lên linh cảm không may. Kỹ xảo chiến đấu và lực lượng của đối phương cường đại hơn xa dự đoán của gã. Nhưng lúc này hối hận cũng không kịp, Viêm dù gì là ma tôn lâu năm, lập tức tập trung tinh thần, một tay bắt ấn hóa trưởng vỗ vào rìu chiến. Ầm 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 ầm. Rìu chiến đánh vào lòng bàn tay Viêm khuếch tán từng vòng sóng gợn. Viêm biến sắc mặt. Cảm giác cánh tay chìm xuống không đỡ nổi, hỏa thuẫn và tử lôi trước mặt gã thì táo bạo tột độ.
Ầm 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 ầm. Hai đợt lực lượng cùng nổ tung nháy mắt cắn nuốt hai người, ánh sáng chói lòa từng vòng khuếch tán càn quét cả khung trời. Mọi người nín thở tập trung nhìn, tuy đoán cuộc chiến sinh tử chắc chắn siêu kịch liệt nhưng không ngờ chỉ mới mấy giây mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Viêm siết chặt hai tay, quanh thân khuếch tán một tầng sóng khí bài xích lực lượng trùng kích ra ngoài người. Viêm nhìn chính giữa vòng trùng kích truy tìm bóng dáng Lý Vân Tiêu. Mới rồi hai lực lượng nổ tung, Lý Vân Tiêu lấp lóe vài cái biến mất trước mắt Viêm. Viêm tức giận quát. Đi ra. Một tay Viêm bắt ấn, ngọn lửa bùng cháy từ trong người gã hóa thành một bộ chiến giáp đỏ rực trùm lên người. Viêm biết mình gặp kình địch, đối phương tuyệt đối không phải là ma tôn bình thường, không thì đòn trùng kích vừa rồi nên khiến Lý Vân Tiêu bị thương. Một thanh âm du dương vang lên sau lưng Viêm, chất chứa cười nhạt và khinh thường nói. Như ngươi mong muốn. Con ngươi Viêm co rút, cảm giác cực kỳ nguy hiểm khuếch tán trong lòng gã. Không thể nào. Lòng Viêm rung động mãnh liệt, hơi thở cực kỳ nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Viêm lập tức bắt ấn, gã kết ấn đánh ra sau lưng. Bùm. Lý Vân Tiêu cầm chùy thủ trầm phù chém vào thủ ấn của đối phương. Kiếm lực khủng bố như nước sông liên miên không dứt đánh nát trưởng ấn, kiếm quang thế không thể đỡ đánh xuyên cánh tay phải của Viêm. Trung tâm vụ nổ khoảnh khắc này bị kiếm khí chém tán đi. Viêm kinh hoàng hét to, phát hiện một cánh tay của mình đã mất. Trong mắt Viêm tràn đầy kinh sợ và ngẩn ngơ. Lý Vân Tiêu đánh một kiếm thành công liền thu chùy thủ trầm phù về, kiếm đó quá đáng sợ, chỉ huyễn hóa ra khoảnh khắc đã rút mất một nửa lực lượng của hắn. Nhưng đổi lấy Viêm tổn hại nặng cũng đáng giá. Hơn nữa Viêm bị thương nặng thì đứng ngây như phỗng cho Lý Vân Tiêu cơ hội tuyệt vời. Keng keng keng. Tiếng vô số phúc luân lượn vòng vang lên, A Ma Luân Bảo nằm trong tay Lý Vân Tiêu, hắn lại chém xuống. Viêm mới tỉnh táo lại từ trong thẫn thờ, vội giơ tay trái lên đánh vào. Bùm! Lòng bàn tay Viêm đập vào A Ma Luân Bảo, nguyên cánh tay trái run rẩy, kiếm khí như trăm ngàn bánh răng xoay tròn nhanh chóng cắt vào tay gã. Viêm tức giận gầm lên. Chết tiệt! Viêm trợn to mắt như dã thú, bỗng há mồm phun ra một luồng sáng xanh bắn vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc, trực giác cây kim vàng đó cực kỳ đáng sợ, hắn không dám đón đỡ, buộc phải thu A Ma Luân Bảo về che trước mặt. Bùm! Ánh sáng xanh là cây kim nhỏ ba tấc, nó bắn vào thân kiếm liền dính chặt. Bảo kiếm run rẩy trên cánh tay Lý Vân Tiêu, có lực lượng ẩn chứa khuếch tán. Kim nhỏ tan rã, hóa thành hơi nước tan biến. Cách xa mấy vạn trượng, đám người cung căng thẳng nhìn. Cái gì? Liệt hỏa thanh dương đinh của Viêm. Lúc trước ma khí mạnh mẽ trùng kích làm bọn họ khó thấy rõ quá trình trong đó. Nhưng Lý Vân Tiêu một kiếm chém vòng xoáy tách ra thì tầm mắt dần rõ ràng hơn. Ánh mắt đầu tiên bọn họ thấy là Viêm phun ra liệt hỏa thanh dương đinh giấu dưới đáy hòm, tập thể hoàn toàn biến sắc mặt. Sau đó bọn họ mới thấy Viêm đã mất một cánh tay, tay trái cứng ngắc như thịt khô vắt trên vai. Mới nãy chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại quân bốn bộ hoảng sợ. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, lòng người hoảng sợ, quân tâm dao động. Khiến bọn họ kinh sợ là Viêm xoay người đi, định trốn khỏi chiến đấu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hét to. Chẳng phải đã ký giấy sinh tử, không chết không ngừng sao? Viêm mặc kệ mấy chuyện đó, bây giờ bị Lý Vân Tiêu chém nứt một tay, cánh tay khác gần như phế, tuy lại mọc ra một cánh tay khác ngay nhưng gã đã bị thương nguyên khí nặng. Cộng thêm lòng Viêm đã sinh ra sợ hãi. Không còn lòng tái chiến nữa. Nếu cứ kiên trì tiếp thì chết trận là kết cục cuối cùng cho gã, nhưng Lý Vân Tiêu cũng không thoải mái. Có điều đạo tâm của Viêm đã nát như sông vỡ đê, khó có thể tìm lại. Mặc dù Viêm bị thương nhưng dù gì là thân thể ma tôn, đột ngột chạy trốn, chờ mọi người phản ứng lại thì chỉ còn đốm đen phía chân trời. Đại quân hai phe ngạc nhiên nhìn, không ai ngờ tới kết cục này. Lý Vân Tiêu câm nín, đứng trên trời cười khổ. Lý Vân Tiêu giơ hai tay lên làm động tác hoan hô. Chậc chậc, mà tôn Viêm đại nhân cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đại quân viện, Tranh Bộ cười phá lên mừng rỡ. Ha 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 ha. Tiếng cười trào phúng đầy trời, liên quân bốn bộ đứng trên trời quê quá hóa giận. Đặc biệt là người của Viêm bộ, ai nấy sắc mặt âm trầm, không chỉ chịu đựng trào phúng từ kẻ địch còn có ánh mắt châm chọc của minh quân xung quanh. Ba người cơ lấy lại tinh thần. Tựa như trong mộng. Cung lạnh giọng nói. Lúc khoác lác thì lợi hại hơn ai hết,
đánh thật thì thành phế vật. Sớm biết như vậy không nên xúi dục hắn xuống dưới. Hầu nói, quan trọng là hắn thua thế nào. Chiêu thứ nhất sau khi nổ tung thì chúng ta không thể thấy cảnh tượng bên trong, khi lại xuất hiện ở trong mắt chúng ta thì Viêm đã bị thương, dùng cả liệt hỏa thanh dương đinh giấu đáy hòm vậy mà vẫn không thành công, cuối cùng vì giữ mạng đành bỏ chiến mà trốn. Cung cắn răng nói, xì, đồ phế vật, làm mất mặt bốn bộ chúng ta. Cơ nói, hiện tại đã không phải vấn đề sĩ diện, Viêm thua như thế nào thì chờ sau này thảo luận tiếp, việc gấp bây giờ là làm sao đây. Ba vị ma tôn cực kỳ buồn bực rối rắm, giờ phút này chiến không được mà không chiến cũng không thể. Đại quân bốn bộ không ngừng náo động, bắt đầu có ngăn cách. Cơ thở dài thườn thượt. Đã không có cách chiến tiếp thì tạm rút đi, chờ thánh sử đại nhân tới sắp xếp mọi chuyện. Hai người khác thầm tính, cũng đồng ý là không chiến nổi nữa, bọn họ âm thầm ra lệnh rút lui. Người của viện, tranh bộ không dám tin, vốn là cuộc chiến liều chết thế mà bị hóa giải như vậy. Đối phương kéo nhau tới, chiến dịch chưa mở ra đã một ma tôn chạy trốn, đại quân không chiến liền rút. Ánh mắt mọi người khác lạ nhìn Lý Vân Tiêu, tràn ngập kinh hoàng và kính sợ. Mắt Nguyệt sáng lấp lánh. Lý Vân Tiêu thì mặt không biểu tình. Sau khi Viêm chạy trốn là Lý Vân Tiêu hiểu ngay kết cục này, hắn lạnh nhạt nói. Mở đại trận hộ thành ra, mọi người quay lại chức trách của mình, tùy thời chờ lần sau tập kết. Cao tầng hai bộ đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, trong thanh âm chất chứa lực lượng hào hùng, tràn ngập niềm tin và kính sợ. Lý Vân Tiêu quay về mật thất tĩnh dưỡng. May mắn Viêm chạy trốn nên trạng thái của Lý Vân Tiêu không quá tệ, chẳng qua tiêu hao ma lực rất lớn chứ không bị thương gì, ít nhất điều tức vài ngày là hồi sức ngay. Trên bầu trời mấy vạn dặm của thành Thiên Hàn nổi gió phần phật. Một bóng người trẻ tuổi có mặt từ khi nào, khoanh tay đứng. Đôi mắt đục nhìn vào trong thành Thiên Hàn nhưng bị trận quang chặn lại không thể nhìn thấu bên trong. Nam nhân trẻ tuổi thu lại tầm mắt, trầm tư, dường như đang chờ cái gì. Bốn cường giả đứng song song sau lưng nam nhân, ánh mắt hung ác nhìn liền biết không hiền lành gì. Giây lát sau ba ma quang bay nhanh đến hiện hình trước mặt nam nhân. Ba người đó là Cơ, Hầu, Cung. Ba người biểu tình kinh sợ tiến lên chào. Kính chào đại công tử. Đại công tử gật đầu nói, chẳng phải kêu các ngươi tổ chức tiến công sao, vì sao đến bây giờ không có chút động tĩnh, Viêm đâu? Ba người nhìn nhau, cái này, cuối cùng Cung thở dài, tràn đầy tức giận kể lại đầu đuôi sự việc. Nửa nén nhang sau, Cung kể lại toàn bộ không lọt một chi tiết gì. Đại công tử không nói một lời, trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình, chỉ khi nghe Lý Vân Tiêu sử dụng lục đạo ma binh thì mắt lóe tia sáng kỳ dị. Bốn ma tộc đứng sau lưng đại công tử đều lộ vẻ tức giận, mặt nổi lên sát khí. Đại công tử trầm ngâm một lúc nói. Chuyện của Viêm sau này nói tiếp, người Viêm bộ tạm thời do Cơ đại nhân thống nhất điều phối đi, ai không nghe thì trực tiếp giết. Hiện tại ba bộ các ngươi cưỡng ép công thành đi, ta sẽ kêu bốn người Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ hỗ trợ các ngươi. Bốn người sau lưng đại công tử rung lên, mắt bắn ra tia sáng chất chứa khí lạnh. Ba người Cơ cũng lòng rung động liếc nhìn bốn người, khí thế cường đại mơ hồ phát tán, ước chừng là đỉnh ma quân. Đại công tử lạnh nhạt nói. Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ tuy là đỉnh ma quân nhưng có bí pháp bản công tử truyền dạy, có thể nâng cao lực lượng lên đến ma tôn cảnh trong thời gian ngắn, sẽ giúp ích rất nhiều trong chiến đấu của các ngươi. Nâng cao lực lượng lên đến ma tôn cảnh trong thời gian ngắn. Cơ biến sắc mặt kinh kêu. Sao, sao làm được? Hai đại cảnh giới hoàn toàn là lạch trời, bí pháp nâng cao thực lực tối đa vượt qua tiểu cảnh giới là cùng, kiểu vượt đại cảnh giới như thế thật là không tưởng tượng nổi. Ánh mắt đại công tử lạnh lùng nhìn Cơ chằm chằm. Ngươi nghi ngờ ta? Cơ dùng mình, cúi đầu. Không, không dám. Lòng Cơ dậy sóng, chẳng ngờ thực lực của đại công tử còn cao hơn gã, không thì một ánh mắt không thể làm gã run. Đại công tử nói. Yên tâm đi, không cần sợ hãi cái gì. Có ta ở sau lưng ủng hộ các ngươi sẽ vô địch nguyên ma giới. Tuân lệnh. Ba người tim đập nhanh, từ biệt bay ngay về nơi đại quân trú đóng. Bốn ma tôn sau lưng lắc người hành lễ với đại công tử, đuổi theo ba người. Đại công tử khoanh tay đứng trên trời nhìn xuống dưới, thì thào. Minh chủ Thiên Vũ Minh sao? Xưng hô khá thú vị, để bổn tọa nhìn xem ngươi có mấy phần thực lực. Rất nhanh trong thành Thiên Hàn lại gióng chuông cảnh báo.
bóng người qua lại dưới đại trận hộ thành, nhiều ma tộc bay tới bay lui tụ tập chính giữa đại điện. Nhanh vậy lại bắt đầu công kích, sợ là thế cục có biến. Trên bầu trời đại điện, 3, 4 người vị cường giả tụ tập đứng rải rác, biểu tình tràn đầy lo lắng nhìn trời. Lúc trước trải qua cuộc chiến của Lý Vân Tiêu, mọi người không bi quan trong chiến đấu tiếp theo nữa, niềm tin và sĩ khí nâng cao. Mãi khi Lý Vân Tiêu xuất hiện trước mắt mọi người càng cung cấp lực lượng vô hình cho họ, bản năng tụ lại gần nơi hắn đứng. Lý Vân Tiêu hỏi, Phi Thanh, ngươi thấy sao? Mắt Phi Thanh lấp lóe chậm rãi nói. Lần này khác với lúc trước, có thể nói là trái ngược. Lần trước là từ từ mài mòn đại trận, vốn đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài nhưng bị giấy sinh tử quấy rầy kế hoạch. Lần này là công kích mạnh mẽ, chắc có nhân vật cực kỳ lợi hại đến nên không sợ gì nữa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lời ngươi nói cũng là điều ta nghĩ, hơn nữa hiện tại xem ra quyền khống chế chiến đấu không nằm trong tay 3 vị ma tôn. Phi Thanh giật mình kêu lên. Ý ngươi nói, ma thủ. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ít nhất là nguồn lực ma thủ phái đến nhưng chưa chắc là chính hắn. Nếu ma thủ đích thân đến thì ta không tự tin vào trận chiến này. Cao tầng hai bộ biến sắc mặt, nhỏ giọng xì xầm. Phi Thanh nói. Mọi chuyện chờ xem biến hóa đi, cố gắng thì tốt rồi, thắng thua vốn là điều chưa biết. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu như có thể biết được thắng thua thì đã không phải là cục diện bế tắc hiện tại. Mọi người yên lặng chờ đi, lần này bọn họ là chủ lực phá trận, sợ là không kéo dài được bao lâu. Chúng ta cũng bỏ trận quyết tử chiến. Sắc mặt mọi người trầm trọng, biết quyết chiến sinh tử đã đến. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ điếc tai. Từng đợt ánh sáng khuếch tán. Hơn nửa canh giờ sau nguyên đại trận rung rinh, là khúc nhạc dạo báo hiệu sắp tan vỡ. Khu vực chính giữa trận pháp, mấy trận pháp sư biến sắc mặt. Người dẫn đầu quát to. Trốn mau. Vài ma quang bắn vào khu vực trung tâm, trận pháp sư mới chạy đi thì vụ nổ khủng bố đã từ chính giữa truyền ra, ầm vang đập nát phạm vi mấy trăm trượng. Mấy trận pháp sư may mắn chạy trước một bước nên chỉ bị thương nhẹ khác nhau. Mấy người biểu tình buồn bã. Một người khẽ thở dài. Ai, trận này hao phí nhiều tâm huyết của chúng ta, cuối cùng nó vẫn bị hủy. Một người khác nghiêm mặt nói. Hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này, chỉ cần còn mạng thì sớm muộn gì cũng sẽ chế tạo lại được. Người đó ngước nhìn bầu trời, liên quân 4 bộ đầy sát khí giáng xuống. Người đó nói. Chúng ta tìm một chỗ ẩn thân đi. Được. Mấy người khác tràn đầy lo lắng. Ma quang lấp lóe, tất cả biến mất tại chỗ. Đại trận bị phá, liên quân 4 bộ tràn đầy lửa giận chạy nhanh xuống. Sỉ nhục Phiêm thua trận trốn còn đọng trong lòng, tất cả quyết tâm báo thù rửa hận. Đặc biệt là người của Viêm bộ, mắt đỏ ngầu muốn giết người. Nguyên Viêm bộ bị cơ sắp xếp xung phong lên trước nhất. Phi Thanh nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Cây quạt của ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu. Lý Vân Tiêu nói xong cầm Tiếu Ngạo Hồng Trần Phiến. Liên quân 4 bộ rầm rộ xông hướng đại điện chính giữa, khí thế đó nếu không ngăn lại thì e rằng chỉ nửa phút là bị phá thành ngay. Lý Vân Tiêu cầm cây quạt phe phẩy mấy cái rồi quạt mạnh, hư không như văng vẳng thanh âm viễn cổ, hai nguyên tố cuồng bạo dâng lên ập hướng chân trời. Nguy rồi, chặn lại. Những ma vật chú ý ngay từ khi Lý Vân Tiêu lấy cây quạt ra, dù sao lúc trước đã thấy uy lực của nó làm lòng chúng còn sợ hãi. Ầm 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 ầm. Mặc kệ đám ma tộc mạnh mẽ đến đâu thì khi lực lượng phong hỏa xông vào chiến trận vẫn hất bay một đống. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán 4 phía đánh tan tác thế trùng kích, liên quân 4 bộ cũng tản ra. Ánh mắt Phi Thanh lạnh băng quát to. Giết lên. Một mình Vi Thanh đi đầu, cao tầng ma tộc của 2 bộ theo sát, ai nấy khí thế hùng hổ xông lên trời, rất nhanh chém giết với ma tộc 4 bộ bị thổi tan tác. Cùng ở trong đại quân thấy Vi Thanh dẫn đầu thì mặt lạnh xuống. Hừ, người thiên vũ giới chết tiệt, giao người này cho ta. Không đợi 2 người khác trả lời cung đã xông hướng Vi Thanh. Cơ, hầu biến sắc mặt, đều lộ vẻ khó chịu. Cơ hừ lạnh, khinh thường nói. Tiểu tử này cũng thông minh, chuyên chọn trái mềm mà bóp. Hầu lạnh nhạt nói. Kệ hắn đi, nếu hắn giết được tiểu tử áo xanh cũng tốt, chỉ sợ giống như Viêm. Hai chúng ta đối phó minh chủ thiên vũ minh chắc cũng thắng 100%. Cơ nhíu mày hỏi. Còn viện và tranh thì sao? Hầu phân tích nói.
Lúc này rồi mà Viện và Tranh không xuất hiện chứng minh tin đồn lúc trước là thật, hai người bị thương nặng. Tại sao là hai người thiên vũ giới tại đây lãnh đạo tác chiến thì không biết. Huống chi có bốn vị đại nhân Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ tọa trấn, dù Viện và Tranh thật sự xuất hiện cũng không đáng lo. Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ thấy mình không cần ra tay thì cũng rất vui. Phúc nói, các ngươi cứ yên tâm lên đi, có bốn chúng ta lược trận, nếu thấy chỗ nào không ổn thì sẽ ra tay ngay. Cơ gật đầu nói, vậy làm phiền bốn vị đại nhân. Lộc mất kiên nhẫn, phất tay nói, mau lên đi, bốn chúng ta chờ nhìn chiến thắng để còn ăn nói với đại công tử. Cơ, Hầu Thầm tức giận, bọn họ dù gì là cường giả tọa trấn một phương, mấy ngàn năm qua được người kính trọng. Mấy người này chỉ là đỉnh ma quân, ỷ vào là tùy tùng của đại công tử dám hô tay chỉ chân với bọn họ. Tuy giận nhưng lúc này không thích hợp nổi sùng. Cơ nói, chúng ta ra tay đi. Hai người hóa thành luồng sáng lao hướng Lý Vân Tiêu. Nguyệt luôn canh giữ bên cạnh Lý Vân Tiêu, đột nhiên kinh kêu. Lý đại nhân, biểu tình Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói. Đừng hoảng. Nguyệt gật đầu vâng dạ, lòng bình tĩnh lại, năm ngón tay chộp ném thập nhị đô thiên thần sát ra ngoài. Trong phút chốc 12 thần sát xuất hiện trên chiến trường. Sát khí cường đại khuếch tán đánh bay đám ma tộc xung quanh. Khi 12 thần sát xuất hiện thì cùng bắt ấn đánh vào Cơ và Hầu. Lòng bàn tay mỗi thần sát hiện ra ma văn cường đại hóa thành ánh sáng bắn xuống. Thoáng chốc 12 luồng sáng đan chéo nhau đè xuống hai người. Lý Vân Tiêu mừng rỡ khen. Nguyệt làm rất tốt. Chưa dứt lời Lý Vân Tiêu đã biến mất. Nguyệt được khen thì mừng thầm, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng biết đang trong chiến trường sống chết không thể lơ là chút nào. Nguyệt tập trung tinh thần vào thập nhị đô thiên thần sát. Cơ, Hầu biểu tình hoảng sợ, với lực lượng như bọn họ mà bị 12 khôi lỗi giam cầm. Trong cuộc chiến Thương Huyền Sơn Lý Vân Tiêu đã dùng 12 khôi lỗi thế này, nhưng chúng đã bị xé nát trong cuộc chiến. 12 đòn công kích tuy chồng chất lên nhau nhưng bắn đi bốn phương tám hướng chứ không tập trung vào mục tiêu nào. Hai người liền dựa lưng vào nhau thi triển thần thông vỗ bốn phía. Dù gì là thực lực ma tôn, vừa ra tay liền ức chế thập nhị đô thiên thần sát khiến Nguyệt biến sắc mặt, cảm giác áp lực rất lớn. Cơ, Hầu bỗng biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện bên cạnh có thêm một người. Là Lý Vân Tiêu thuấn gì đến, tay cầm A Lại Huyền Việt chém vào hai người. Lý Vân Tiêu giống to. Đi chết đi. Hai người biến sắc mặt vội hợp sức vỗ qua. Bùm. Lực lượng cực mạnh nổ tung, Lý Vân Tiêu bị sức mạnh to lớn đánh bay. Cơ và Hầu cũng tách ra. Nguyệt biến sắc mặt, quát to. Ta giữ chân một người, Lý đại nhân đối phó một người. Nếu hai ma tôn luôn đứng chung hợp sức thì vô cùng nguy hiểm, Nguyệt vội điều khiển thập nhị thần sát oanh kích Cơ đứng gần nhất. Cơ sầm mặt lạnh giọng nói. Ấu chỉ, thập nhị đô thiên thần sát huy phong lẫm lẫm, nhưng mới rồi đánh nhau Cơ đã biết thực lực đại khái của chúng nên không hề sợ hãi xông vào trong trận, muốn sức cá nhân phá trận. Hầu ngoái nhìn, lập tức nói. Cơ đại nhân, mau giết ma nữ ma quân rồi đến giúp ta. Hầu vội vàng nói xong đã thấy Lý Vân Tiêu lao tới bên người, gã hấp tấp ứng chiến. Thật ra thực lực của Hầu không thua gì Lý Vân Tiêu, nhưng Viêm bỗng dưng thua trận khiến gã thầm sợ hãi. Cơ quát, yên tâm, người cố chống một lúc là xong. Cơ vỗ 12 trưởng vào thập nhị đô thiên thần sát, làm 12 thần sát liên tục thụt lùi. Mặt Nguyệt tái nhợt, Lý Vân Tiêu thầm giật mình, hắn biết Nguyệt không chống đỡ quá lâu được. Lý Vân Tiêu thi triển ra ba đầu sáu tay, át phản sát rơi vào tay hắn cuốn hướng Hầu. Trên trời cao đại công tử luôn nhìn Lý Vân Tiêu chăm chú, mặt lộ nét kỳ dị. Hầu cảm giác không gian xung quanh bị xích sắt phong lại. Mặc kệ gã lùi nhanh cỡ nào cũng không trốn thoát phương không gian này. Hầu thầm giật mình, gã không lùi nữa mà đứng yên, hai tay vẽ vòng tròn trước mặt. Một đoàn ma quang hiện ra bảo vệ toàn thân Hầu. Lý Vân Tiêu một tay bắt ấn, lạnh lùng quát. 3000 thế giới. Xích sắt đầy trời kêu rào rào khóa Hầu lại, phù văn quỷ dị dâng lên từ sợi xích xiết Hầu thành quả cầu ánh sáng, không ngừng hằn sâu vào. Hầu biến sắc mặt, đôi mắt bắn ra ánh sáng vàng. Ấn quyết trong tay liên tục thay đổi cứng rắn đỡ lực lượng xích sắt. Trán Hầu toát mồ hôi lạnh liếc trộm Cơ. Cơ hoàn toàn chiếm ưu thế lấn át Nguyệt liên tục thụt lùi, không lâu sau sẽ thắng trở về. Hầu thở phào nhẹ nhõm. Con người Lý Vân Tiêu co rút,
hắn phát hiện lực lượng 3000 thế giới của A Át Phản Sát không đủ nghiền nát hầu, hắn cùng cầm A Lại Huyền Việt, A Ma Luân Bảo, hai tay múa ma binh sau lưng rít gào chém xuống. Bùm! Ba món ma binh cùng đập vào quả cầu ánh sáng, áp súc nó. Khuôn mặt hầu hoảng loạn, hai tay giang ra cố gắng chống đỡ phòng ngự, sợ bị diệt. Nếu bị sức mạnh ba món ma binh đập trúng người thì hầu sẽ đi đời nhà ma. Giờ phút này, Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ giật mình nhìn pháp tướng kim thân của Lý Vân Tiêu. Phúc đổi sắc mặt kêu. Tứ đệ hãy đi giúp hắn. Hỉ nói. Vâng. Hỉ đã đến vòng ngoài A Át Phản Sát, bước vào trong. Keng keng keng. Hỉ đạp trên A Át Phản Sát làm nhiều ma văn bay lên, không gian trong xiềng xích tinh vân thay đổi theo ngoại lực tiến vào. Hỉ đi cực kỳ cẩn thận, thực lực của Lý Vân Tiêu và Hầu đều cao hơn gã nên không dám khinh thường. Biểu tình của Lý Vân Tiêu và Hầu hoàn toàn trái ngược, một người thì mặt dầu lo, một người thì mặt tràn đầy vui vẻ. Hai người dốc sức áp chế nhau hoàn toàn là đấu tu vi. Lý Vân Tiêu thu nạp lực lượng 1/3 của Huyền Minh Thạch, đơn thuần tính tu vi thì không thua gì Hầu, cộng thêm ba món ma binh, hắn thắng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Hỉ vào trong trận khiến thế cục vi diệu thay đổi, Hầu cảm nhận áp lực giảm bớt nhiều. Hỉ đi hết sức cẩn thận, đi mấy bước mới đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, mặt dữ tợn vỗ trưởng vào người hắn. Giờ phút này bầu trời cực kỳ hỗn loạn, không ai chú ý đến một phương này, tất cả đều bận rộn không xuể. Lúc trước sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng nhưng khi Hỉ đến bên cạnh thì hắn trở nên bình tĩnh. Lý Vân Tiêu nhìn một trưởng kia đánh tới, hắn ngược lại nhếch miệng cười. Đột nhiên một bóng người từ trong ngực Lý Vân Tiêu bắn ra, hiện hình trước mặt chộp A Ma Luân Bảo trong tay hắn chém vào Hỉ. Ui, cái gì vậy? Tất cả người chú ý bên này đều biến sắc mặt, Tiểu Hồng biểu tình châm chọc, A Ma Luân Bảo chém vào người Hỉ, gã hét thảm, một cánh tay bị chặt đứt. Hỉ thấy tình hình không ổn thì cố nén đau đớn chạy trốn. Tiểu Hồng xì cười. Muốn đi. Tiểu Hồng cầm kiếm đuổi theo. Bùm. 12 phúc luân trên A Ma Luân Bảo bay qua chém Hỉ thành mấy khúc tròn nổ tung trên không trung. Tứ đệ. Phúc, Lộc, Thọ trợn to mắt giận dữ bi thương nhìn cảnh đó, không thể tin cảnh tượng trước mắt. Hầu cũng ngạc nhiên, tuy Tiểu Hồng cầm A Ma Luân Bảo, lẽ ra lực lượng áp chế của Lý Vân Tiêu nên giảm bớt, nhưng Hầu đang kinh hoàng nên càng hoảng hơn. Hầu phát hiện một việc đáng sợ hơn nữa, gã kinh khủng nhìn Tiểu Hồng, hét thất thanh. Ma Tôn. Tiểu Hồng cười khẩy nói. Ngươi không cần biết. Tiểu Hồng giơ bảo kiếm chém vào Hầu. Hầu sợ đến hồn vía lên mây, hai vị ma tôn hợp sức giết gã thì sao chịu nổi. Hầu liều mạng bị thương hét to đánh ra hai đấm đẩy A Át Phản Sát, A Lại Huyền Việt ra, bay người định trốn. Ầm 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 ầm. Lý Vân Tiêu vung tay, hai ma binh lại chém qua. Tiểu Hồng cầm kiếm đuổi theo chém vào người Hầu. Bùm. Một ma tôn bị cắt thành mấy khúc hàng dài trên không trung, cái đầu kinh hoàng hét chói tai. Đại công tử luôn bình tĩnh xem cuộc chiến cũng hết bình tĩnh, gã hét to. Phúc, Lộc, Thọ hãy mau ra tay, giết hai người kia. Với nhãn lực của đại công tử nhìn ra được Lý Vân Tiêu, Tiểu Hồng tuy đã đánh chết Hầu nhưng bản thân tiêu hao rất lớn. Hơn nữa Tiểu Hồng mới bước vào ma tôn cảnh mà liên tục giết hai cường giả thì e rằng ma khí đã không ổn. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, ngước nhìn bầu trời, hút ngụm khí lạnh. Khuôn mặt và dáng vẻ của đại công tử cực kỳ giống với Lý Dật. Ma thủ. Trong lòng Lý Vân Tiêu nổi lên từ này, lòng rung động mãnh liệt. Dù không có đại công tử ra lệnh thì Phúc, Lộc, Thọ cũng không nhịn được, ba người lao nhanh đi báo thủ cho Hỉ. Giờ phút này đại công tử con ngươi co rút nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Hai người bốn mắt giao nhau, chỉ một giây đã bộc phát ra sát khí. Đại công tử hừ lạnh một tiếng. Hừ. Hắn phất tay áo một cái, vẫn bàng quan, dường như khinh thường tự mình ra tay. Tiểu Hồng cầm A Ma Luân Bảo, vững vàng tới gần, nhanh chóng hút ma khí bốn phía để bổ sung chính mình. Lý Vân Tiêu đột nhiên bảo. Nàng đi giúp Nguyệt. Tiểu Hồng giật mình, không chịu rời đi. Cái gì, vậy còn đại ca? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Nguyệt bám chân cơ sắp không kéo dài nổi nữa. Nếu cơ rảnh tay thì thật sự tiêu đời. Ta có thể ứng đối ba người này. Tiểu Hồng nhìn thoáng qua gần đó. Dường như cơ cũng biết Hầu đã chết. Cảm xúc táo bạo chất chứa trong chiêu thức. Toàn là chiêu độc ác phát cuồng đánh vào thập nhị thần sát liên tục nứt giạt.
Được rồi, Vân Tiêu ca ca cẩn thận. Tiểu Hồng không phải loại nữ nhân bình thường hành động theo tình cảm, nàng lập tức lắc người đi hỗ trợ cho Nguyệt. Lý Vân Tiêu vươn tay chộp lấy ra tấm thuẫn cầm trong tay, trực tiếp ném ra ngoài. Tấm thuẫn đón gió biến to, trong khoảnh khắc biến lớn mấy mẫu đẻ phúc, lộc, thọ. Phúc, lộc, thọ giật mình kêu lên. Đó là cảm giác như thiên địa đều bị tấm thuẫn bao lại. Không chỉ thế, một luồng khí thế kinh khủng phát ra từ thuẫn, ma văn trên thuẫn mấp máy, ma khí đầy trời tụ tập vào cái đầu thú. Lòng Lý Vân Tiêu cực kỳ kích động, lần đầu tiên hắn thấy cảnh này. Đây là thần thông lần trước hắn mò ra, lần đầu tiên thi triển. A Nam Kiền Sát hiện liên kết tinh thần với Lý Vân Tiêu, làm hắn hân hoan nhất là tấm thuẫn tuôn ra lực lượng ngập trời nhưng không rút đi bao nhiêu ma khí của hắn, đầu thú chỉ hấp thu lực lượng thiên địa. Đại công tử hoàn toàn biến sắc mặt kinh kêu. Cổ ma Kiền Sát. Đầu thú ăn nhiều ma khí vào như có sự sống bắt đầu mở mắt ra nhìn chăm chú Phúc, Lộc, Thọ. Khí thế khủng bố phát ra từ đầu thú, Lý Vân Tiêu cũng thầm sợ la nguy rồi. Lý Vân Tiêu đã nhận ra mình làm một chuyện rất ghê gớm, chưa biết đúng hay sai. Trong khoảnh khắc này Lý Vân Tiêu bỗng phát hiện quyền kiểm soát A Nam Kiền Sát giảm nhỏ dần. Đặc biệt cái đầu thú dần hiện ra trên mặt thuẫn, nhiều ma khí bị thu nạp dưới thân nó sắp ngưng tụ thành thân thể. Đại công tử hoảng sợ lạc giọng. Không ngờ tộc ma thần viễn cổ thật sự tồn tại. Đại công tử biến sắc mặt quát to. Mọi người nghe lệnh, nhanh chóng giết Kiền Sát. Đại quân bốn bộ lo chém giết trên thành trì đều ngạc nhiên, đầu tiên là bọn họ không biết đại công tử, thứ hai là không rõ Kiền Sát là thứ gì. Nhưng ma uy từ tấm thuẫn rất kinh người, Kiền Sát phát ra khí thế và uy nhiếp làm bốn phương kinh hoàng. Phúc, Lộc, Thọ cảm giác nghẹt thở. Tiểu Hồng tinh thần kích động, trừ Lý Vân Tiêu ra nàng là người trước tiên cảm nhận A Nam Kiền Sát biến đổi. Lý Vân Tiêu thì thào. Hóa ra đầu ma này là tộc cổ ma thần gì đó, tên là Kiền Sát. Kiền Sát, A Nam Kiền Sát, người lúc trước luyện chế binh khí này thật sự luyện chế Kiền Sát ma thần vào trong. Không đúng. Lý Vân Tiêu ngẫm lại. Thiên thánh khí là giới lực của một giới ngưng tụ, là thứ tồn tại từ khi ma giới sinh ra, sao có thứ như cổ ma thần ở bên trong. Vấn đề này lướt nhanh trong đầu Lý Vân Tiêu, hắn không nghiên cứu sâu, vì tình cảnh hiện tại rất bất ngờ và kinh người. Đã vượt qua hiểu biết và tầm kiểm soát của hắn. Cơ đang dốc sức đại chiến thập nhị đô thiên thần sát, sau khi Tiểu Hồng đến thì cơ dần vất vả hơn, cũng đột nhiên phát hiện cổ ma thần Kiền Sát, rất là ngạc nhiên. Cơ sống khá lâu trong mấy vị ma tôn, gã biết nhiều về lịch sử, bí ẩn trong ma giới. Sau khi cơ nghe đại công tử nói thì cả người run rẩy, mắt bắn ra tia kinh sợ. Tộc cổ ma thần, cái này, không thể nào. Cơ mất tập trung giây lát đã bị Tiểu Hồng thừa dịp một kiếm đẩy ra. Tiểu Hồng, Nguyệt nhanh chóng thụt lùi tranh thủ thời gian thở dốc. Cơ hỗn loạn tinh thần, dường như không muốn tấn công nữa, chỉ thẫn thờ đứng tại chỗ nhìn. Đại công tử tức giận quát. Bốn bộ cơ, hầu, cung, viêm, mọi người lập tức nghe lệnh vây giết Kiền Sát, còn chờ gì nữa. Ai trái lệnh thì chết. Người bốn bộ ngơ ngác nhìn nhau, dừng chiến đấu trong tay, đứng ngây như phỗng. Cơ, cung phản ứng lại, cùng quát. Mọi người nghe lệnh đại công tử, ai trái lệnh thì chết. Đám ma tộc thế mới hành động, từ bỏ đối địch với hai bộ viện, tranh, sông hướng ma thú chậm rãi sinh ra dưới tấm thuẫn. Trên vai Vi Thanh nở hoa, yết hiện hình kinh sợ nhìn, đầu óc ngơ ngẩn lẩm bẩm. Kiền Sát, thật sự là Kiền Sát sao? Tộc cổ ma thần, không thể nào. Vi Thanh vội hỏi. Cái gì là tộc cổ ma thần? Lợi hại lắm sao? Ít sầm mặt không muốn nói nhiều, thúc giục. Mau giết mấy ma tôn trước mắt để chấm dứt tai họa ngầm, Kiền Sát thì cứ lặng theo dõi kỳ biến, ít nhất tạm thời có lợi cho chúng ta. Cung cũng giật mình vì Kiền Sát ma thần xuất hiện nhưng dường như gã không biết đó là thứ gì, dù đại công tử đã nói nhưng gã hoàn toàn không hiểu, chỉ biết rằng đó là thứ gì rất ghê gớm. Cung đang ngạc nhiên thì yết trên vai Vi Thanh bỗng ra tay, mảng lớn dây mây như mưa rơi xuống. Tụ lại thành kết giới. Vi Thanh cũng ra tay đột ngột, gã bay lên. Cung giật nảy mình, cảm nhận hơi thở cường đại, gã biết chiến đấu có biến, thầm cảnh giác. Bùm! Hai tay Vi Thanh va chạm vào nhau, thực lực của cung mạnh hơn một chút đã đánh bay Vi Thanh đi. Nhưng cùng lúc đó người cung quấn đầy dây leo, cành không ngừng trườn bò lan tràn trên thân thể gã, siết vào da thịt. Cung kinh khủng hét to.
Ngươi là ai? Cung hoảng sợ phát hiện trên lưng mình cõng một người, gã không thể tránh thoát những lực lượng dây leo này. Mặt Yết lộ nét độc ác. Người tiễn ngươi về chầu trời. Tứ chi của Yết đều hóa thành dây leo siết chặt cung lại, thành lốc xoáy lao hướng Vi Thanh. Yết quát to. Cái bình. Vi Thanh hiểu ý ngay, bỗng lấy âm dương nhị khí bình ra, miệng bình chĩa đằng trước hút Yết, cung vào. Bảo bình rung bần bật trong lòng bàn tay Vi Thanh. Vi Thanh vội đánh ra các loại ấn quyết vào thân bình mới ức chế chấn động được. Thấy cái bình không còn động tĩnh gì, Vi Thanh truyền âm cẩn thận hỏi. Như thế nào? Giọng Yết truyền ra. Hơi gay gâu nhưng nhìn chung không sao, âm dương nhị khí tẩm bổ ta vô số năm, luyện hóa nó không thành vấn đề, nhưng cần một đoạn thời gian. Trong thời gian này ngươi tự chơi một mình đi, đừng quấy rầy ta. Vi Thanh thở phào nhẹ nhõm, mắt hấp hái tia vừa mừng vừa sợ, gã trầm tư. Vi Thanh biết Yết luôn tìm cách phục hồi thân thể thánh ma, trước khi khôi phục lại thì không thể thoát khỏi âm dương nhị khí bình của gã, cần phụ thuộc vào gã. Nếu Yết luyện hóa cung, hấp thu lực lượng của một vị ma tôn thì tất nhiên sẽ khôi phục hơn một nửa thực lực, Vi Thanh sẽ gặp con dao hai lưỡi. Nếu Yết phục hồi đến mức có thể vùng thoát ra thì rắc rối. Mắt Vi Thanh hấp hái. Gã ngẫm nghĩ một lúc không có kết quả gì, đành phải cẩn thận đi một bước tính một bước. Vi Thanh đưa mắt nhìn bầu trời phương xa, Phúc, Lộc, Thọ dẫn dắt mấy vạn ma tộc bắt đầu vây công cổ ma thần Kiền Sát. Mỗi lần Kiền Sát hét to là có ma khí siêu mạnh hóa thành sóng biển ập đi bốn phía, đánh chết một đống ma tộc. Nhưng mỗi lần công kích khiến lực lượng của Kiền Sát yếu bớt vài phần, thân thể sắp hiện hình cũng co rút vào tấm thuẫn, linh khí sắp sói mòn. Lý Vân Tiêu người hai bộ viện, tranh thì rảnh rỗi, ngơ ngẩn nhìn, trong một chốc không biết nên làm sao. Tiểu Hồng, Nguyệt và các cao tầng khác bay đến bên cạnh Lý Vân Tiêu chờ đợi mệnh lệnh. Giờ này khác này bọn họ kính nể Lý Vân Tiêu còn hơn tộc trưởng của mình, trong mắt tràn đầy kính trọng. Vi Thanh bay lại hỏi. Chuyện gì thế này? Lý Vân Tiêu nhún vai bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết. Vi Thanh nhíu mày nói. Hình như quái thú này không kéo dài được lâu, nếu bọn họ giết quái thú này thì vẫn sẽ công thành. Tại sao không thừa dịp này tấn công trước sau cùng lúc lấy mạng họ? Lý Vân Tiêu nói, ta cũng định như vậy, nhưng để quái thú chống cự lâu chút, chúng ta nghỉ ngơi một chốc thì phần thắng càng lớn nữa. Khoảng một tách trà sau, Lý Vân Tiêu thấy mọi người nghỉ ngơi đã đủ, Kiền Sát ma thần bị đẩy lùi vào trong thuẫn, hắn phất tay ra lệnh công kích. Người hai bộ tranh. Viện thanh thế to lớn như nước sông ập đến xua tan đại quân bốn bộ. Chém giết thảm liệt lại phát triển trên không trung. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh lao tới, hai người cùng tấn công Phúc, Lộc, Thọ. Ba người vốn là chủ lực chống cự Kiền Sát nhưng bị hai người Lý Vân Tiêu đánh lén liền có một người chết, một người bị tổn hại nặng, chỉ còn lại Phúc biểu tình tức giận, bi thương. Lý Vân Tiêu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đừng giận. Hôm nay bốn người sẽ đoàn tụ. Đột nhiên tấm thuẫn phát ra tiếng gầm động trời, Kiền Sát rút về thuẫn lại lao ra giết một đống ma tộc rồi trực tiếp hóa thành độn quang định chạy trốn. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu trợn to mắt nói. Thứ này còn có thể trốn. Vậy tấm thuẫn thì sao? Lý Vân Tiêu nhìn tấm thuẫn đen to mấy mẫu trên bầu trời vẫn cứ trôi nổi như một áng mây đen. Kiền Sát rời đi khiến mọi người ngạc nhiên. Đại công tử quát to. Ngăn nó lại. Đại công tử hóa thành bóng sáng đuổi theo Kiền Sát. Con người Lý Vân Tiêu co rút, hắn định đuổi theo nhưng bỗng nhận ra hướng Kiền Sát chạy trốn là chủ điện thành Thiên Hàn. Lý Vân Tiêu khựng lại. Phúc thấy người Lý Vân Tiêu nhúc nhích cho rằng hắn định trốn, quát to. Chết đi. Phúc lao lên. Người Phúc phát ra tiếng nổ đi đùng, khí thế chợt tăng vọt, thoáng chốc bước chân vào ma tôn cảnh. Bốn huynh đệ đều tu loại bí thuật này nhưng di chứng rất lớn, ba người khác chưa thi triển đã hai chết một bị thương. Phúc vừa bước chân vào ma tôn liền xông hướng Lý Vân Tiêu, xem khí thế thì muốn chết chung với hắn. Lý Vân Tiêu hết hồn, mạng của hắn rất quý giá, sao có thể chết chung cùng Phúc được. Lý Vân Tiêu lao ra ngoài đuổi theo Kiền Sát. Phúc hét to một tiếng đuổi theo. Đừng hòng trốn. Lúc này trong mật thất trong đại điện, viện cảm ứng chiến đấu bên ngoài. Theo nàng suy tính thì Lý Vân Tiêu có nghịch thiên đến mấy cũng không thể chống đỡ được liên quân của bốn bộ, huống chi còn có cổ vực ở phía sau. Nên viện nóng nảy bất chấp vết thương trên người,
bắt đầu cưỡng ép luyện hóa ma phổ. Ma phổ bị vạn sợi xích xuyên thân thể, ánh sáng màu tím nhạt quanh quẩn trên người gã, không ngừng bị ma viện rút đi lực lượng. Mặt phổ cực kỳ dữ tợn, mắt bắn ra tia sáng hung ác giống to. Muốn luyện hóa ta, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần tuẫn táng đi. Người viện run rẩy, ma nguyên của hai người chậm rãi dung hợp với nhau, nàng đang dần mất đi sức khống chế. Hai người vùng vẫy dữ dội, liều mạng tranh cướp ma nguyên. Đột nhiên hai người cảm ứng được cái gì, cùng biến sắc mặt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cùng một hướng. Ngoài đại điện, chớp mắt mọi người thấy kiền sát xông vào đại điện rồi ma quang khủng bố nở rộ, sóng khí cường đại đổ ập bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, hơi thở ập đến siêu đáng sợ. Lý Vân Tiêu ở trên trời vội đổi hướng, biến ra mấy cái bóng lao đi bốn phía. Phúc ngây người trợn tròn mắt. Mắt thường khó phân biệt được tàn ảnh, nhưng bị sóng khí kiền sát va chạm đại điện trùng kích nên tàn ảnh hơi thở hỗn loạn, càng khó phân biệt ra Lý Vân Tiêu thật sự hơn. Đại công tử ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đại điện. Từng vòng ma quang nổ tung, hơi thở khủng bố dao động tứ răng. Phúc cuồng bạo giống to. Phúc đuổi theo một Lý Vân Tiêu, đánh vào người đó phát hiện đúng là tàn ảnh thì thức điên. Vì bí thuật bước vào ma tôn không chỉ hạn chế về thời gian mà di chứng siêu lớn, Phúc rất giàu lo. Phúc ở trong ma quang nhìn quanh, táo bạo nhảy tới nhảy lui. Đại công tử tức giận quát. Cái con khỉ, câm miệng lại. Đại công tử vỗ trưởng vào Phúc bên cạnh mình. Bùm. Phúc không kịp đề phòng ngơ ngác nhìn chủ tử của mình vỗ trưởng, chán nổ tung hàng giải thành nhiều ma tộc cấp thấp. Lý Vân Tiêu đứng gần đó lòng lạnh lẽo, thầm giật mình vì người này tâm ngoan thủ lạt, giết cả thuộc hạ của mình, còn là cường giả đỉnh ma quân mà gã giết không chớp mắt cái nào. Dường như đại công tử nhận ra Lý Vân Tiêu tồn tại, hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm. Hắn đã thi triển bí thuật, không kéo dài được bao lâu. Khi bí thuật mất đi hiệu lực sẽ rớt xuống cảnh giới ma quân sơ giai ngay, cần một năm mới phục hồi lại. Rớt cảnh giới tương đương với phế vật, sẽ chết trên chiến trường này. Phế vật mà cứ la lối trước mặt bản công tử, làm bản công tử bực bội thì tất nhiên phải đập chết hắn. Lý Vân Tiêu bước ra từ nơi ẩn nấp, lạnh lùng nói. Ngươi cũng làm ta bực. Đại công tử chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo khinh thường nói. Vậy sao? Thế thì ngươi chụp bản công tử thử xem. Lý Vân Tiêu bỗng hỏi. Ngươi là ma thủ. Đại công tử biến sắc mặt sau đó trở lại bình thường, nói. Ngươi chưa có tư cách biết. Lòng Lý Vân Tiêu máy động, mặt mũi dáng vẻ của người này đều rất giống Lý Giật, không phải ma thủ thì xem như một trong các phân thân. Lý Vân Tiêu thầm suy tư nếu có cơ hội thì tốt nhất là giết người này trong thành Thiên Hàn. Đột nhiên khí thế siêu cuồng bạo từ bên dưới truyền lên. Một luồng ma quang phóng lên cao. Hai người lòng rung động mạnh, bỗng nhiên xoay người tự trốn đi tránh cho bị khí thế đáng sợ kia đánh trúng. Giờ này khắc này, trên bầu trời đại quân mấy bộ hỗn chiến ở phía xa A Nam kiền sát co rút thành kích cỡ bình thường đột nhiên rơi xuống. Một cái bóng to lớn từ bên dưới trồi lên, một con mãnh thú đứng thẳng dưới mặt đất, đầu mọc hai sừng như lộc, con ngươi đỏ rực như ngọc. Thân cao trăm trượng, người đầy lông, mặt đen như sấm. Toàn thân đầy các loại phù văn đáng sợ. A Nam kiền sát bay xuống dán lên ngực mãnh thú như một tấm kính che ngực. Mọi người xoe tròn mắt, có một người đứng trên vai mãnh thú, dựa vào mặt mãnh thú. Mặt người đó hơi trắng nhưng cười nhe răng. Lý Vân Tiêu kêu lên. Ma phổ. Tay ma phổ cầm sợi xích sắc, một đầu khóa nửa người trên của mãnh thú kiền sát, tay cầm nửa đầu khác ngưng tụ thành kết giới tinh vân. Lý Vân Tiêu hút ngụm khí lạnh đột nhiên nhìn hướng khác, một thân hình yểu điệu đứng trên trời, biểu tình cực kỳ khó xem, tay phải cầm A Hàm Trảm Cốt Đao cảnh giác nhìn ma phổ chằm chằm. Đại điện thành Thiên Hàn bị nổ hủy, tranh trốn ra từ bế quan bay lên trời, giật mình nhìn hỗn loạn trước mắt mà không hiểu ra sao. Ma phổ đứng trên vai kiền sát ma thần cười như điên. Ha ha ha, viện, ngươi muốn luyện hóa ta, đã không có khả năng, kiếp sau đi. Xích sắt xoay tròn rào rào theo tiếng cười của phổ, lực lượng không ngừng trào ra. Ma viện mặt lạnh lùng, nàng tay phải cầm đao, ngậm miệng không nói. Vết thương của viện chưa hoàn toàn lành hẳn nhưng tốt hơn lúc trước nhiều. Chiến sự phương xa còn đang tiếp tục, tuy đám người ma phổ xuất hiện làm tạm dừng giây lát nhưng rồi đại quân lại điên cuồng chém giết. Chỉ có một số ma quân cao giai là kinh sợ trực tiếp thoát khỏi chiến trường, từ xa bay tới.
Cơ cũng xuất hiện sau lưng đại công tử, biểu tình kinh sợ nhìn trên bầu trời, dường như càng lúc càng vượt qua bọn họ dự tính. Mắt đại công tử nhìn Ma Phổ rồi chuyển sang Viện. Biểu tình đại công tử trầm trọng, hai tay khoanh trước ngực ra dáng bề trên chậm rãi nói. Viện, Tranh, hai người thật sự muốn phản bội bản công tử sao? Đao quang chiếu khuôn mặt Viện càng xinh đẹp quyến rũ hơn, nàng mở miệng nói. Không phải Viện muốn phản bội đại công tử mà là đại công tử không dung chứa Viện được. Đại công tử bình tĩnh nói. Nếu ta kêu ngươi giao ra lục đạo ma binh và cách tế luyện thì không so đo chuyện hôm nay nữa, ngươi vẫn là thuộc hạ của ta. Còn cho ngươi khống chế trung ương vực ma giới, ngươi chịu không? Cơ, Tranh biến sắc mặt cùng nhìn Viện. Con ngươi Viện co rút do dự một giây, nhưng rồi cười hỏi. Tại sao đại công tử xem trọng ta như vậy? Đại công tử nói, tất nhiên là bởi vì ngươi thực lực này, nửa bước thánh ma đã rất gần với đỉnh cao. Viện gật đầu, nói, không sai, đại công tử xem trọng Viện là vì thực lực của Viện. Nếu không còn lục đạo ma binh thì thực lực của Viện sẽ giảm mạnh, sau này đại công tử không xem trọng nữa. Trong ma giới mọi thứ nói chuyện bằng thực lực, bắt Viện buông bỏ ma binh không khác gì từ bỏ mạng sống. Lý Vân Tiêu, Tranh gật gù, rất là đồng ý lựa chọn của Viện. Dù hôm nay khuất phục được đến mạng sống nhưng mất đi ma binh, là mất không gian tiến bộ, tương lai sẽ nguy hiểm. Mặt đại công tử lạnh lùng nói. Vậy là ngươi chọn chết. Viện nói. Ta chọn dùng mạng và thanh đao này giết ra một con đường sống. Đôi mắt trong trẻo của Viện lạnh lùng, trong suốt như ao nước xuân. Nét mặt đại công tử xa xăm, mặc kệ Viện, trong lòng gã đã phán tử hình nàng. Mắt đại công tử lạnh lùng nhìn Phổ đứng trên vai kiền sát ma thần, gằn từng chữ. Còn ngươi thì sao, Ma Phổ, là chọn quy thuận bản công tử hay vùi thân tại đây? Ma Phổ kinh ngạc nói. Hả, gì? Ma Phổ ngấy lỗ tai. Mới rồi có cục giấy vào tai không nghe rõ ngươi nói, lặp lại lần nữa, ha ha. Biểu tình đại công tử bắt đầu tức giận nhưng cố nén xuống, lạnh lùng nói. Ngươi chọn chết ở đây hay quy thuận bản công tử? Ma Phổ cười phá lên. Lỗ tai của ta có cứt giấy, hay trong đầu ngươi có phân? Đại công tử hét to một tiếng. Càn rỡ. Đại công tử gần như lông tóc dựng đứng, đã bao nhiêu năm chưa từng có người dám nói chuyện kiểu đó với gã. Ngươi nghĩ mình là ma chủ sao? Là ma chủ đại nhân quá thời hạn, chủ đại nhân cũ, chủ đại nhân năm xưa. Đại công tử the thé móc mỉa. Nói trắng ra thì bây giờ ngươi chỉ là một ma quân, không biết cân nặng của mình, chờ chút nữa bản công tử tiễn ngươi đi bán muối. Ma Phổ sầm mặt xuống, phun ra một chữ. Chết đi. Ma Phổ đứng dậy khỏi kiền sát, mắt kiền sát lóe tia hung ác, giơ chân lên đạp người đại công tử. Bầu trời dao động kịch liệt, ma khí trong phạm vi vạn trượng quỷ dị bị điều động. Trong phút chốc vô số ma văn hiện ra dưới chân kiền sát hóa thành một đoàn ma quang. Nóng cháy chói mắt như mặt trời. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, chân đạp xuống làm toàn bộ không gian thiên địa cũng chìm xuống. Đám người Lý Vân Tiêu biến sắc mặt vội bay ngược đi bốn phương tám hướng. Đại công tử cũng biến sắc, lòng thầm giật mình nhưng không hoảng loạn, đáy mắt phụt qua tia lạnh lẽo. Ta chờ xem kiền sát của ma thần tộc Châu cỡ nào. Đại công tử xòe hai tay ra, cuồng phong tối tăm nổi lên, người gã trở nên mông lung. Hai tay kết ấn trong hư không biến ra hàng trăm ma phù khuếch tán xung quanh rồi ngưng tụ lại, một trưởng vỗ xuống cái chân to như trời sập. Cái gì? Mọi người lòng run rẩy, mí mắt co giật liên hồi. Hắn bị điên sao, muốn cứng rắn đỡ lực lượng một cước này. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng nhìn, đại công tử càng biểu hiện ra sự bình tĩnh phi phàm thì trong lòng hắn càng thấy không ổn. Lực lượng của kiền sát ma thần hơn xa ma tôn. Dù không đến thánh ma thì ít nhất cũng tới nửa bước thánh ma, những người có mặt e rằng không ai dám cuồng vọng đón đỡ. Trong các cặp mắt giật mình của mọi người, trưởng của đại công tử đánh vào ma quang. Ánh sáng như mặt trời dưới chân kiền sát bỗng nổ tung, lực lượng đáng sợ bắn đi tám phương thiên địa, tứ răng. Trong khoảnh khắc càn khôn điên đảo, dù là cường giả ma tôn như Lý Vân Tiêu, Phi Thanh cũng thấy cực kỳ khó chịu, như thế giới bị hủy diệt. Chiến trường phía xa cũng bị lan đến, nhiều ma vật nổ bùm bùm như giang đậu, rồi bị hút vào, không còn tiếng động. Mặt Viện tái nhợt, chính giữa thành Thiên Hàn bị phá hoại sạch sẽ, mặt đất cũng bị xới tung tựa như đất hoang. Phi Thanh bị đẩy lui gần ngàn trượng xa,
hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn đằng trước. Lực lượng quá đáng sợ, đại công tử đó cũng là thánh ma sao? Ma viêm hừng hực tán đi, trong tầm mắt mọi người lộ ra thân hình to lớn, dường như không bị chút vết thương nào. Ma phổ vẫn đứng trên vai ma phổ, mặt lạnh băng nhìn phương xa ngàn trượng. Trường bào trên người đại công tử bay phần phật, mặt gã càng lạnh hơn, người lành lặn không bị thương. Hai người va chạm, lực lượng ngang nhau. Đại công tử biến sắc mặt cười nhạt nhìn ma phổ. Chắc ngươi nghĩ sức mạnh ngang ngửa với ta đúng không? Ma phổ nhướng mày, cười khẩy nói. Ngươi cho mình là thần thật sao, cái gì cũng biết. Hừ, đại công tử bị châm chọc lại, lạnh lùng nói. Có phải là thần hay không ngươi sẽ biết ngay đây. Trường bào của đại công tử không gió tự bay ra sau lưng. Thân hình thon dài mặc trang phục kỳ dị, trên ngực gã khắc một trận pháp hình tam giác, lằn vẽ trận lấp lánh ánh sáng, bên trong dường như trống rỗng giống lỗ đen. Ma phổ nhíu mày hỏi. Đường hầm. Đám người Lý Vân Tiêu hơi giật mình, ngực đại công tử như đường hầm không gian không đáy, không thấy cuối. Phi Thanh giật mình kêu lên. Chuyện gì đây? Không ai trả lời, vì mọi người vẻ mặt hoang mang, chỉ có biểu tình của ma phổ ngày càng trầm trọng, dường như nghĩ tới cái gì. Khóe môi đại công tử cong lên cười gằn, hai tay bắt ấn nhanh trước mặt. Một luồng sáng đen dâng lên từ đầu ngón tay đại công tử, hai tay giơ lên, ánh sáng chiếu xuống. Trong lỗ đen trên ngực đại công tử bỗng lóe tia sáng, đốm sáng tụ tập ngày càng nhiều cuối cùng như biển sao mênh mông. Mọi người biến sắc mặt. Tất cả cảm nhận được khí thế phát ra từ người đại công tử đang tăng vùn vụt. Giáng lâm. Trong đầu Lý Vân Tiêu vụt qua từ ngữ này, kinh sợ nói. Hắn không phải ma thủ mà chỉ là phân thân. Tuy chỉ vài lời ít ỏi nhưng bốn phía toàn là người thông minh, hiểu ngay ý nghĩa trong đó, tất cả biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Vân Tiêu hét to. Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Nếu không chờ chân thân ma thủ giáng lâm thì không ai trốn thoát được. Hai tay Lý Vân Tiêu cầm A Lại Huyền Việt bay tới chém trước tiên. Những người khác do dự giây lát rồi lần lượt tấn công. Viện giơ cao ma đao, ánh sáng lạnh chiếu rọi, bầu trời bị đao khí cắt ra, một đao chém qua. Đám người Tiểu Hồng, Vi Thanh, Tranh, Nguyệt cùng tấn công. Những cao tầng của viện, Tranh còn sống sót cùng lao theo, mấy chục công kích xé gió bay tới giết một đốm sáng đó. Chỉ có ma phổ đứng yên trên vai kiền sát. Dường như khinh thường hợp sức với người khác. Cơ và người bốn bộ sắc mặt âm trầm đứng phía xa, không biết nên làm sao. Một đám ấu trĩ. Khuôn mặt đại công tử thay đổi, góc cạnh càng rõ ràng, chớp mắt một cái, khi mở ra như có lôi điện lấp lóe bên trong. Lòng Lý Vân Tiêu run rẩy, cảm giác không may nổi lên trong lòng. Bởi vì Lý Vân Tiêu là người tấn công đầu tiên, chớp mắt đã tới bên cạnh đại công tử nên cũng là người thứ nhất cảm nhận hơi thở khác lạ đó. Đại công tử quay mặt sang, châm chọc nhìn Lý Vân Tiêu. Đại công tử giơ tay trái bắt ấn đánh vào A Lại Huyền Việt. Bùm! Luồng ma quang nở rộ trên binh khí, người Lý Vân Tiêu cứng lại tựa như thời không yên lặng. Thân thể Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng tím mông lung, một tấm bảo khí bao lấy hắn, tấm gương nứt rạn rồi vỡ ra. Thời không lại chuyển động, Lý Vân Tiêu bay ra ngoài. Đám người viện tinh thần rung lên. Nhưng tên đã rời cung thì không thể suy nghĩ qua nhiều, A Hàm chảm cốt đao và các thứ chém xuống. Hai tay đại công tử chộp, một tầng ma quang bao trùm bốn phía, các đòn công kích bị kiềm giữ không thể rơi xuống người gã. Mắt đại công tử tràn đầy châm chọc vào cười nhạt. Con kiến lay cây. Tay đại công tử thay đổi ấn quyết, ma quang tán đi đánh bay mọi người ra ngoài. Dù là viện thực lực mạnh mẽ cũng biến sắc mặt. Giờ A Hàm đao che trước mặt nhưng vẫn bị đẩy lui mấy ngàn trượng xa, khí thế trên người giảm mạnh. Sao có thể như vậy? Tại sao mạnh đến thế? Trong lòng mọi người dâng lên cảm giác bất lực, đại công tử trước mắt trừ khuôn mặt không thay đổi ra thực lực so với trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Một chữ đáng sợ hiện ra trong óc mọi người, tuy không dám tin nhưng không thể không tin. Khí huyết trong người Lý Vân Tiêu sôi trào, mấy ngụm máu dâng lên cổ họng, hắn phun ra. Lý Vân Tiêu cắn răng. Thánh ma. Cả bầu trời lạnh lẽo theo hai chữ được thốt ra, mọi người cảm giác tay chân lạnh lẽo, không khí cũng lạnh. Ma phổ nhìn chằm chằm vào đại công tử, lạnh lùng nói. Ngươi là người đứng ở đỉnh ma giới trong thời đại này, dẫn dắt hướng đi của cả giới. Khóe môi đại công tử nhếch cao,
trong mắt tràn đầy bi phẫn và coi rẻ Ma Phổ. Ha ha, đỉnh sao? Mặt Ma Phổ lộ nét giận, bị ánh mắt của đại công tử chọc tức. Ma Phổ lạnh lùng nói. Hiện tại chân thân của ngươi giáng lâm vậy thì có thể an tâm chết được rồi. A Át Phản Sát tách ra từ người Kiền Sát, trong phạm vi mấy ngàn trượng toàn là kết giới tinh vân. Đám người Lý Vân Tiêu định lui ra ngoài nhưng chỉ chậm một giây thì không thể đi nữa, rơi vào biển tinh vân. Xung quanh là xích sắt ngưng tụ từ phù văn xuyên qua cả vũ trụ. Đám người Viện biến sắc mặt nhưng giây sau tỉnh táo lại, vì trung tâm tinh hải là đại công tử chứ không phải họ, miễn đứng im không nhúc nhích thì chắc không sao. Cơ và người liên quân bốn bộ đứng cách mấy vạn trượng xem, không dấn thân vào, lúc này họ càng thụt lùi hơn. Đại công tử tung chân đá, xích sắt trước mặt gã chấn động phát ra tiếng giòn vang và tàn ảnh. Đại công tử nhúc nhích, biến mất tại chỗ. Ha ha ha, còn xem mình là ma chủ sao? Không tỉnh táo nhận biết hiện trạng này, thời đại của ngươi đã chấm dứt từ 10 vạn năm trước. Ma Phổ sắc mặt âm trầm, một tay bắt ấn trước mặt, đôi mắt biến đen thui, có ánh sáng không ngừng lấp lóe. Ma Phổ lạnh lùng nói. Trong kết giới tinh vân này đừng hòng có động tác nào trốn thoát đôi mắt của ta. Kiền Sát đột nhiên hét to đấm ra sau lưng. Bùm! Nắm đấm đánh vào một tiết điểm bị lực cản lớn chặn lại, ma quang khủng bố nổ tung. Đại công tử hiện hình, mày kiếm hơi nhíu, một trưởng chặn nắm tay to đầy lông. Ma Phổ đổi ấn quyết điểm tới trước, xích sắt đầy trời rơi xuống chói người đại công tử, nhốt gã thành bánh trưng. Ma Phổ lạnh lùng nhìn đại công tử, giơ tay phải lên. Nếu chỉ có bấy nhiêu thực lực thì dù là thánh ma cũng đời sau thua đời trước. Lý Vân Tiêu cảm giác ma binh trong tay nhúc nhích, biến mất khỏi đôi tay hắn rồi xuất hiện bên trên Ma Phổ, xoay tròn một vòng rơi xuống. Ma Phổ chộp A Lại Huyền Việt, dìu chiến thanh đồng phát ra tiếng rung rung, song âm này mắt thường có thể thấy được, có màu vàng mông lung. Ma Phổ bay lên chém vào người đại công tử. Chết đi! Mọi người thót tím, trong khoảnh khắc quên hô hấp hồi hộp nhìn cảnh tượng này. Đại công tử ngước mí mắt lên. Gã bị A Át Phản Sát chói thành bánh chưng nhưng không hề hoảng loạn, đôi mắt bình tĩnh như nước. Đại công tử nói, thật ra ngươi hiểu rõ không đánh lại ta, chẳng qua không cam lòng muốn chiến một trận. Ha ha, ngu xuẩn thì phải trả giá đắt. Ánh mắt đại công tử trở nên sắc bén, đột nhiên A Át Phản Sát bừng lên ma quang, phát ra tiếng nổ, đại công tử vung ra. Lỗ đen trước ngực đại công tử càng sáng rực, trận pháp hình tam giác khép lại. Ma Phổ biến sắc mặt. Biểu tình kinh hoàng. Cái gì? Đại công tử lạnh lùng cười. Bổn tọa có 6 phân thân, mới rồi chỉ là lực lượng của 2 phân thân, bây giờ cho ngươi kiến thức lực lượng 4 phân thân dung hợp, sẽ làm ngươi tuyệt vọng. Khuôn mặt lạnh lùng của đại công tử càng băng giá, mặt có lớp phấn trắng, mọi người phát hiện lực lượng của gã tăng lên gấp đôi. Chết đi! Đại công tử vung hai tay đánh bật A Át Phản Sát, tung cú đấm. Bùm! Nắm đấm đánh vào A Lại Huyền Việt, Ma Phổ biến sắc mặt, dư ba quyền kình chấn lồng ngực của gã thủng cái lỗ to, thân hình cũng bay ngược ra ngoài. Ánh sáng đỏ trong mắt Kiền Sát ma thần càng nóng cháy hơn, gã hét to lại giơ nắm đấm giáng xuống, hóa thành thiên thạch đầy trời đánh nổ từng tầng hư không. Vô dụng, đây là chênh lệch cơ bản về lực lượng, không ai bù đắp được. Đại công tử đẩy trưởng tới trước, nhẹ nhàng chặn lại quyền quang. Mặc kệ Kiền Sát phát cuồng. Khóe môi đại công tử cong lên cười nhạt. Hèn gì ta cảm thấy tại sao ma thần tộc còn tồn tại được, thì ra chỉ là thây khô hóa linh, hiện tại chỉ là con chó của ma chủ ngày xưa. Ta tiễn các ngươi về chầu trời hết. Bóng quyền đầy trời chỉ là ảo ảnh trong mắt đại công tử, gã xì cười, lắc người xuất hiện trên bầu trời, một đấm đánh vào đầu Kiền Sát. Kiền Sát ngước lên, khuôn mặt không vui không buồn chỉ có hung hăng. Một cái thuẫn tròn màu đen xuất hiện trước mặt Kiền Sát. Là A Nam Kiền Sát trước ngực nó. Bùm! Đại công tử đấm vào A Nam Kiền Sát, ma quang tứ răng, không gian bị đè ép vặn vẹo xoay tròn nhưng vẫn không thể phá vỡ thuẫn đó. Đại công tử biến sắc mặt, khẽ hừ, người biến ra ba tàn ảnh rơi vào bốn phía Kiền Sát, cùng ra tay đánh. Bùm! 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 Ba tiếng nổ liên tục, người Kiền Sát dâng lên bóng thuẫn mở nhạt chặn công kích lại. Thuẫn đen chưa phá. Hút công kích mạnh mẽ tuyệt đối vào xuyên qua tấm thuẫn đánh vào người Kiền Sát, ấn ba cái lỗ to xuyên thủng người nó. Ánh sáng tấm thuẫn nhạt dần, người Kiền Sát cũng ngã tới trước. Mọi người nhìn cảnh tượng đáng sợ,
tất cả biểu tình kinh hoàng, đứng ngây như phỗng. Ma Phổ bị đánh bay rơi vào trạng thái nửa hôn mê, lơ lửng trên không trung, hai tay co giật. Mãi khi Kiền Sát bị đánh ngã xuống thì Ma Phổ tỉnh lại từ tổn hại nặng. Người Lý Vân Tiêu run rẩy. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Mấy người khác cũng run bần bật trước lực lượng khủng bố đó. Sau khi đánh chết Kiền Sát thì mấy phân thân của Đại Công Tử lại dung hợp làm một, uy thế kinh người lại giáng xuống chấn nhiếp cả không trung. Trên mặt Ma Phổ không có nét buồn vui, cũng không có tuyệt vọng, chỉ bình tĩnh nhìn Đại Công Tử. Ngươi đã đột phá áp chế của một giới. Đại Công Tử cười khẩy nói. Đột phá là chuyện rất bình thường, từ trăm vạn năm trước bổn tọa đã đột phá. Ma Phổ ngây dại, giật mình kêu lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu ngây người, run bần bật. Trăm vạn năm trước là thời đại Giận Vũ xưng bá thiên vũ giới. Đại Công Tử lạnh lùng nói. Xem ngươi thộn mắt ra kia, từng là ma chủ nên ta cho ngươi chết hiểu chuyện. Bổn tọa là chân linh lục xí của thiên vũ giới, bị người phá hại bất đắc dĩ mới đánh xuyên giới bích trốn lại đây. Hoặc nên nói là lạc nạn ở ma giới, hiện giờ đã phục hồi lực lượng đỉnh cao, còn tiến bộ thêm một tầng. Lý Vân Tiêu hoảng sợ hét chói tai. Ngươi là lục xí. Vi Thanh cũng rất giật mình, đầu đầy dấu chấm hỏi. Đại Công Tử liếc xéo Lý Vân Tiêu, chỉ hừ lạnh. Lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy nỗi sợ. Lục xí bây giờ là 4 phân thân hợp nhất, vượt thánh ma cảnh, nếu 6 phân thân dung hợp toàn bộ thì. Lý Vân Tiêu nhớ đến Lý Giật trong giới thần bi của mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm bàn tay. Ma Phổ nói. Không ngờ thiên vũ giới có nhân vật như ngươi, ta nghe nói qua chân long thiên phượng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn dừng bước ở giới vương. Bây giờ ngươi còn ở ma giới thì chắc chưa đến tu vi chủ thiên giới. Lục xí nheo mắt nói. Năm xưa ta bị tổn hại nặng. Tu vi gần như tán đi, cộng thêm giới lực của ma giới ức chế, sống sót đã là may. Mấy năm nay tu lại đỉnh cao, làm gì dễ bước vào cảnh giới thiên giới được. Mấy trăm vạn năm nay thành tựu chủ thiên giới chỉ có ngươi năm xưa đúng không? Nhưng hiện tại ngươi xuất hiện, lục đạo ma binh tụ tập tại đây, xem ra cơ duyên của ta đã đến. Người Ma Phổ run rẩy, ánh mắt phức tạp. Lục xí nói, ma binh vốn là thiên thánh khí của ma giới, ai có tài sẽ được. Không phải của riêng ngươi. Nhưng theo ta quan sát thì ngươi là nhân vật thiên tài ngàn vạn năm hiếm có, dường như đã luyện hóa ma binh. Ma Phổ phức tạp nói. Có vẻ ngươi hiểu biết nhiều về ma binh. Lục xí nói. Ta đã thấy hai đời giới vương của thiên vũ giới, cũng thấy hai đời ma chủ rồi. Ngươi là người duy nhất luyện hóa thiên thánh khí, còn bọn họ thì đều bị thiên thánh khí luyện hóa, thành thể xác của thiên thánh khí, hoặc nên nói là khí nô, chỉ có ngươi mới là khí chủ. Điều này mang đến bất ngờ rất lớn cho ta, nếu không có tiền lệ thì ngày ta có được ma binh không biết nên làm sao. Lý Vân Tiêu sửng sốt, dường như bắt giữ được điều gì. Luyện hóa thiên thánh khí. Hai tay Ma Phổ kết ấn ký giơ trước người. Có được ma binh, ngươi cho rằng ngươi muốn là được sao? Khí thế của Ma Phổ vốn bị tụt vì bị thương nhưng trả lời khí thế ngưng tụ, tăng vùn vụt. Lục xí biến sắc mặt, ánh mắt kỳ dị, hung quang sáng rực. Người xung quanh lòng run rẩy. Còn muốn đánh nữa, lần này làm sao thắng? Viện biểu tình cực kỳ khó xem, tay siết chặt A Hàm đao. Nếu không phải nàng bị thương nặng trong trận chiến với Ma Phổ thì hai người hợp sức cộng với Kiền Sát ma thần hơn phân nửa có thể chiến cùng lục xí. Nhưng hiện tại Kiền Sát đã chết, Ma Phổ bị thương nặng, rất khó cứu vãn bàn thua. Lục xí nhìn ấn quyết trong tay Ma Phổ, mắt bỗng bắn ra tia sáng cười gằn. Liều chết giấy dụa sao? Không tệ, vậy để ta chứng kiến phong thái của cường giả năm xưa tung hoành thiên hạ đi. Khuôn mặt Ma Phổ bình tĩnh không chút gợn sóng, ấn quyết đánh ra biến thành ba đầu sáu tay. Viện và Tiểu Hồng biến sắc mặt, đao kiếm trong tay họ run bần bật như bị Ma Phổ triệu hoán. Hai người không chống cự, mặc kệ ma binh bay đi. Sáu cánh tay Ma Phổ mở ra sau lưng, năm huyền khí xé gió bay tới chậm rãi rơi vào tay gã. Tay phải bắt ấn giơ lên, một quyển đan thanh chậm rãi rơi xuống. Mắt lục xí bắn ra tia sáng hưng phấn kích động nói. A tỷ cổ quyển, nghe nó bên trong ghi chép bí pháp thần thông vô thượng của ma tộc, là chí bảo lưu truyền từ thời đại ma thần viễn cổ. Dù là ma chủ các đời cũng hiếm ai mở ra nó được, nhưng nếu là ngươi thì chắc có thể. Đám người Lý Vân Tiêu lòng máy động nhìn đan thanh thiết quyển. Bọn họ thầm thấy khó hiểu.
lúc triệu hoán lục đạo ma binh chưa từng thấy thiết quyển mở ra, chẳng biết bên trong chứa nội dung gì. Ma Phổ chậm rãi nói. A Tỷ cổ quyển ghi chép hai thời đại nối tiếp nhau, là sách cổ vô thượng khi ma giới mới được khai sáng thì dung hợp tất cả thần thông trí tuệ của ma giới cũ. Ma giới mới, ma giới cũ, là sao, chẳng lẽ có đến mấy ma giới? Người xung quanh ù ù cả cạc nghe, đám người Viện và Tranh cũng hoang mang. Nhưng tiếp theo mọi người ngừng suy nghĩ, xoay tròn mắt nhìn đằng trước, sách cổ kia từ từ dở ra trong tay Ma Phổ. Một chuỗi phù văn bay lên trời như một sợi dây đen dài, bay múa theo quyển trục kéo dài. Trong quyển trục xuất hiện chữ cổ ma văn, mỗi chữ ẩn chứa lực lượng siêu mạnh, quyển trục tựa như một phương thế giới bày ra lực lượng và quy tắc của nó với người đời. Lục Xí biến sắc mặt, sợ hãi lùi mấy bước, kinh sợ nhìn sách cổ. Lục Xí hét chói tai. Không, không lẽ? Khuôn mặt Ma Phổ bình tĩnh nói. Có vẻ ngươi đã đoán ra, sách cổ này là sách thần thông trí tuệ hình thành khi ma giới cũ sụp xuống. Nói đơn giản là tay ta cầm một giới diện trong hư vô lúc đó. Lục Xí hoàn toàn biến sắc mặt, quát to. Phân thân thứ năm dung hợp lại đây. Hai tay Lục Xí khoanh trước ngực ngưng tụ thành quả cầu, như có lực lượng vô tận hội tụ trên người gã. Một cái bóng giống Lục Xí chậm rãi xuất hiện, dung hợp với gã. Mọi người biến sắc mặt, nhìn lực lượng của Lục Xí tăng lên. Ánh mắt Lục Xí lạnh băng nhìn chằm chằm qua Lý Vân Tiêu, giơ tay chộp quát. Phân thân thứ sáu, đi ra. Lý Vân Tiêu cảm giác cổ họng bị bóp chặt không thể hít thở, Lục Xí từ từ rút giới thần bi ra khỏi người. Lý Giật chật vật bay ra hướng tới Lục Xí. Lý Vân Tiêu bình thường trở lại, hắn giơ tay chộp giới thần bi, nỗi lòng tràn đầy kinh sợ. Với thực lực hiện giờ của Lý Vân Tiêu xem như nổi bật trong hai giới vậy mà không cản nổi Lục Xí tùy tay chộp một cái. Lý Giật kinh khủng hơ hai tay hét to. Đừng, đừng hấp thu ta không muốn chết. Lý Vân Tiêu, Vi Thanh cực kỳ hối hận lúc trước không giết Lý Giật. Bùm! Lục Xí mặc kệ Lý Giật kêu gào, mắt lóe tia châm chọc và tức giận, gã nạt. Người vốn là phân thân của ta vậy mà tham sống sợ chết, thật là làm mất mặt bổn tọa. Nếu ngươi chỉ là thuộc hạ thì ta muốn đập chết phế vật nhà ngươi ngay bây giờ. Năm ngón tay Lục Xí đâm vào trán Lý Giật, lạnh lùng nói. Thực lực cặn bã, hiện tại không phải cơ hội dung hợp, nhưng tình thế đã vậy thì đành làm. Người Lý Giật run bần bật, thân thể dần dung nhập vào người Lục Xí cho đến khi biến mất. Người Lục Xí run rẩy, khuôn mặt nhanh chanh, gã cười khẽ. Thân thể hoàn chỉnh, dáng lâm. Trận pháp tam giác đen thui trên ngực Lục Xí hoàn toàn biến mất, cánh tay và thân thể gã như măng nhô lớn lên, có xương trắng bay ra, khuôn mặt và khí chất bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt lạnh lùng không còn, nó trở nên dữ tợn đáng sợ, cánh tay, vai, lưng mọc ra xương trắng như kiếm. Lý Vân Tiêu kinh sợ, hắn đã tin thân phận của Lục Xí, vì thân thể này rất giống với những đại yêu. Lục Xí quát to, cốt kiếm. Một khúc xương trắng nhô ra từ lòng bàn tay Lục Xí hóa thành kiếm, trên xương tràn đầy các loại phù văn vô cùng phức tạp. Ma Phổ lạnh lùng nhìn Lục Xí cho đến khi gã biến thân xong mới nói. Quả nhiên còn kém một bước, là vì phân thân thứ sáu quá yếu. Nếu phân thân thứ sáu có trình độ nửa bước thánh ma thì có lẽ ngươi có thể trùng kích chủ thiên giới. Lục Xí nói. Đúng là hơi tiếc, nhưng thiên đạo chưa bao giờ theo ý người, cũng không bao giờ khiến người tuyệt vọng. Đóng một cánh cửa sẽ có cửa khác mở ra. Phân thân cặn bã làm ta không thể đột phá đến thiên giới cảnh, thiên đạo đưa ngươi tới, đưa lục đạo ma binh đến. Khóe môi Ma Phổ cong lên lạnh lùng cười. Thiên đạo cố ý đưa ta đến để tiễn ngươi về trời. Lục Xí cười khẩy nói. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Ma Phổ lập tức ném A Tỷ cổ quyển đi, biến ra hình dạng cực kỳ quỷ dị. Những ma văn vận chuyển với quỹ tích không thể hiểu thấu trên không trung. Năm món ma binh khác phát ra khí thế cường đại chấn từng đợt âm dương. Năm món ma binh lấy cổ quyển dẫn đầu hóa thành tinh vân minh mông, vũ trụ hồng mông. Ma Phổ lạnh lùng rũ mi mắt xuống, trông như chúa tể chí tôn trong phương vũ trụ này. Biểu tình của Lục Xí cực kỳ trầm trọng, xương trắng trên người dần đổi màu đỏ, đỏ rực chói mắt. Kiếm cũng nổi lên ánh sáng đỏ như mặt trời mọc lên muốn xẻ ra khung trời thế giới này. Tinh Tuyền Bảo, kiếm trần, cốt kiếm đỏ thẫm giơ cao đâm vào vòng xoáy tựa vũ trụ hồng môn. Đám người Lý Vân Tiêu tim đập nhanh, quát to. Nguy rồi, trốn mau.
Lực lượng đáng sợ nổ tung trước mặt mọi người, mấy chục bóng người liều mạng hóa thành luồng sáng chạy đi xa. Không ai biết tình huống trung tâm vụ nổ, hoàn toàn không thể tìm hiểu. Lực lượng đó cắn nuốt tất cả, mỗi người liều mạng chạy như điên. Thành Thiên Hàn dưới bầu trời bị lực lượng bá đạo không gì sánh bằng nghiền thành tro. Người sáu bộ cách mấy vạn trượng sau khi phản ứng lại thì hầu như không trốn thoát, tất cả đều bị dư ba bao lại, tiếng gào rú vang vọng. Đám người Lý Vân Tiêu đã chạy xa trăm dặm mới không còn cảm ứng cơn bão khủng bố kia. Tất cả kinh hoàng quay đầu lại nhìn hắc ám trước mặt. Không có tia sáng nào chiếu ra, phía trước như vũ trụ tối tăm, cắt đứt liên kết với ma giới. Viện mặt trắng bệch, vì Thành Thiên Hàn ở trong canh giờ đó, có thể đoán được không ai còn sống, không chừa một miếng ngói. Cơ và một số ma quân chạy trốn cũng mặt không chút máu. Một kích kia hầu như phá hủy tất cả lực lượng trụ cột của các bộ trung ương ma giới. Có mấy ma quân truy trốn thoát nhưng bị thương nặng, không chịu nổi trực tiếp hàng giải, thực lực rớt xuống. Thật lâu sau, không thấy không gian phía trước thay đổi, vẫn tối tăm như không gian vũ trụ, không chút ánh sáng. Lý Vân Tiêu nhìn Viện, trầm giọng hỏi. Có cảm ứng được sống chết của ma phổ không? Viện liếc Lý Vân Tiêu, lắc đầu. Lý Vân Tiêu hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn cảm ứng mấy lần, đừng nói sự sống chết của ma phổ, thậm chí không cảm ứng được lục đạo ma binh. Viện đột nhiên nói, sợ là ma phổ đã chết, lục đạo ma binh cũng mất liên lạc. Mặt Viện tái mét, không còn ma binh thì lực lượng của nàng sẽ giảm mạnh. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hắn nói với Vi Thanh. Mặc kệ sống chế của ma phổ và lục xí ra sao, ở lại đây lâu vô ích, chúng ta đi trước. Vi Thanh kinh ngạc hỏi. Đi. Đi đâu? Vi Thanh vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ lực lượng kinh thiên động địa, may mắn Yết đã bế quan lo luyện hóa cung, không thì hơn phân nửa cũng sẽ tròn xoe mắt. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh băng nói. Man bộ. Tranh biến sắc, lập tức hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu. Tranh trầm ngâm nói. Hay là ta đi cùng ngươi? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Ngươi? Tranh gật đầu, nói. Hiện giờ ngươi và ta xem như chung một trận tuyến. Chưa rõ sự sống chết của ma phổ, lục xí thế nào, ta cũng không biết nên làm sao. Hai người đó dù ai còn sống sẽ là tai họa ngập đầu cho ta. Cũng là mối họa lớn cho thiên vũ giới các ngươi, nên ta và ngươi luôn là chung trận tuyến. Viện nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, hết sức khó coi. Viện và Tranh cũng chung chiến tuyến, trước đó hợp tác đối phó ma phổ, sau là cùng nhau chống cự lục xí. Trong hai người này ai còn sống đều là uy hiếp lớn với họ. Viện ngước mắt lên nhìn chăm chú hắc ám vô tận, năng lượng khủng bố tàn phá trong đó, không thể nhìn được tình huống bên trong. Tranh nhìn Viện, ướm hỏi. Hay đại nhân cũng đi chung? Viện cả giận nói. Làm sao có thể, Lý Vân Tiêu là người ta phải giết. Tranh thở dài lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Ai? Mắt Lý Vân Tiêu hấp háy, hắn cũng hiểu hoàn cảnh của Tranh và Viện. Lý Vân Tiêu đề nghị. Hay là Tranh đại nhân thừa dịp thống nhất các bộ trung ương ma giới rồi giết lên cổ vực, ra tay trước là hơn. Tranh biến sắc mặt, gã đăm chiêu suy xét ý kiến của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu rèn sắt khi còn nóng, xúi dục nói. Trước mắt trong trận chiến này nếu lục xí sống sót thì cũng bị thương nặng. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta xóa sổ hắn. Nếu chờ lục xí hoàn toàn khỏe lại thì... Trán Tranh chảy mồ hôi hột, dùng mình... Gã nhớ đến lực lượng khủng bố của lục xí, nó đã vượt qua thánh ma. Tranh thầm sợ. Viện trầm giọng nói. Nếu vậy thì khoan đi đã, nhất định phải điều tra rõ sự sống chết của hai người này, không thì dù làm gì ta cũng ăn ngủ không yên. Cha, làm sao điều tra? Lý Vân Tiêu nói. Phạm vi mấy trăm dặm toàn là không gian hắc ám, muốn tìm hai bóng người khó còn hơn lên trời. Hơn nữa trong hắc ám này một mảnh hư vô. Mắt không thể thấy, thần thức cũng hữu hạn. Ngươi điều tra cho ta xem. Viện khẽ hừ. Chưa điều tra thì sao ngươi biết không có kết quả? Tranh gật đầu nói. Ta cũng đồng ý của Viện, hãy điều tra trước xem, nhưng mà... Ánh mắt Tranh lạnh lùng liếc một hướng. Trước khi điều tra ta nghĩ nên chém đứt một số vây cánh của cổ vực. Cơ dùng mình, cảm nhận ánh mắt ác ý của Tranh thì vội lùi lại mấy bước. Cơ vừa kinh vừa giận nói. Mọi người đều khó khăn lắm mới sống sót sau tai nạn, cần gì làm khó dễ tàn sát nhau. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Lười nói đạo lý với ngươi,
lúc ngươi tấn công thiên vũ giới thì có nói đạo lý với chúng ta không? Giết! Lý Vân Tiêu ra lệnh, Vi Thanh, Tiểu Hồng, Tranh, Viện đột nhiên tấn công. Mục tiêu không chỉ một mình cơ mà ma quân sống sót trong liên quân bốn bộ cũng ở phạm vi công kích. Cơ nào dám cứng rắn đánh với bọn họ, gã xoay người bỏ chạy. Nhưng chớp mắt đám người Lý Vân Tiêu truy sát giết tan tác, đánh chết tất cả. Làm xong mọi chuyện rồi hơn 10 người điều tra tình hình không gian hắc ám đằng trước, có vẻ không quá nguy hiểm. Bọn họ đi vào trong, bắt đầu điều tra. Một tháng sau, màu đen vô tận dường như nhạt hơn chút. Vị trí lúc trước đám người đi vào có người chậm rãi đi ra, ai nấy khuôn mặt trầm trọng lắc đầu thở dài, dường như không có phát hiện gì. Người đi ra cuối cùng là Lý Vân Tiêu, cũng không thu hoạch được gì. Nhưng nét mặt Lý Vân Tiêu đăm chiêu. Vi Thanh nói, có phải ngươi phát hiện ra điều gì không? Một mình nghĩ chẳng bằng nói ra cho mọi người cùng nhau nghĩ cách. Lý Vân Tiêu đón nhận ánh mắt của mọi người, nói. Ta đột nhiên nhớ tới lục đạo ma binh, bên trong ẩn chứa lục đạo không gian. Chỉ khi ba ma binh ở chung với nhau mới có xác suất dẫn phát lục đạo không gian. Có khi nào ma phổ và lục xí vào không gian đó không? Mọi người ngây ra. Tiểu Hồng, Viện trầm ngâm, cảm thấy khả năng này khá lớn. Lý Vân Tiêu nói. Không thì mấy trăm dặm dù lớn nhưng chúng ta điều tra thì không có lý nào chẳng để lại chút dấu vết gì. Nếu hai người vào lục đạo không gian thì rắc rối, không biết làm sao xóa sổ bọn họ đây. Chờ bọn họ phục hồi sức mạnh trở ra thì tất cả tiêu đời. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy lo âu. Mọi người chán nản buồn rầu. Vi Thanh nói. Giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, đi một bước xem một bước đi. Chúng ta thống nhất ma tộc trung ương bộ trước rồi diệt cổ vực. Tập trung tất cả sức mạnh lại, dù trong hai người có ai không chết thì mình cũng có sức đánh một trận. Vi Thanh nói đúng, lại dấy lên chút lòng tin trong mọi người, nhưng nghe câu cuối, có sức đánh một trận, thì tập thể lắc đầu. Ma phổ, lục xí bày ra thực lực đã vượt qua phạm trù hiểu biết của bọn họ, hơn nữa lực lượng đỉnh cao trung ương tám bộ hầu như bị hủy hoại sạch sẽ chỉ trừ man bộ ra, dù có triệu tập lại nếu gặp lục xí trên đỉnh cao thì cũng là bỏ ngựa đấu xe. Lý Vân Tiêu nói, cứ làm theo kế hoạch trước, làm chút gì còn hơn là chẳng làm gì hết. Huống chi hiện tại chỉ có một con đường này. Lý Vân Tiêu nhìn Tranh. Dù tương lai ma phổ hay lục xí xuất hiện thì ta vẫn sẽ đến nữa, nói chuyện với bọn họ. Nói chuyện. Tranh xì cười. Người nghĩ có thể bàn lại việc hai giới sao? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Không thử thì làm sao biết. Ma phổ bị phong ấn 10 vạn năm, dường như tâm tính không thô bạo nữa. Lục xí vốn là người của thiên vũ giới, hơn phân nửa vẫn có chút tình cảm. Còn về tại sao lục xí muốn tấn công thiên vũ giới thì ta đoán là do thù năm xưa, cho hắn báo thù thì sẽ không tấn công nữa. Mấy người bên cạnh nhẹ gật đầu, cảm thấy Lý Vân Tiêu nói có lý. Thật ra trong lòng Lý Vân Tiêu không tự tin chút nào, cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như thế, dường như có ẩn tình gì. Tuy nhiên lúc này hắn không có ý kiến hay nào khác. Tranh nói, đi đi, đi man bộ trước, kéo man và lỗ thông tử ra lột ra rút gân. Tranh cũng một bụng buồn bực và bức bối đang không có ai để chút giận, gã chuyển mục tiêu vào man bộ. Lý Vân Tiêu ngoái đầu nhìn không gian hắc ám, lòng sinh ra lo âu. Hoa Thiên Thụ ước hẹn sẽ gặp lại nhau cũng mất tích, không biết đang ở đâu. Hơn nữa lục đạo ma binh mất liên lạc, Lý Vân Tiêu phát hiện chút cảm ứng với Tiểu Hồng, Viện chẳng còn. Ma nguyên của ma chủ đế dường như trở nên bình thường theo ma binh lạc mất. Hơn 10 người lập tức bay nhanh đến tòa thành gần nhất. Mấy chục ngày sau bọn họ mới đến tòa thành lớn có truyền tống trận, kết thúc hành trình bay của mình, bắt đầu vào một chuỗi truyền tống. Hai tháng sau, bọn họ đến chủ thành của man bộ, thành Hoàng Cực. Có Lý Vân Tiêu, Vi Thanh, Tiểu Hồng, Tranh, Nguyệt, một số cường giả của Tranh bộ cùng đến thành Hoàng Cực. Viện và thuộc hạ thì ở lại trong thành trì của viện bộ, không tham gia vào cuộc tranh đấu với man. Viện bị thương chưa lành trong cuộc chiến với thành Thiên Hàn. Nàng chỉ muốn yên tĩnh dưỡng thương nên từ biệt mọi người. Thật ra điều Viện lấn cấn trong lòng nhất là không thể chấp nhận mình đứng cùng chiến tuyến với Lý Vân Tiêu. Nếu bất đắc dĩ tạm thời kết minh thì có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn kiểu hợp tác lâu dài thì về mặt tình cảm làm nàng không chịu nổi. Lý Vân Tiêu cũng rất e ngại Viện, nếu không phải mối họa lục xí càng lớn thì hắn đã không để nàng sống. Nên hai đội người đi mỗi ngã là lựa chọn tốt.
Thành Hoàng Cực, trong chủ điện. Trên một trận pháp tối tăm có hai nửa vỏ trứng to, bên trong trống rỗng. Bên trên cái vỏ có một vị ma tôn ngồi xếp bằng, người mọc đầy lông, ánh sáng vàng lấp lánh ngoài người. Chúc mừng Man đại nhân, rốt cuộc hấp thu toàn bộ lực lượng của trứng ma viên. Trong đại điện có tiếng cười khùng khục, một lốc xoáy hiện ra biến hình thành một nam nhân trẻ trung. Mặt nam nhân tái nhợt không chút máu, hốc mắt xanh, mắt thì sáng quắc, trông cực kỳ quái dị. Man ngước mắt lên nhìn nam nhân. Đã hoàn toàn khống chế thân hình ngươi đoạt xá rồi. Nam nhân là Lỗ Thông Tử tức giận hừ mũi. Bây giờ ta chưa thể hoàn toàn chuyển thành thân ma, đành dùng thân thể mang đến từ thiên vũ giới trước, chờ ma công đại thành mới chuyển hóa thân ma. Man gật đầu, nói. Cũng tốt, miễn người khỏe thì bổn tọa yên tâm. Lỗ Thông Tử cười khẽ. Đa tạ đại nhân quan tâm, không biết đại nhân gần đây có nghe tin đồn gì không? Man biến sắc, trầm giọng nói. Người đang nói về thành Thiên Hàn, có nhiều tin đồn rất hỗn loạn nhưng đều cực kỳ đáng sợ, người nghe được phiên bản gì? Lỗ Thông Tử nói. Đúng là rất loạn, ta nghe 7, 8 phiên bản, cơ bản có thể xác định một ít chuyện. Đó là 8 bộ tộc trung ương cơ hồ tổn thương hầu như không còn, Man bộ ta thì sừng sững một mình. Thứ hai là ma thủ cổ vực xuất hiện hủy nguyên thành Thiên Hàn, chưa biết sự sống chết của các phe, sống chết của ma thủ cũng thành điều bí ẩn. Man hỏi. Người cảm thấy ma thủ có chết không? Lỗ Thông Tử phân tích nói. Thật sự rất khó nói. Viện bộ lực lượng không yếu, còn có ma phổ ra tay, theo ta thấy hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, ai chết thì khó đoán. Khoan! Man ngắt lời Lỗ Thông Tử, mặt lạnh lùng. Người có thể xác định có ma phổ ra tay không? Lỗ Thông Tử mỉm cười gật đầu, nói. Vừa vặn mấy ngày trước tìm mấy một người có lực lượng ma nguyên của ma chủ, ta rút nó ra. Vốn cho rằng cái này có thể nhìn ngó lục đạo ma binh, đáng tiếc, tiếc rằng sau trận chiến thì hoàn toàn mất đi cảm ứng. E rằng ma phổ giữ nhiều lành ít. Man giật mình kêu lên. Có chuyện đó. Lỗ Thông Tử nói. Thật 100%, không biết tiếp theo đại nhân định làm sao. Man nhìn Lỗ Thông Tử, gã cũng rất e ngại Lỗ Thông Tử, nếu không phải nể trọng thuật đạo của Lỗ Thông Tử thì sớm trừ khử rồi. Man thăm dò ý đồ của Lỗ Thông Tử. Người cảm thấy phải làm gì? Lỗ Thông Tử cười nghiền ngẫm. Trung ương 8 bộ tộc chỉ còn một mình chúng ta, nếu ma thủ thắng sẽ càng nể trọng chúng ta hơn, đại nhân sẽ thăng cao địa vị trong cổ vực. Nếu viện bộ thắng thì rắc rối. À, rắc rối thế nào? Man thản nhiên nói. Ta và viện không xâm phạm lẫn nhau, dường như không cần thiết nhằm vào ta. Lỗ Thông Tử cười nói. Cái gọi là một núi không chứa hai cọp. Nếu cổ vực thua thì nguyên khu vực trung ương chỉ còn một mình đại nhân và viện. Man trầm ngâm một lúc nói. Nghe đồn viện đã bước chân vào thánh ma cảnh, nếu đúng thật thì ta không đánh lại nàng. Lỗ Thông Tử cười tà. Đại nhân cần gì tăng chí khí của người mà diệt uy phong của mình. Viện đã bị thương nặng trước cuộc chiến với cổ vực, điều này hầu như có thể khẳng định, có thể sống sót trong cuộc chiến thành Thiên Hàn hay không là cả một vấn đề. Dù viện may mắn sống thì hơn phân nửa thực lực cũng rất xuống. Đại nhân thì luyện hóa lực lượng ma viên, bù qua xuất lại muốn giết viện không khó khăn. Man nói. Ý của ngươi là kêu ta xuống tay trước xuất binh càn quét viện bộ. Lỗ Thông Tử nói. Việc này không gấp, đây là sách lược nhằm vào khi viện bộ thắng. Nhưng sự thật thì ta cho rằng khả năng viện thắng không lớn, nếu ma thủ thắng tất nhiên không cần nói gì nữa, tôn ma thủ lên là xong. Mặt Man không biểu tình nói. Nếu vậy thì mọi chuyện chờ có kết quả xác thực rồi tính, ngươi nghiên cứu mấy cái đời thứ 4 sao rồi. Lỗ Thông Tử nghe thế mắt sáng rực cười khùng khục. Đã có thành quả rất lớn, nếu có thể thành công thì đủ bồi dưỡng ra nhiều ma vật đỉnh ma quân, khi đó càn quét nguyên thiên vũ giới dễ như trở bàn tay. Dù là đối phó cổ vực cũng có chút nắm chắc. Man biến sắc mặt, đầu chân mày lộ nét tức giận, dù sao bàn về việc đối phó cổ vực là cấm kỵ. Man nói, ta không hiểu vì sao ngươi là người của thiên vũ giới mà muốn giúp chúng ta. Giúp các ngươi. Lỗ Thông Tử cười phá lên. Không không không, đại nhân người hiểu lầm, ta không giúp ai hết mà chỉ giúp bản thân. Giúp bản thân. Man cười khẩy nói. Theo ta thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ngươi dường như không giúp được gì cho mình. Lỗ Thông Tử nói. Chỉ cần ánh mắt lâu xa. Có đủ thực lực thì cần gì giới hạn được mất tạm thời.
Cộng thêm thiên vũ giới sớm muộn gì sẽ bị diệt, dù không phải bị ma tộc hủy thì cũng sẽ bị diệt trong tay chính mình. Trong tay chính mình. Con ngươi Man co rút, trầm giọng nói. Là sao? Bộ dạng Lỗ Thông Tử tình huống quái dị, khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo, gã cười tà ác. Có ngày đại nhân sẽ hiểu. Man rất giận nhưng biết tính nét của người trước mắt, gã khẽ hừ. Nếu vậy thì không có chuyện gì khác, người đi xuống đi. Man không muốn thấy Lỗ Thông Tử một giây nào, ước gì đập chết hắn ngay bây giờ. Lỗ Thông Tử cười gian xoay người định đi. Đột nhiên hai người biến sắc mặt, giật mình ngước đầu lên nhìn bốn phía. Từ khi nào có hơn 10 người ở trong đại điện, tập thể lạnh băng nhìn bọn họ. Lỗ Thông Tử hút ngụm khí lạnh. Ui, Lý Vân Tiêu. Lỗ Thông Tử thụt lùi mấy bước hoảng sợ nhìn mấy người trước mắt. Man Tử hư không rơi xuống, cảnh giác nhìn mọi người, gã lạnh lùng hỏi. Các ngươi làm cái gì? Lý Vân Tiêu nhìn Lỗ Thông Tử, lạnh băng nói. Quả nhiên ngươi chưa chết, lại còn đoạt xá thân thể người của mình. Thân thể của Lỗ Thông Tử là một trong rất nhiều thuật luyện sư mang đến từ thiên vũ giới. Lỗ Thông Tử cười tà, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Vốn muốn đoạt xá Dương Địch, đáng tiếc đồ bỏ đó quá yếu, thật sự không đáng bổn tọa chiếm lấy. Tốt! Lý Vân Tiêu biến sắc, rắn giọng nói. Hôm nay ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tranh nhìn Man, thở dài. Man huynh, chúng ta xem như quen biết, hay là bắt tay kết minh đi. Kết minh? Man hừ lạnh nói. Kết minh cái gì? Chẳng phải trung ương tám bộ tộc chúng ta luôn là minh hữu sao? Tranh cười nói. Đã lúc này rồi ngươi còn nói giọng bề ngoài làm gì, chiến hay minh tự ngươi chọn đi. Man biến sắc mặt nói. Ta muốn biết kết quả trận chiến, ma thủ và viện đâu? Tranh xòe tay nói. Ma thủ không biết tung tích, viện đã bị thương nặng đang điều dưỡng. Man rung động hỏi. Không biết tung tích, các ngươi có thấy rõ thực lực của ma thủ không? Sắc mặt Tranh hơi khó xem nhưng vẫn nói thật. Trên thánh ma nghe nói cách cảnh giới chủ thiên giới trong truyền thuyết không xa. Man biến sắc mặt, người khẽ run. Chủ thiên giới. Lỗ Thông Tử cũng hết sức giật mình, nhưng mắt bắn ra tia kỳ dị. Chủ thiên giới, nếu đúng là tồn tại cảnh giới đó thì. Sắc mặt Lỗ Thông Tử trở lại bình thường, dường như chìm trong suy tư. Mặt Man xám xịt nói. Đã vậy các ngươi còn dám chống đối ma thủ. Tranh cười gằn. Đã đi bước đầu tiên thì không có đường quay đầu, nên hôm nay Man huynh mà không có lựa chọn chính xác thì rắc rối to. Tranh nhìn vỏ trứng đã nứt, nói. Huống chi Man huynh cướp trứng ma của cổ vực, dù cẩn thận che giấu tung tích nhưng hơn phân nửa khả năng ma thủ đã biết. Nếu ta không đoán sai thì trứng ma này ma thủ vốn dùng để cung cấp lực lượng cho phân thân thứ 6 nhưng bị Man huynh cướp đi, khiến ma thủ cưỡng ép dung hợp phân thân không đủ thực lực. Ma thủ sẽ tìm Man huynh tính nhân quả này. Man biến sắc mặt tức giận quát. Muốn chụp mũ. Tranh cười nói. Có chụp mũ hay không thì Man huynh tự nghĩ đi. Man huynh nói với ta vô dụng, lúc đó tự đi mà nói với ma thủ. Mặt Man trắng bệch, ánh mắt âm trầm hấp háy. Lý Vân Tiêu bỗng cười nói. Tranh đại nhân nói không sai, nếu hôm nay hắn lựa chọn sai lầm thì không đợi được tới lúc gặp mặt ma thủ. Lựa chọn chính xác là khi gặp ma thủ thì không cần giải thích cái gì. Tranh cười nói. Đúng đúng, Lý đại nhân nói rất đúng. Man hỏi. Kết minh thế nào, không liên kết thì sao? Không đợi Tranh nói, Lý Vân Tiêu cướp lời. Nếu kết minh thì chúng ta cùng nhau giết lên cổ vực xóa sổ tất cả thực lực của ma thủ lục xí. Nếu không liên kết thì bây giờ chết đi, lười nói nhảm nhiều với ngươi. Nếu kết minh thì để lấy công đầu hãy đưa cái đầu Lỗ Thông Tử đây. Man, Lỗ Thông Tử biến sắc mặt, hai người biểu tình khác nhau. Lỗ Thông Tử nhe răng cười nói. Giết ta là các ngươi sẽ thắng ma thủ sao? Chẳng bằng giữ ta lại, cùng nhau liên hợp, dù sao lực lượng trong tay ta không yếu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tin ngươi mới chết, lười nói nhảm nhiều với ngươi, để ta tiễn ngươi lên đường. Nghĩ đến các loại tội ác của Lỗ Thông Tử thì Lý Vân Tiêu mất hứng thú xúi Man giết gã. Lý Vân Tiêu lắc người. Mấy chục kiếm quang bay ra khỏi người hắn xoay vòng trong đại điện, hóa thành kiếm trận giải rác xung quanh để tránh Lỗ Thông Tử chạy trốn. Lỗ Thông Tử hết hồn, luống cuống vội kêu lên. Man đại nhân thật sự mặc kệ ta sao? Hợp tác với những người này mới là đường chết. Nét mặt Man xa sầm gật đầu nói. Yên tâm đi,
ngươi và ta hợp tác đến bây giờ đã khi nào ta từ bỏ ngươi chưa? Tranh trầm giọng nói. Man, xem ra ngươi hết thuốc chữa. Lỗ Thông Tử mừng rỡ tới gần Man. Đa tạ đại nhân, xin đại nhân ra tay, chúng ta cùng nhau lao ra. Man gật đầu nói. Man giơ tay lên bỗng đánh trúng ngực Lỗ Thông Tử. Bùm! Quyền kình đánh vào người Lỗ Thông Tử nổ thành cái lỗ to, máu me nhảy nhụa, nhưng những giọt máu lại đen thui. Biến cố làm Tranh và Lý Vân Tiêu ngây người. Lý Vân Tiêu lập tức thu lại kiếm khí, lạnh lùng nhìn. Khuôn mặt Lỗ Thông Tử ngạc nhiên sững sờ, gã nhìn ngực mình, khó tin ngó Man đăm đăm. Tại sao? Man hừ mũi. Còn phải hỏi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi ta gai mắt ngươi từ lâu. Thì ra là vậy. Lỗ Thông Tử căm hận nói. Ta giúp ngươi nhiều như vậy thế mà cuối cùng ngươi muốn giết ta. Giúp ta. Man tràn đầy giễu cợt nhìn Lỗ Thông Tử như xem tên hề, cười nói. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Mới rồi ngươi còn nói mọi chuyện ngươi làm là đang giúp chính mình. Lỗ Thông Tử tức giận nói. Dù là vậy, dù ta chủ yếu giúp bản thân nhưng ngươi cũng thu lợi lớn. Đối xử với ta như vậy không sợ mọi người thất vọng sao? Dù ngươi có đầu vào bọn họ, loại gặp trận làm phản như thế bọn họ có thể thật lòng tiếp nhận ngươi không? Man cười khẩy nói. Miễn nói linh tinh đi. Dù gì ngươi sắp chết, ta cho ngươi biết, dù không có chuyện hôm nay thì sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Vì khuôn mặt của ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn, xấu muốn chết, ta vừa nhìn thấy bộ dạng của ngươi là đã ghê tởm như nuốt phải ruồi. Lỗ Thông Tử đã đoạt xá thân thể khác nhưng gã vẫn lộ ra dáng vẻ tà ác. Nghe Man nói thế Lỗ Thông Tử bình tĩnh trở lại, gật đầu nói. Nói vậy thì ta có đoạt xá thân thể của ngươi cũng không thấy tội lỗi, tất cả là tự ngươi xứng đáng tìm cái chết. Man ngẩn ra, cười phá lên. Ha ha ha, đoạt xá thân thể của bổn tọa, có phải sắp chết bị mụ đầu không? Ngực Lỗ Thông Tử thủng cái lỗ, máu tươi chảy đầy đất, nhưng gã không gục ngã. Lỗ Thông Tử giơ tay lên bắt ấn trước người. Man biến sắc, đột nhiên người gã mọc lông. Cơ bắp phồng lên, khuôn mặt vặn vẹo không ngừng thay đổi. Man hoảng hốt. Cái gì, ngươi đã làm gì bổn tọa? Man phát hiện thân thể mình như bị ai bám vào, không theo gã điều khiển. Man giật mình lại định tấn công Lỗ Thông Tử nhưng cánh tay nặng ngàn cân không nhấc lên nổi. Lỗ Thông Tử đứng một bên cười khẩy nói. Ta không làm gì ngươi hết, ngươi tưởng ta vô tình vô nghĩa giống như ngươi sao? Ngươi bất nhân nhưng lão phu không thể bất nghĩa à? Lỗ Thông Tử làm bộ dạng trang nghiêm đạo mạo. Man chợt hiểu ra, giật mình kêu lên. Ngươi giở trò trong trứng ma. Lỗ Thông Tử cười tà. Ngươi nghĩ mình luyện hóa trứng ma sao? Thật ra là trứng ma luyện hóa ngươi đấy đổ ngốc. Lỗ Thông Tử tiến lên trước, vươn ra ngón tay gầy đét không chút máu cắm vào ngực Man, dễ dàng như cắt đậu hủ, không bị cản trở chút nào. Khuôn mặt Man khủng hoảng, gã dốc hết sức quay đầu nhìn đám người Lý Vân Tiêu. Trong mắt tràn đầy cầu cứu. Tranh nhìn Lý Vân Tiêu như trưng cầu ý kiến của hắn. Lý Vân Tiêu thờ ơ, thế là Tranh cũng xem như không nhìn thấy. Lỗ Thông Tử chậm rãi dán người vào Man, rất nhanh một đoàn ma khí chui vào cơ thể gã. Man liều mạng vùng vẫy, người run lẩy bẩy nhưng biên độ rất nhỏ. Khuôn mặt từ kinh khủng trở nên ngây dại, cuối cùng cứng ngắc. Thân thể Lỗ Thông Tử đoạt xá cũng mềm oặt trên người Man. Dường như hoàn toàn chết đi, mặt cứng ngắc. Người Man bỗng run lên hất thân thể Lỗ Thông Tử đoạt xá ra, một chỉ điểm vào. Bùm! Cơ thể bị nổ tan xương nát thịt trên không trung. Làm xong tất cả, Man, phủi tay, cười nhanh Tranh, biểu tình đúng là Lỗ Thông Tử. Đám người Tranh nuốt nước miếng, ghê tởm như ăn phải ruồi. Tranh nói, ta đã hiểu tại sao Man muốn giết ngươi. Lỗ Thông Tử cười phá lên, giễu cợt nhìn Lý Vân Tiêu. Có phải cảm thấy ta rất thiên tài không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng cũng rất ghê tởm đến mức ai cũng muốn giết ngươi. Lỗ Thông Tử nhúc nhích thân thể mới, dường như hơi không thích ứng, hừ lạnh nói. Muốn giết ta thì phải xem chính mình có thực lực đó không, ma tôn mạnh như Man cũng bị ta ám toán. Trứng ma đó thật ra đã bị ta luyện hóa trước, còn cài cấm chế vào đó. Đồ ngu kia tưởng ta luyện hóa giúp hắn. Đần độn thì chết cũng đáng. Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Nói đúng, ta công nhận điều này, đần độn thì đáng chết, nhưng ngươi vênh váo trước mặt ta chẳng phải cũng là một loại ngu sao?
Mắt Lỗ Thông Tử chữ ý cười nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Thế nào, ngươi nghĩ mình vẫn có thể sống? Hai người đều là bộ dáng tràn đầy tự tin, một người cho rằng mình ăn chắc đối phương, người kia thì cho rằng không thể nào. Lỗ Thông Tử vỗ tay rất mạnh, tiếng bôm bốp khuếch tán ra ngoài, đại điện rung rinh. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Ngươi truyền hoán cứu binh cũng chỉ tăng thêm một ít oan hồn. Lỗ Thông Tử cười nói. Tùy ngươi nghĩ sao, mấy lâu la đó có chết hay không chẳng động lại trong lòng ta, oan hồn thì kệ nó. Rất nhanh quanh đại điện bị nhiều cường giả bao vây lại. Những người này nhìn trong điện, đặc biệt thấy, Lỗ Thông Tử, nằm sấp dưới đất thì rất giật mình, biểu tình tức giận. Phi Thanh nói. Đã quyết định giết thì làm nhanh gọn đi. Không thì rác rưởi tụ tập càng nhiều quét dọn cũng rắc rối. Lý Vân Tiêu nhìn Lỗ Thông Tử chằm chằm. Hỏi ngươi lần cuối, nhóm Dương Địch ở đâu? Sắp chết đến nơi vẫn không chịu nói. À, ngươi không nhắc thì ta suýt quên hết. Lỗ Thông Tử cười quỷ dị. Ta không tàn nhẫn như vậy, đã tới lúc cho ngươi gặp các đồ đệ, bằng hữu cũ của mình. Lỗ Thông Tử vỗ tay rất có tiết tấu, như khúc ca văng vẳng trong điện. Đám người Lý Vân Tiêu biến sắc mặt. Vì bọn họ cảm nhận khí thế cường đại đến gần, không chỉ một người. Nóc đại điện bị sốc lên, đám ma tộc đã đến trước đều hoảng sợ thụt lùi tản ra bốn phía. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới, có mấy bóng người trên trời. Tinh thần Lý Vân Tiêu rung động, kêu lên. Huyền Hoa, Phỉ Yên, Dương Địch, La Thiên. Các khuôn mặt quen thuộc nay biểu tình lạnh băng, nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì kinh ngạc sau đó là hờ hững. Lòng Lý Vân Tiêu trùng xuống. Những người này hoặc nhập ma hoặc bị chúng tà thuật, tuy rằng nhận ra hắn rồi lại bị người khống chế. Lỗ Thông Tử cười to bảo. Ha ha ha, nhiều năm không thấy nay gặp lại có phải rất cảm khái không? Cảnh tượng khiến nhiều người kích động biết mấy. Lý Vân Tiêu tức giận mặt xanh mét, nghiến răng hỏi. Bọn họ chúng tà thuật gì? Tà thuật. Lỗ Thông Tử cười nói. Ngươi tự hỏi họ đi, bọn họ toàn là đệ tử của ta hoặc thuộc hạ. Nghĩa nữ của ta thì sao có thể dạy tà thuật cho họ? Huyền Hoa đột nhiên mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, người đang quậy phá cái gì, không được vô lễ với Tổng trưởng Đại Nhân. Lý Vân Tiêu nhìn Huyền Hoa chằm chằm, sắc mặt khó xem nói. Các ngươi còn kêu hắn là Tổng trưởng, biết mấy năm nay hắn làm cái gì không? Huyền Hoa châm chọc nhìn Lý Vân Tiêu. Mấy năm nay chúng ta luôn ở cùng Tổng trưởng Đại Nhân nên dĩ nhiên biết. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Vậy bây giờ các ngươi còn giúp hắn? Huyền Hoa nói. Vì biết nên mới giúp hắn. Ta biết ngươi có rất nhiều hiểu lầm, ta lười giải thích với ngươi. Bây giờ khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không được vô lễ với Tổng trưởng Đại Nhân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Những người khác cũng biểu tình tương tự nhìn Lý Vân Tiêu. Dương Địch mở miệng nói. Sư Tôn, quay đầu là bờ. Bây giờ ta còn gọi ngươi một câu Sư Tôn. Nếu ngươi dám có chút xíu hỗn hào với Tổng trưởng Đại Nhân thì tình sư đồ của hai ta chấm dứt. Lý Vân Tiêu choáng váng, hắn biết bọn họ đã chúng ta nên không có gì để nói nữa, lửa giận dần bình ổn. Lỗ Thông Tử cười ta. Phải rồi, gần đây ta bắt được một người, cũng là gương mặt quen thuộc. Lỗ Thông Tử giơ tay chộp hư không. Trong phút chốc vô số ánh sáng vàng tụ tập lại ngưng kết thành quả cầu ánh sáng vàng trong lòng bàn tay Lỗ Thông Tử. Lửa bập bùng cháy trong quả cầu, một ảo ảnh chim lửa bay lượn trong đó, đôi khi ẩn núp. Bên dưới chim lửa là một nam nhân ngồi xếp bằng, dường như bị thương nặng đang điều dưỡng. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Hoa Thiên Thụ. Lý Vân Tiêu tức giận quát. Hèn gì trong cuộc hẹn thành thiên hàn không thấy hắn, hóa ra bị ngươi bắt lại. Lỗ Thông Tử cười nói. Cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có thể bắt được hắn cũng xem như duyên phận. Hôm đó từ biệt ở thành Xạ Tinh, trên đường về tình cờ gặp nhau. Cũng may lão nhân gia ta đây trí nhớ tốt nên nhận ra hắn, đổi lại người khác đã sớm quên tiểu lâu la rồi. Nhưng cơ duyên của hắn tốt thật, đạt được Phượng Hoàng Nhất Thể, còn có ma nguyên của đế, đúng là cho ta chút ít niềm vui bất ngờ. Lý Vân Tiêu bỗng cười nói. Đồ đệ của ta cho ngươi chút niềm vui bất ngờ thì ngươi vui vẻ vậy sao? Ta quyết định tiếp theo sẽ cho ngươi món quà lớn, để ngươi lên miền Cực Lạc. Lý Vân Tiêu thấy Hoa Thiên Tụ không bị gì thì lòng nhẹ nhõm, đám người Huyền Hoa, Dương Địch miễn còn sống thì có cách giải trừ tà thuật. Lỗ Thông Tử trả đũa nói.
Giờ này khắc này thật phục sự bình tĩnh, lạc quan của ngươi. Đến mức này rồi ngươi vẫn có nắm chắc giết được ta sao? Thân thể này hấp thu lực lượng thái cổ ma viên, đã đến nửa bước thánh ma. Trong không trung khí thế phát ra từ người Lỗ Thông Tử làm nguyên đại điện lung lay. Đám ma tộc xung quanh biến sắc mặt. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Không thể nào, ngươi chỉ mới đoạt xá thì sao kiểm soát dễ dàng như vậy? Lỗ Thông Tử cười khẩy nói. Bởi vậy mới bảo kẻ ngu ngốc dễ chết. Ta vừa nói xong, ta đoạt xá không phải man mà là thái cổ ma viên. Lực lượng con thú nhỏ đó đã bị ta luyện hóa khi còn trong trứng ma. Man tự cho là được đến lực lượng ma viên nhưng thật ra bị ma viên trói buộc. Nếu hôm nay các ngươi không đến thì man cũng không sống qua vài ngày, ta vẫn sẽ xuống tay với hắn. Các ngươi đến chỉ đẩy nhanh quá trình. Các ma quân man bộ biến sắc mặt, biểu tình kinh sợ, hết sức bàng hoàng. Tranh lạnh lùng cười. Nói rất đúng, người ngu si dễ chết, thật lo dùm chỉ số thông minh của ngươi. Hiện tại thân phận của ngươi đã bị lộ thì sao những người man bộ còn bán mạng cho ngươi? Đám cường giả lấy lại tinh thần, biểu tình tức giận trừng mắt Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử cười phá lên. Đám Lâu La nhãi nhép không lọt vào mắt ta, nhưng ít ra cũng là các mạng sống, lấy đến làm vật hy sinh cũng tốt. Trước khi đối với man thì ta đã gieo cấm chế trên người chúng rồi, vốn định cuối cùng cùng nhau giết man. Nhưng vụ trứng ma cho ta cơ duyên khác, vì vậy những tên cặn bã này không dùng được, hiện tại có thể lợi dụng chúng. Đám ma quân của man bộ tức xì khói, hét chói tai. Lỗ Thông Tử, hôm nay không giết ngươi chúng ta thề không làm người. Lỗ Thông Tử cười nói. Vậy các ngươi đều sẽ thành chó. Lỗ Thông Tử giơ tay lên chộp, dường như có lực lượng kỳ dị phát ra từ lòng bàn tay gã. Đám ma quân biến sắc mặt, đau đớn gào thét trên không trung. Có chuyện gì, ngươi làm gì trên người chúng ta? Đám ma quân gào rú không dứt, mặt vặn vẹo biến hình. Ban đầu bọn họ còn chống cự được đôi chút, về sau đều gào rú van xin. Đại nhân mau dừng tay, tha cho chúng ta đi, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta. Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói. Van xin rồi, chẳng phải các ngươi nói hôm nay không giết ta thì tất cả không làm người sao? Một kẻ quỳ cầu. Chúng ta vốn không phải người, cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Có mấy ma quân đau đớn tự xé rách người, nổ cái bùm hàng giải trên không trung.